Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 151. Lúc này Dương Bách Xuyên mới hiểu, hóa ra sau khi phi thăng lên tiên giới còn phải nhập tịch. Đa tạ tiên nữ tỷ tỷ, ta đã hiểu phải làm gì rồi. Dương Bách Xuyên chắp tay cảm tạ nữ tiên nhân tên là San Hô tiên tử này, còn những người khác hắn đều không nhìn tới. Ngươi cũng chỉ là thiên tiên, chẳng qua là nhất phẩm thiên tiên mà thôi, dám đối xử với lão tử như vậy sao? Dứt lời, Dương Bách Xuyên làm theo chỉ dẫn của nữ tiên nhân, nhỏ một giọt tỉnh huyết xuống tiếp dẫn thiên trụ khổng lồ bên cạnh. Bùm! Ngay sau đó tiếp dẫn thiên trụ vang lên một tiếng, tỏa sáng rực rỡ. Một dòng chữ phong cách cổ xưa hiện lên. Chữ viết trên đó thật ra rất thông dụng ở tu chân, Dương Bách Xuyên có thể nhận ra. Chỉ thấy tiếp dẫn thiên trụ viết người phi thăng Dương Bách Xuyên, phi thăng từ bàn cổ tu chân đại thế giới, quê hương là trái đất Cửu Châu. Tuổi tu chân là 1080, sơ phẩm thiên tiên, đã được tôi luyện trong tiếp dẫn chỉ 90 ngày. Hả, 90 ngày? Điều này sao có thế? 3 tháng? Nhất định là bản ghi chép của thiên trụ có vấn đề rồi. Năm thiên tiên nhìn thấy thông tin về Dương Bách Xuyên hiện lên, tất cả đều mất bình tĩnh, kinh hô thành tiếng. Trong lịch sử tiên giới, kỷ lục tôi luyện ở tiếp dẫn chỉ cao nhất là 9 ngày, người phi thăng có thể ở đó 9 ngày. Có thể sống đến bây giờ chắc chắn đều đã đứng trên đỉnh kim tự tháp của tiên giới, nhưng người có thể ở 9 ngày trong lịch sử, hai bàn tay cũng không đếm hết. Bên dưới tiên giới tổng cộng có 3.000 tu chân đại thế giới, bàn cổ tu chân đại thế giới của Dương Bách Xuyên chỉ là một trong số đó. Bên dưới đại thế giới có vô số tiểu thiên thế giới, cũng không chắc chắn có thể xuất hiện người phi thăng nào ở lại tiếp dẫn chỉ quá 9 ngày. Huống chỉ là 90 ngày. Điều này quả thực vượt quá nhận thức của năm thiên tiên. Bọn họ không thể tin được. Nhưng tiếp dẫn thiên trụ đã tồn tại từ khi có tiên giới, là sản phẩm của thiên đạo, sao có thể xảy ra sai sót? Nhìn vào thông tin thân phận của Dương Bách Xuyên, bàn cổ tu chân giới, trái đất Cửu Châu thế giới, tu luyện được 1080 năm đã phi thăng. Điều này khiến mấy thiên tiên sinh ra một vài ý nghĩ hoang đường. Bàn cổ tu chân đại thế giới cũng tồn tại trên danh nghĩa một trong 3.000 đại giới. Trong lịch sử đã từng xuất hiện không ít nhân vật truyền kỳ, chắc chắn đều là sự tồn tại có ảnh hưởng trong tiên giới. Không nói đâu xa, từ thời đại trước cho đến bây giờ, vị tán tiên đáng sợ đó đã gây ra gió to sóng lớn trong toàn bộ tiên giới. Chưa nghe nói đến quê hương của Dương Bách Xuyên bao giờ, nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là thời gian tu luyện của hẳn chỉ mới 1080 năm. Trong toàn bộ lịch sử của tiên giới, những người có thể phi thăng sau ngàn năm tu luyện đều như lông gà vỏ tỏi, không phải không có, nhưng cực kỳ hiếm. Tư chất tu luyện như vậy, ở tiếp dẫn thiên trụ mà bọn họ tiếp quản, tuyệt đối là người cận đại nhất. Bàn cổ thiên trụ mấy năm gần đây đúng là náo nhiệt. Mấy trăm năm trước còn có người cưỡng ép mở thiên môn, thậm chí còn kinh động đến tiên đế, kết quả tiên đế đã bị một người từ hạ giới chặt đứt một tay. Tuy rằng tiên đế đã ra lệnh giữ kín chuyện này, nhưng dù sao cũng không có bức tường nào kín, bọn họ cũng nghe được ít nhiều. Lần đó mấy tiên nhân trấn thủ ở đây, tất cả đều bị xử tử. Lúc này thế lực tiên môn khắp nơi mới tranh được cơ hội trấn thủ. Năm người họ đương nhiên đến từ năm thế lực tiên môn khác nhau, đến đây trấn thủ tiếp dẫn thiên trụ cũng là vì lợi ích. Thứ nhất, người phi thăng đến từ hạ giới không thiếu người giàu có thể thu được chút lợi. Thứ hai, cũng là điều quan trọng nhất. Bọn họ phát hiện người có thiên phú tài năng lớn có thể thu hút về tiên môn của mình, ở tiên giới đồng môn có truyền thừa, một tiên môn muốn có truyền thừa, nhất định phải rót máu mới vào. Cho nên, trấn thủ ở đây là một cơ hội tốt để chiêu mộ đệ tử mới. Đương nhiên cũng yêu cầu đối phương phải tự nguyện, dù sao thì cũng không thể ép buộc. Tuy nhiên trong hoàn cảnh bình thường, người phi thăng đến từ hạ giới đến tiên giới sẽ bắt đầu lại từ đầu, đối diện với lời chiêu mộ của tiên môn, rất hiếm khi từ chối. Đương nhiên cũng ngoại trừ những người phi thăng từ tông môn có gốc gác ở tiên giới, lúc phi thăng, tiên môn tự nhiên sẽ phái người đến đón. Nhưng Dương Bách Xuyên là một người không có tông môn ở tiên giới, bởi vì trong tiếp dẫn thiên trụ không có ghi lại. Nếu hẳn có tông môn, sẽ được hiển thị trên dẫn thiên trụ. Hồi lâu sau, cuối cùng năm thiên tiên cũng hồi phục tinh thần, tiếp dẫn thiên trụ tuyệt đối không có sai sót, nếu Dương Bách Xuyên đã thực hiện lễ rửa tội ở tiếp dẫn chỉ trong suốt 90 ngày. Vậy thì sẽ không sai. Điều này cũng chứng minh, Dương Bách Xuyên là người có tiềm năng nhất trong số những người có tiềm năng, một người như vậy, nếu không chiêu mộ về tiên môn của mình thì chính là đầu óc có bệnh.
Khụ khụ. Trương Tam lúc trước từng quát lớn với Dương Bách Xuyên ho khan, lúc nhìn về phía Dương Bách Xuyên lộ ra một nụ cười, giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn nhiều, trong tay lóe sáng, xuất hiện một lệnh bài, trên đó có khắc dòng chữ, sức mạnh tiên nguyên thuần khiết. Sau đó, như nhìn thấy một đại cô nương, cười nói, hóa ra ngươi là Dương Bách Xuyên, Dương huynh đệ. Ây yô, vừa rồi thất lễ rồi, ta là Trương Tam, đến từ tẽ. Minh Tiên Sơn, Dương huynh đệ, chào mừng ngươi phi thăng. Đây là lệnh bài của Tê Minh Tiên Sơn, sau này ngươi hãy đến tẽ Minh Tiên Sơ tu luyện đi. Nào nào Dương huynh đệ, hãy nhỏ một giọt máu lên, từ nay ngươi chính là đệ tử quan trọng của Tê Minh Tiên Sơn. Hừm Trương Tam, ngươi thật không biết xấu hổ, ngươi vừa mới mắng Dương huynh đệ. Dương huynh đệ, ta đến từ Vân Vũ Tiên Sơn. Vân Vũ Tiên Sơn của chúng ta sẽ cho ngươi tất cả tài nguyên tu luyện mà ngươi muốn. Dương huynh đệ, Linh Tú Tiên chúng ta là Tiên Sơn cấp 3. Ở tiên giới tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Dương huynh đệ, nếu ngươi gia nhập với chúng ta, ngươi sẽ bước vào con đường trở thành cường giả. Năm người lao tới vây quanh Dương Bách Xuyên, mỗi người trong số các ngươi đều có trong tay một tấm lệnh bài đại diện cho tiên môn tương ứng của mình, bọn họ đã không còn kiêu ngạo như trước nữa, liếm mặt mỉm cười, hy vọng Dương Bách Xuyên sẽ gia nhập tiên sơn của bọn họ. Họ thậm chí còn bắt đầu làm suy yếu lẫn nhau. Lúc này, trong đầu hẳn vang lên giọng nói của chim thần ma, tiểu tử, hãy suy nghĩ cẩn thận. Một khi đã gia nhập tiên sơn, thì không thể thay đổi được. Một số tiên sơn trong tiên giới có quy tắc rất nghiêm ngặt. Trên thực tế, Dương Bách Xuyên mới đến tiên giới đã rất bối rối, nhưng hắn cũng có thể thấy rằng sự thay đổi thái độ của 5 người này nhất định có liên quan đến 90 ngày hẳn ở trong tiếp dẫn trì. Điều này thể hiện tiềm năng. Thông thường, chỉ có thể được ở đó tối đa 9 ngày cho đến khi chết. Vì nhiều lý do khác nhau, hắn đã ở lại tiếp dẫn chỉ 90 ngày, giờ nghĩ lại, chắc hẳn có liên quan nhiều đến công pháp mà hắn đã luyện tập, hắn tu luyện chính là đạo thần. Đó là lý do tại sao lại có kỷ lục là 90 ngày. Nhưng bây giờ xem ra đã tự gây rắc rối cho chính mình. Nhìn năm người xung quanh, đặc biệt là dáng vẻ của Trương Tam cùng Lý Tứ lúc này, hẳn cảm thấy chán ghét, khóe miệng nở nụ cười tà ác, trong lòng Dương Bách Xuyên đã hạ quyết định, nói. Ha ha. Hai người không thể cho ta thứ ta muốn. Dương Bách Xuyên là cố tình nói lời này với Trương Tam và Lý Tứ. Trước đó không phải các ngươi rất kiêu ngạo sao, bây giờ ta thấy được tiềm lực của ta, ngươi lại hạ mình nịnh nọt ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Khi Trương Tam và Lý Tứ nghe những gì Dương Bách Xuyên nói, sắc mặt của họ đã thay đổi. Sao họ có thể không nhìn thấy ánh mắt của Dương Bách Xuyên? Nhưng đối với một người có tiềm năng cấp quái vật như vậy, Trương Tam và Lý Tứ thực sự không muốn từ bỏ. Trương Tam nhìn xuống, cười nói, không biết Dương huynh đệ muốn cái gì. Ngươi có thể nói thử cho ta biết, Trương mỗ có thể nói thế này, chỉ căn Dương huynh đệ nguyện ý gia nhập tiên môn của bọn ta, tài nguyên tu luyện, cùng với Dương huynh đệ tài năng và tiềm lực, đến cả trưởng giáo cũng sẽ đồng ý. Lý Tứ cũng có thể hứa với Dương huynh đệ, chỉ căn ngươi gia nhập tiên sơn của chúng ta, bọn ta có thể cho ngươi môi trường tu luyện tốt nhất. Lý Tứ cũng nhanh chóng nói. Ha ha, ta muốn chính là vượt qua tiên tôn cảnh, ngươi có thể cho ta được không? Dương Bách Xuyên cười nói. Khi Dương Bách Xuyên nói những lời này, Trương Tam và Lý Tứ biết rằng Dương Bách Xuyên đang giở trò đùa giỡn họ. Nhưng không ngờ tiểu tử này vẫn là kẻ thích báo thù, trước đó đã quát hẳn sao, chờ đó đi. Trương Tam nheo mắt nói, Dương huynh đệ, đây là tiên giới, không phải tu chân giới. Dù ngươi là rồng hay phượng trong tu chân giới, ở tiên giới ngươi cũng chỉ là côn trùng mà thôi, hiểu không? Chiêu mộ ngươi là để cho ngươi thể diện, đừng nghĩ rằng có tiềm năng lớn có nghĩa là ngươi có thể kiêu ngạo. Người có tiềm năng phải còn sống để thể hiện tiềm năng của họ. Có rất nhiều thiên tài chết giữa chừng, vì vậy đừng không biết tốt xấu. Những lời này vừa đấm vừa xoa, mang theo sự đe dọa rất mạnh mẽ. Lý Tứ tuy không nói chuyện, nhưng ánh mắt lại trở nên u ám. Trong mắt bọn họ, Dương Bách Xuyên bây giờ chỉ là một người phi thăng nhỏ bé, tiên nhân cấp thấp nhất trong tiên giới, nếu không coi trọng tiềm lực và tài năng của hắn, bọn họ cũng sẽ không nhiều lời. Không ngờ tiểu tử này lại không biết điều. Đáp lại sự đe dọa của Trương Tam, Dương Bách Xuyên cười khúc khích và nói, chẳng lẽ ta không muốn gia nhập tiên môn, còn ép buộc. Tiên giới có quy củ, hết thảy đều là tự nguyện. Dương huynh đệ đã không muốn gia nhập tiên môn, chúng ta tự nhiên sẽ không ép buộc ngươi. Tuy nhiên, ta muốn nhắc nhở Dương huynh đệ, những người không có tiên môn trong tiên giới là những người tu luyện bình thường, không có địa vị, ta bị người khác ức hiếp, cướp bóc thậm chí giết chết,
cũng không có người đứng ra, ha ha, Lý Tứ bắt đầu cuộc trò chuyện. Dương Bách Xuyên không coi trọng những lời đe dọa của Trương Tam và Lý Tứ, hẳn, Dương Bách Xuyên, thực sự không hề sợ hãi. Hân thực sự không có hứng thú với những lời ga gẫm và bàn tán của những tiên nhân này. Hắn cười tâu toét nói, ta rất cảm kích ý tốt của chư vị. Dương Mỗ vừa mới phi thăng tiên giới, cũng chưa biết nhiều, sau này ta sẽ cân nhắc việc gia nhập tiên môn. Nhưng hiện tại, ta chỉ muốn để trải nghiệm phong cảnh của tiên giới. Nếu sau này ta muốn kết gia nhập tiên môn nào đó, Dương Mỗ sẽ ưu tiên cho tông môn của các vị, sau này gặp lại, ta đi trước. Dương Bách Xuyên nói xong liền rời đi, không cho ai cơ hội phản bác. Trong đầu đang nghĩ rằng lúc trước các ngươi ra oai đánh phủ đầu ta, bây giờ ta cho các ngươi một bóng lưng kiêu ngạo. Về việc có ôm hận, gây rắc rối hay không, hắn thật sự không sợ. Họ không phải chỉ là một vài thượng phẩm thiên tiên thôi sao? Khi ở hạ giới, hắn thậm chí còn giết chết tán tiên cấp độ kim tiên, chẳng lẽ hẳn còn phải sợ hãi mấy thiên tiên? Tiểu tử làm càn. Một số vị tiên nghiến răng nghiến lợi nhìn Dương Bách Xuyên dứt khoát rời đi. Tất nhiên, trong số 5 thiên tiên, chỉ có người tên San Hô là giữ im lặng. Chỉ có Trương Tam và Lý Tứ nhìn bóng dáng rời đi của Dương Bách Xuyên, sát ý lóe lên trong mắt rồi biến mất. Nhưng bọn họ cũng không dám ra tay ở đây, bởi vì đây là trung tâm của tiên giới, 3.000 thiên trụ tượng trưng cho 3.000 thế giới, tương đương với việc kết nối 3.000 thế giới tu chân và là nền tầng của tiên giới. Ở đây rất cổ. Cũng có quy định cấm đánh nhau. Trên thực tế, cả 5 người đều hiểu rằng Dương Bách Xuyên thực sự đang nhắm vào Trương Tam và Lý Tứ. Nếu Dương Bách Xuyên không muốn gia nhập tiên môn, bọn họ cũng không thể ép buộc hắn. Nhưng để Dương Bách Xuyên rời đi là điều cuối cùng mà Trương Tam và Lý Tứ không muốn thấy nhất. Tiềm lực của Dương Bách Xuyên sẽ là mối đe dọa rất lớn đối với họ trong tương lai. Nếu trước đó bọn họ không xúc phạm Dương Bách Xuyên thì sẽ không sao. Nhưng rõ ràng trước đó bọn họ đã xúc phạm Dương Bách Xuyên. Hơn nữa, tiểu tử Dương Bách Xuyên này lại có ác cảm với bọn họ. Thay vì chờ đợi được một kẻ mạnh mẽ có khả năng trưởng thành trong tương lai chú ý, tốt hơn hết là nên giết hẳn thật nhanh. Một thiên tài có tiềm lực to lớn có thể làm được gì, sau khi chết, hẳn chẳng là gì cả, không còn là mối đe dọa nữa. Dương Bách Xuyên mang theo vui sướng trong lòng tời khỏi tiếp dẫn thiên trụ nơi hắn phi thăng, rồi nhanh chóng rời đi. Ở tiên giới đương nhiên cũng có thể phi hành, chẳng qua sức mạnh pháp tắc ở tiên giới càng thêm mạnh mẽ. Sau khi Dương Bách Xuyên đến tiên giới, hắn phát hiện ra rằng sức mạnh phi hành và thần thức thực sự có hạn. Sức mạnh pháp tắc ở tiên giới ổn định và cân bằng hơn hàng chục, hàng trăm lần so với tu chân giới. Vì vậy, sức mạnh phi hành và thần thức đã suy giảm. Dương Bách Xuyên nhận thấy tốc độ bay thông thường không thể theo kịp tốc độ di chuyển tức thời so với tu chân giới. Mà ý thức của hần ở tu chân giới có thể trong nháy mắt di chuyển hàng ngàn dặm, nhưng suy cho cùng, ở tiên giới cũng chỉ có thể đi 1.000 mét. Độ tương phản quá lớn. Hắn có chút chán nản và tự phàn nàn, tiên giới chó má, sau khi phi thăng, sức lực của ta thực sự đã suy giảm. Lúc này, chim thần ma đang ngồi xổm trên vai hắn nói, tiểu tử, ngươi cứ yên tâm đi. Theo hiểu biết của ta, rất nhiều người sau khi phi thăng tiên giới bị pháp tắc của tiên giới chấn áp, phi hành khó khăn. Thần thức, à không, ở tiên giới nên gọi là tiên thức. Tiên thức nhiều nhất có thể phóng ra xa 100 mét, 100 mét cũng không tệ, người không chỉ có thể bay, mà tiên thức cũng có thể phóng ra xa 1.000 mét, người thật là quái vật, còn muốn gì nữa. Khi Dương Bách Xuyên nghe thấy con chim thần ma nói chuyện, hắn lập tức cảm thấy vui mừng, quả đen, cuối cùng thì ngươi cũng lên tiếng. Tại sao trước đó ngươi không nói gì, giả câm điếc trước những tiên nhân đớ. Nói nhảm. Ngươi không biết ta hiện tại đi theo ngươi rất mạo hiểm sao? Ta theo ngươi phi thăng lên tiên giới là không bình thường, hơn nữa lão tử là chim thần ma đứng đầu tam giới, rất cao quý. Thực lực của tiểu tử ngươi hiện tại chính là một kẻ yếu đuối đích thực trong tiên giới, nếu ta không khiêm tốn, chẳng phải là sẽ không sống được quá lâu sao? Chim thần ma nói với giọng điệu ngươi chính là kẻ ngốc. Chậc, điểm đặc biệt của ngươi chính là miệng lưỡi lợi hại, nói trắng ra là ngươi không sợ chết. Quên đi. Chủ đề này ta sẽ không nói với ngươi, ngược lại ngươi có thể nói cho ta biết, thần thức và tiên thức khác nhau ở đâu. Không phải là một sao? Dương Bách Xuyên hỏi điều hẳn muốn biết. Đương nhiên là khác nhau, nói thẳng ra thì thần thức vẫn nằm trong phạm vi của linh thức, nhưng chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Trong tu chân giới không đầy đủ sức mạnh pháp tắc, mục đích của thần thức phần lớn là để dò tìm, về sức tấn công thì không tốt. Nhưng thần tiên thức thì khác,
sau khi được sức mạnh của tiên giới gột rửa, sức mạnh thăng hoa hoàn toàn có thể dùng để giết kẻ thù, sức mạnh tiên thức dùng pháp tắc, sẽ có sát khí rất lớn, không chỉ dùng để dò tìm, mà còn có thể dùng để giết địch, còn rất nhiều thứ ngươi từ từ nghiên cứu sẽ biết. Dương Bách Xuyên cũng hiểu đại ý, thần và ma, đều liên tục nhắc đến chữ pháp, Dương Bách Xuyên rong lòng rung động, hỏi, tiêu điểm tu luyện của tiên giới là ở pháp tắc sao? Trẻ nhỏ dễ dậy, người cũng không ngốc lắm. Đúng vậy, khi tu luyện ở tiên giới, ngoại trừ tiên lực cơ bản ra, trọng điểm là pháp tắc, thiên hạ có 3.000 đại đạo, cũng có 3.000 pháp tắc. Trong tu chân giới, sức mạnh pháp tắc có hạn, nhiều nhất chỉ có thể tiếp xúc với pháp tắc ngũ hành, nhưng trong tiên giới có 3.000 pháp tắc, người có thể hiểu và nghiên cứu thấu đáo đến mức nào thì sẽ có sức mạnh to lớn đến mức đó. Tu luyện ở tiên giới pháp tắc là trọng tâm, chính là bởi vì tiên giới pháp tắc toàn diệt. Cho nên sau khi người phi thăng lên, dù nói là phi thăng, mạnh hơn rồi, nhưng sức mạnh lại giảm đi, là do nguyên nhân này. Thì ra là vậy, Dương Bách Xuyên gật đầu bày tỏ đã hiểu. Sau đó chim thần ma nói, vừa rồi ngươi cố ý chọc giận hai tên tiên nhân yếu đuối đó sao? Khi Dương Bách Xuyên nghe thấy những lời của chim thần ma, hẳn cười khúc khích và nói, ta đã giết chết những tán tiên cấp 6 trên đảo tán tiên. Xét về cấp độ, họ có thể so sánh với những kim tiên của tiên giới. Mặc dù sư phụ từng nói, cấp bậc ở hạ giới khác biệt rất lớn, căn bản không thể so sánh với tiên nhân tiên giới thật sự. Nhưng dù sao ta cũng đã giết qua cấp bậc kim tiên, khi đến tiên giới, ta lại bị hai tên khốn đó coi thường và phô trương sức mạnh của chúng, nên tự nhiên cảm thấy không phục. Bọn họ cũng là tiên nhân cấp thấp nhất, không phải chỉ là thượng phẩm thiên tiên thôi sao? Ta là sơ phẩm thiên tiên, ta muốn thử xem khoảng cách giữa ta và bọn họ lớn đến mức nào, bọn họ sao dám kiêu ngạo như vậy? Dương Bách Xuyên trong lòng nói ra đại khái lý do, nhưng đương nhiên còn có một nguyên nhân khác không nói ra, đó chính là Bình Càn Khôn nói hẳn tu chính là đạo thần còn cao hơn tiên đạo một bậc, hân muốn xem thử đạo thần và tiên đạo rốt cuộc khác nhau thế nào. Ngươi đã đạt được nguyện vọng rồi, hai tên tiên nhân đó cũng theo sau. He he, nói thật thì ta cũng không thích bọn họ, các ngươi đánh nhau thì giết hai tên đó thì tốt hơn. Nếu không đánh được bọn họ, tiểu tử ngươi sẽ bị đánh, lão tử sẽ càng vui hơn. He he, chim thần ma bày ra dáng vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa, không sợ thiên hạ loạn. Dương Bách Xuyên tức giận đến trợn mắt. Không cần chim thần ma nói, bằng thần thức hay chính là tiên thức của mình, hắn đã phát hiện hai người tên là Trương Tam và Lý Tứ đã theo hắn khoảng cách 700-800 mét, bọn họ chậm rãi đi theo hắn. Nhưng vẫn không động thủ, hắn đoán nơi này không thích hợp để làm gì cả. Trước đó họ nói rằng đây là vùng đất của 3.000 thế giới. Và có lẽ có những hạn chế trong việc chiến đấu, vì vậy nên cứ đi theo hắn, đang đợi rời khỏi đây rồi mới ra tay. Nhưng Dương Bách Xuyên không những không sợ hãi mà trong lòng còn cảm thấy rất hưng phấn. Nghĩ rằng trận chiến đầu tiên của mình ở tiên giới sẽ bắt đầu với hai tên tiên nhân mù này. Trước đây ta cố ý chọc giận bọn họ, chỉ để thấy được sự khác biệt giữa tiên giới và tu sĩ tu chân giới, bây giờ xem ra là đức tính. Vì chính họ đã đuổi theo hẳn chịu chết nên không thể trách hắn được. Về việc có thể giết chết hai tên tiên nhân hay không, Dương Bách Xuyên đã suy nghĩ kỹ vấn đề này. Vì linh hồn Bình Càn Khôn đã ban cho hẳn lợi thế tu luyện đạo thần, nếu hắn không thể đánh bại hai thượng phẩm thiên tiên trong cùng một cảnh giới thì chính là có tiếng mà không có miếng. Nói gì đạo thần, không xứng với hai chữ đạo thần chứ đừng nói đến chuyên phá trời. Dương Bách Xuyên phát hiện hai thượng phẩm thiên tiên nọ vẫn còn thủng thẳng bám theo phía sau mình, khóe miệng khế cong lên, để lộ ý cười. Có điều giờ hắn muốn rời xa hồ tiếp dẫn này trước đã rồi tính tiếp. Nếu hai thiên tiên đó lựa chọn bám theo hẳn, chứng tỏ trong lòng họ đã nảy sinh ý đồ giết chết hắn. Mà chuyện này Dương Bách Xuyên đã trải qua quá nhiều lần ở tu chân giới rồi, không kéo được người về đội mình thì lập tức xuống tay giết chết, lý do là không muốn để lại một mối hiểm họa tiềm năng cho tương lai. Nơi có người sẽ có giang hồ, tiên giới cũng không phải ngoại lệ. Thậm chí... không chỉ mình con chim thần bí mà tới ông già cũng từng nói rằng, tình hình ở tiên giới còn tàn khốc hơn cả tu chân giới. Hiện tại xem ra sự thật đúng là như vậy. Điều này cũng trực tiếp phá hủy ấn tượng về tiên giới trong lòng Dương Bách Xuyên. Trước kia, hắn cứ cho rằng tiên giới là một thế giới xinh đẹp như trong cổ tích, không có chiến tranh, không có giết chóc. Cư dân nơi này là những tiên nhân thanh cao, thoát tục, trẻ mãi không già, lúc ẩn lúc hiện. Nhưng đặt chân tới tiên giới rồi. Hắn mới phát hiện tất cả chỉ là ảo tưởng của bản thân. Vì trên thực tế, tiên giới còn lạnh lùng, vô tình hơn cả tu chân giới. Dương Bách Xuyên cứ thế bay thẳng một đường,
sau đó phát hiện dù đã qua rất lâu, nhưng cảnh vật xung quanh vẫn không thay đổi quá nhiều, như thể hẳn vẫn còn ở nguyên chỗ cũ vậy. Ở đây không hề có ngày đêm xen kẽ, nên hắn cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cuối cùng, nhịn hết nổi, hẳn chỉ đành hỏi chim thần ma, qua nè, chỗ này rộng cỡ nào thế? Mất bao lâu chúng ta mới thoát được ra ngoài? Nơi đây được xem là vùng đất trung tâm của tiên giới, chẳng những có diện tích lên đến 90.000 mét vuông, mà còn là lục địa duy nhất ở tiên giới. Ngoài ra, những nơi khác chẳng có điểm gì giống chỗ này cả. Dựa theo tốc độ hiện tại của ngươi, tầm 7 ngày là có thể thoát khỏi đây rồi. Hiện, chim thần ma đã biến thành hướng dẫn viên du lịch cho Dương Bách Xuyên. Vì con chim tâm thần này đã đi theo ông già một thời gian dài, thế nên cũng thuộc nắm lòng rất nhiều địa điểm ở tiên giới, nhờ vậy mà Dương Bách Xuyên đã tránh được khá rắc rối không cần thiết. Giờ nghĩ lại, hẳn ông già chết tiệt đã suy tính kỹ càng rồi mới quyết định để con chim tâm thần này lại cho hắn trước khi rời đi. Tới đây, trong lòng vô thức hiện lên suy nghĩ chẳng biết bây giờ ông già thế nào rồi. Hắn cứ thế bay tiếp về phía trước, tới ngày thứ 7, quả nhiên như lời chim thần ma nói, cuối cùng hắn cũng thoát ra khỏi phạm vi khu vực hồ tiếp dẫn. Vốn Dương Bách Xuyên còn tính hỏi thăm chim thần ma xem thiên giới bên ngoài khu vực này có gì khác so với ở đây, nhưng nghĩ tới kiểu gì cũng sẽ thấy thôi nên hắn không hỏi nữa. Bởi mỗi lần trò chuyện với con chim tâm thần đó cũng chẳng dễ chịu gì cho cam, nhiều lúc còn tức đến tím người nữa, thế nên với những chuyện trước sau gì cũng biết thế này, chẳng thà không hỏi còn hơn. Hiện tại, trước mắt Dương Bách Xuyên hiện lên một khung cảnh kỳ lạ, ít nhất thì với hẳn mà nói nó kỳ lạ thật. Khoảnh khắc hắn đặt chân tới điểm cuối của vùng đất này, hay đúng hơn là nơi giáp giới với khu vực khác, đập vào mắt là một biển sao vô cùng vô tận, trải dài xa tít tắp. Bên trên là những ngọn núi có lớn có nhỏ, tỏa ánh hào quang 7 màu lơ lửng giữa trời, trông chẳng khác nào hòn đảo nãm rải rác trong biển sao vô tận. Nhìn thoáng qua nhiều không đếm xuể, cũng chẳng xem hết nổi. Ngoài ra bốn phía còn có vô vàn áng mây, sương mờ lượn lờ, trông chẳng khác nào tiên sơn, tiên cảnh. Nhất thời, Dương Bách Xuyên xem đến ngây người. Chỗ hẳn đang đứng hình như không có kết giới gì cả, cảm giác nếu muốn bay tới tiên sơn đang lơ lửng phía xa xa cũng chẳng có gì khó. Đây là tiên giới sao? Dương Bách Xuyên lẩm bẩm. Chim thần ma đậu trên vai hắn chợt mở miệng, tất nhiên là tiên giới rồi, có gì đáng để hô to gọi nhỏ đâu chứ? Vốn dĩ yếu tố cấu thành nên tiên giới mà ngươi thấy trước mắt đâu có giống với tu chân giới. Tiên giới được tạo thành từ vô số tiên sơn lơ lửng giữa trời, mỗi tầng sở hữu rất nhiều tiên sơn lớn nhỏ, mỗi một ngọn núi lại tương đương với một lục địa, một thế giới, có thể nói tiên giới cực kỳ rộng lớn, gần như chẳng có điểm cuối, tu chân giới hoàn toàn không sánh nổi đâu. Chỉ nghe thôi mà trái tim của Dương Bách Xuyên đã dần hướng về đó rồi. Hắn khẽ nhủ thầm, tiên giới, Dương Bách Xuyên tới tồi đây. Dù hiện tại tu vi của hắn mới chạm tới tầng dưới cùng của tiên giới, tức sơ phẩm thiên tiên, nhưng tốt xấu gì cũng đã tới được tiên giới, một thế giới cũng như sân khấu hoàn toàn mới đang rộng cửa đón chào hắn. Cũng vậy, hẳn cũng đến tiên giới với một con người mới. Đây chính là điểm giao giữa đạo tu thần và đạo tu tiên, còn chuyện hai bên va chạm sẽ tóe ra tia lửa gì chính bản thân. Dương Bách Xuyên cũng không biết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quả này, mặc dù tiên giới không giống tu chân giới, nhưng kiểu gì cũng sẽ có phân chia lãnh thổ đúng không? Dương Bách Xuyên ngẫm ngợi một lúc, lại hỏi. Tất nhiên là có rồi, không bàn tới những nhân vật xa xôi như ba đại tiên tôn ở tiên giới, vì chắc chắn mỗi người sẽ sở hữu riêng cho mình một mảnh tiên vực rộng thênh thang, còn bên dưới, nhưng dù chỉ là một đầu mục nhỏ nhoi ở tiên giới cũng có riêng cho mình cả một tòa tiên sơn đấy. Ở tiên giới, tiên nhân sở hữu lượng tài nguyên tu luyện dồi dào nhất, ngoài ra còn có những khu rộng lớn như ma vực, hay yêu vực. Có thể nói trong tiên giới vô tận này tồn tại rất nhiều chủng tộc, chỉ ở tiên giới ta mới có thể chân chính nhìn thấy cái gì gọi là trăm nghìn tộc mọc lên như nấm. Mấy tên thiên tiên gà bệnh ban nãy nói không sai, 3.000 trụ trời tiếp dẫn tương ứng với 3.000 đại thế giới của tu chân giới, và nơi mà nhóc con người sống tu chân giới bản cổ chính là một trong ba đại thế giới hàng đầu đấy. Toàn bộ phi thăng giả từ 3.000 đại thế giới cũng như vô số tiểu thế giới ở tu chân giới cuối cùng đều tề tựu về tiên giới. Thế nên tiên giới mới thật sự là hội tụ đủ sinh linh vạn vật. Ngoài các chủng tộc lớn như nhân, yêu, ma, Phật, còn có vô số chủng tộc nhỏ khác tồn tại, nhưng chủng tộc chủ yếu ở tiên giới vẫn là nhân tộc, bởi trong số sinh linh vạn vật, nhân tộc các ngươi bẩm sinh đã có ưu thế tu luyện hơn những chủng tộc khác. Còn nữa, ở tiên giới này,
thắng danh nhà ngươi tốt nhất hãy sống khiêm tốn một chút, đừng thấy mình có thể hô phong hoán vũ dưới tu chân giới, giết chết được lục chuyển tán tiên có thực lực ngang với kim tiên mà lầm, vì khi đó ngươi vẫn còn ở tu chân giới, lục chuyển tán tiên có mạnh cỡ nào cũng chưa được trải qua lễ rửa tội của tiên lực, nên tính ra cũng chỉ là hư trương thanh thế mà thôi. Pháp tắc ở tiên giới cực kỳ hoàn thiện, kiềm chế hết thảy lực lượng, lục chuyển tán tiên ở tu chân giới tương đương với kim tiên của tiên giới, nhưng nếu so đúng thì có lẽ một viên mãn điên phong thiên tiên ở tiên giới có thể giết chết một lục chuyển tán tiên của hạ giới các ngươi cũng chẳng có gì lạ. Chủng tộc ở tiên giới rất đa dạng, có vài chủng tộc sở hữu thiên phú không thua kém gì nhân tộc các ngươi, rất có thể một con sâu nhỏ cũng đủ cướp đi mạng sống của ngươi rồi đó. Thế nên nhãi danh à, đừng lơ là thiếu cảnh giác. Ông đây bị lão sư phụ khốn kiếp của ngươi hạ lệnh phải theo ngươi nên thật sự không muốn ngươi tuổi xuân chết sớm đâu, ông đây vẫn còn chưa thưởng thức đủ chốn phồn hoa này mà. Tiên giới hả, có nhiều tiên nữ lắm đó, hơn nữa ai cũng tươi ngon mọng nước cả, ông đây. Chim thần ma càng nói càng để lộ vẻ đáng khinh. Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt khinh thường, vội vàng cắt ngang, đủ rồi, con chim tâm thần nhà ngươi tới cả hình người còn không có, ở đó mà nhớ thương tiên nữ. Một ngày nào đó ông đây sẽ biến thành người thôi, nếu không phải nhờ phước của lão già khốn nạn Vân Thiên Tà kia thì ông đây làm gì thảm đến nỗi này. Chim thần ma giận dữ mắng. Bớt làm nhầm lại, mau nói cho ta biết làm sao để đến được tiên sơn đi. Dương Bách Xuyên ngước nhìn vô vàn tiên sơn trôi nổi trên biển sao vô tận, mỏ miệng hỏi chim thần ma, lục địa dưới chân cách tiên sơn cả một biển sao, ai mà biết có an toàn hay không đâu chứ. Hỏi mắc cười thế, đương nhiên cứ đi thẳng qua đó là được rồi. Còn chuyện chọn đường bộ hay đường hàng không thì tùy ngươi thôi, biển sao hư không ở tiên giới không bao giờ rơi, có pháp tắc lơ lửng ở đây, không tồn tại chuyện đi lạc trong biển sao đâu. Tóm lại thì di chuyển trong biển sao hư không cũng giống như đi trên đất liền ở tu giả giới vậy, thằng danh này, sao chẳng có chút tiền đồ nào cả vậy. Chim thần ma mắng. Mặt mày Dương Bách Xuyên xa xăm, cố nén dục vọng xé nát miệng chim thần ma xuống, bất ngờ bật người nhảy lên. Giây sau, hẳn đã tiến vào biển sao hư không. Quả nhiên không hề có chuyện rơi xuống, trái lại hắn còn cảm nhận được bốn phía như tồn tại một sức mạnh vô hình giúp cơ thể hắn lơ lửng giữa trời, vô cùng ổn định. Dù không sử dụng pháp lực cũng không thành vấn đề. Dương Bách Xuyên thử đi mấy bước, quả nhiên là giống như đi trên đất bằng vậy. Điều này thật quá thú vị, hẳn cứ thế vui sướng chọn một tòa tiên sơn gần mình nhất, rồi đi thẳng một mạch tới đó. Ở nơi có thể nói là cuối đường chân trời, dòng biển sao ánh lên vài đốm sáng đủ màu sắc. Theo lời chim thần ma thì đó chính là vô vàn tòa tiên sơn. Trông chẳng khác nào một đám tỉnh tú bảy màu treo ngược trong biển sao vô tận cả. Trái tim Dương Bách Xuyên nảy lên thình thịch, rốt cuộc có bao nhiêu tiên sơn ở đó chứ? Chân hắn dẫm lên hư không, chạy như điên về phía tòa tiên sơn cách mình gần nhất, vừa chạy vừa hỏi chim thần ma, trên mấy tòa tiên sơn đó đều có tiên nhân hết hả? Chim thần ma đáp, người bị ngu hả, làm gì có chuyện đó chứ, những tòa tiên sơn có tiên nhân. Hoặc các sinh vật tu luyện khác sinh sống chắc chắn sẽ ngập tràn tiên lực, mà trong biển sao hư không vô tận này có nhiều tiên sơn như vậy, sao có thể chỗ nào cũng có tiên nhân hoặc sinh vật tu luyện ở chứ? Nghe là thấy chẳng thực tế chút nào rồi, có rất nhiều tiên sơn chẳng tồn tại bất cứ sinh vật nào, đơn giản là vì chúng không có tiên nguyên lực, hoặc cũng có thể là tiên nguyên lực quá loãng, không phù hợp cho việc tu luyện, nhưng nơi đó sẽ được gọi chung là tiên sơn bỏ hoang. Mặt khác, một số tòa tiên sơn lại là địa bàn của nhiều loài tiên thú hung tợn, mạnh mẽ, tới cả tiên nhân cũng không dám trọ vào. Ngoài ra còn có một trường, hợp là hoàn cảnh trên tiên sơn quá ác liệt, tỉ như toàn là đam ly khí độc chẳng hạn. Bên cạnh đó còn có mấy tòa tiên sơn bị yêu thú cường đại chiếm đóng, hoặc là có tiểu yêu trùng, ma trùng. Của tiên giới sống, chỉ căn dám tiến vào là vụn xương cùng không còn, đáng sợ lắm. Tiên sơn vô vàn, tiên sơn vô chủ lại càng không hiếm. Nhưng số tiên sơn thích hợp tu luyện thì có hạn, nhãi danh hãy nhớ kỹ điều này, đó là đừng chạy loạn, sau này muốn vào tiên sơn thì hãy chọn tiên sơn nào tu luyện được ấy, đừng có dại mà chọn đại, có khi chết không toàn thây thì khổ. Dương Bách Xuyên ngẫm ngợi, lại hỏi, vậy ngươi kỹ thêm chút đi, tiên sơn thế nào thì nên vào, còn thế nào thì không nên. Có cách gì nhận biết không? Chim thần ma lên mặt dậy đời, nói, có bản đồ tiên giới là biết ngay thôi mà. Chậc, Dương Bách Xuyên nghẹn lời. Phải có bản đồ thì mới biết tiên sơn nào vào được hả? Xem ra chuyện đầu tiên cần làm sau khi tới tiên giới là tìm cách lấy bằng được một tấm bản đồ. Chim thần ma lại mở miệng, không cần phải vội, tiên giới là một nơi tràn ngập sự ngạc nhiên mà.
Thế giới có thể mang tới cho ngươi niềm vui bất ngờ, nhưng cũng có thể là nỗi đáng sợ không lường trước được. Đã tới tiên giới, tức ngươi phải bắt đầu lại từ đầu. Có vài chuyện hai tên thiên tiên kia nói không sai, tháng danh nhà ngươi mới vào tiên giới, tốt nhất là nên tìm một tiên môn để học tập, nhưng lão già khốn nạn Vân Thiên Tà kia lại chẳng thèm thành lập thế lực gì trên tiên giới cả. Nếu gia nhập tiên môn khác, tất sẽ bị ràng buộc về nhiều mặt, còn nếu không gia nhập, đúng là tự do tự tại hơn, nhưng một khi gặp chuyện không may, vậy ngươi chỉ có thể chiến đấu một mình chứ không có ai trợ giúp cả. Sau khi tới tiên giới, ngươi phải tự giải quyết những nhu cầu thiết yếu của mình, dù có là tiên nhân thì vẫn phải sống mà. Đương nhiên, nhu cầu mà ông đây nhắc tới chính là sống sót và giải quyết tài nguyên tu luyện của ngươi đó. Mặc dù lực lượng ở tiên giới cao hơn tu chân giới một bậc, với cả sau khi phi thăng thành tiên, tuổi thọ cũng được kéo dài vô hạn, nhưng đó chỉ là trên lý thuyết, còn thực tế thì tiên đạo có 9 cấp lớn, không tiến ất lùi. Trong hoàn cảnh tàn khốc này, nếu tu vi của ngươi quá thấp, bị bắt nạt thậm chí mất mạng là chuyện vô cùng bình thường, vì vậy thẳng nhóc nhà ngươi phải không ngừng gia tăng thực lực cũng như tu vi của mình mới được. Mà muốn tăng tiến tu vi, nếu chỉ dựa vào hấp thu tiên nguyên lực trong thiên địa thôi thì không đủ đâu, bởi sau khi phi thăng, cơ thể ngươi đã được gột rửa một lượt từ trong ra ngoài. Trong khi với người tu luyện mà nói, thân thể như chiếc bình vậy, nếu ví cơ thể ngươi lúc còn là tu chân giả như cái thùng, cái vại, vậy thì bây giờ, sau khi thành tiên nhân, cơ thể ngươi cũng đã thay đổi theo, biến thành một giếng, thậm chí là hồ nước, có điều bên trong lại trống không, chẳng có giọt nước nào. Điều ngươi cần làm bây giờ là lấp đấy cái giếng, cái hồ này, có vậy thì mới tiến được vào tầng tiếp theo, thế nên ta mới bảo chỉ dựa vào hấp thu tiên nguyên lực thôi thì còn khuya mới đủ. Nghe chim thần ma chỉ dậy xong, Dương Bách Xuyên hỏi theo phản xạ, vậy ta phải làm gì đây? Ngốc thế, tiên giới sẽ có gì? Tiên giới sẽ có tiên thạch đó, một loại tiên nguyên thạch thần khiết và đậm đặc hơn linh thạch ở tu giả giới gấp mấy lần, tên gọi tắt là tiên thạch, được chia thành 4 loại là thượng, trung, hạ và cực phẩm. Trong đó, hạ là thấp nhất, cực phẩm là cao nhất. Về bản chất thì không khác gì linh thạch của tu chân giới, nhưng chất lượng giữa hai bên lại khác nhau một trời một vực. Thế nên cả tiên giới đều thống nhất lấy tiên thạch làm tiêu chuẩn cho tiền cũng như tài nguyên tu luyện chính. Ngoài ra còn có tiên đan, tiên khí. Những thứ này có thể mua được bằng tiên thạch, và nếu ngươi biết luyện chế tiên đan hay tiên khí thì cuộc sống của ngươi ở tiên giới sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Tiên đan sư và tiên khí sư là hai nghề nghiệp được xem là trên vạn người ở tiên giới. Số tiên nhân có kiến thức về luyện tiên đan cực kỳ ít, những ngư sê luyện chế thành công tiên đan, tiên khí lại càng như lông phượng sừng lân. Thế nên nếu người biết luyện chế tiên đan tiên khí, chỉ cần tìm đại một tiên môn hay gia tộc tiên gia nào đó là sẽ được đối đãi như khách quý, được họ cung cấp toàn bộ tài nguyên tụ luyện. Tóm lại, ở tiên giới, hai chức nghiệp này cực kỳ nổi tiếng. Chim thần ma tiếp tục phổ cập thường thức cho Dương Bách Xuyên. Chỉ là, Dương Bách Xuyên lại cảm thấy nghe có vẻ không khác hồi còn ở tu chân giới là bao, nhưng chim thần ma có nói tiên đan sư và tiên khí sư ở tiên giới khác hoàn toàn với tu chân giới. Còn khác biệt thế nào thì hắn phải tự mà tìm hiểu. Thể theo những gì chim thần ma vừa giảng thì Dương Bách Xuyên cảm thấy bản thân hắn sẽ không chết đói. Vẽ luyện khí thì hồi ở tu chân giới hắn từng nghiên cứu đôi chút về luyện khí, có điều chỉ biết mấy thứ cơ bản, nhưng luyện đan lại khác, đó là một trong những sở trường của hắn đấy. Giờ tới tiên giới, nếu chim thần ma đã nói luyện đan rất có tiếng, vậy hẳn sẽ tiếp tục nghiên cứu luyện đan. Tuy hẳn không biết tiên đan ở đây có gì khác với đan dược ở tu chân giới, nhưng đạo tu luyện có tận 100.000 phương pháp, cuối cùng vẫn quy về một mối đó thôi, nên luyện đan hẳn cũng chẳng khác biệt là bao, tới lúc đó chuyên tâm nghiên cứu là được, hẳn sẽ không quá khó. Một người một chim cứ thế hỏi qua đáp lại, quên hết cả thời gian, tới khi tỉnh lại thì trước mặt đã hiện ra tòa tiên sơn gần đây nhất mà họ thấy ban nãy. Bấy giờ, Dương Bách Xuyên hỏi chim thần ma, quạ nè. Hai tên thiên tiên kia còn bám theo nữa không? Tuy không nhìn thấy, nhưng Dương Bách Xuyên biết chim thần ma vô cùng đặc biệt, ở một số phương diện nào đó, con chim tâm thần này chẳng khác nào thánh thần, hỏi nó là đúng rồi. Một tiểu tu sĩ vừa phi thăng như ngươi lại dám cả gan khiến thượng phẩm thiên tiên phải bế mặt, thử hỏi sao họ có thể bỏ qua dễ dàng cho được. Hai tên đó bám theo ngươi từ nãy đến giờ luôn đó, thằng nhãi này, thật không biết người nghé con mới sanh không sợ cọp. Hay bị ngốc thật nữa, mới tới tiên giới đã tự chuốc họa vào thân rồi. Chim thần ma cào nhau. Ta nào có chuốc họa, rõ ràng là họa tự mò tới đó chứ. Được rồi, không phải chỉ là hai tên thượng phẩm thiên tiên thôi sao, còn chẳng đáng lọt vào mắt tiểu gia nữa là,
Người mau nói cho ta biết có thể đặt chân lên tòa tiên sơn này không đi, nếu được thì vào đó rồi tính tiếp. Dương Bách Xuyên nhìn tòa tiên sơn trước mặt, hỏi. Tiên sơn cách 3.000 trụ trời tiếp dẫn không xa tương đối an toàn, không có vấn đề gì cả, yên tâm tiến vào đi. Chim thần ma đáp. Vừa nghe thấy vậy, Dương Bách Xuyên lập tức tăng tố, không chút do dự mà vọt thẳng vào tiên sơn. Bên ngoài mỗi tòa tiên sơn đều có một tầng mây mù 7 màu vần quanh, sau khi cầm đầu chạy ù vào, phải bay rất lâu mới nhìn thấy được ánh sáng ngời ngợi. Một thế giới non xanh nước biếc, cây cỏ xanh tươi tốt, bốn phía toàn mây là mây hiện lên trước mắt hắn. Dương Bách Xuyên nhìn xuống dưới chân, lại hướng mắt nhìn về phía chân trời, nơi đó ngoại trừ có mây 7 màu trải dài từ trên trời xuống tới dưới đất ra thì thoạt trông chẳng khác gì thế giới ở tu chân giới cả. Điển hình là có ánh nắng nè, có bầu trời xanh, có rừng cây, có sông, có núi. Và đương nhiên không thể thiếu tiên nguyên lực nồng đậm len lỏi khắp đất trời. Nơi này hình như có khác gì tu giả giới đâu, cũng có trời, có đất, có nắng. Mà sao không thấy mặt trời ở ngoài biển sao nhỉ? Dương Bách Xuyên khó hiểu hỏi chim thần ma. Pháp tắc ở đây vô cùng toàn năng, tất nhiên sẽ không thiếu thứ gì. Tu giả giới có, ở đây cũng có, tu chân giới không có, tiên giới lại có, nhưng mặt trời, mặt trăng ở tiên giới thì chỉ thấy được khi tiến vào tiên sơn thôi, và đây mới là đại chu thiên thật sự. Một ngày ở tiên giới bằng một năm ở tu giả giới, dù ngày hay đêm thì cũng như nhau, chu kỳ rất dài. Hầu như đứng ở tiên sơn nào cũng có thể nhìn thấy mặt trời và mặt trăng, duy nhất bên trong biển sao là không thấy được. Chim thần ma lại phổ cập kiến thức cho Dương Bách Xuyên. Tại sao ở trong biển sao lại không nhìn thấy? Dương Bách Xuyên hỏi. Chim thần ma trả lời, lý do cụ thể thì ông đây cũng không rõ, này là đại đạo, mà đại đạo thì khó lường, chẳng ai hiểu rõ được cả. Dương Bách Xuyên bật cười, hóa ra cũng có chuyện mà con chim điên nhà ngươi không biết, ha ha ha. Cái con gà bệnh này, trong vũ trụ có rất nhiều điều kỳ bí, biến hóa khôn lường, ai mà biết hết được chứ? Chim thần ma mắng. Hạ xuống. Dương Bách Xuyên bay thấp xuống, sau đó rơi vào một sơn cốc. Hoạt nhìn cảnh vật ở tiên giới và tu chân giới chẳng khác gì nhau, nhưng sau khi hạ cánh, đáp xuống đất, hắn mới phát hiện khác biệt giữa hai bên lớn cỡ nào. Ví dụ như bùn đất dưới chân hẳn đây, cảm giác cứng rắn hơn đất ở tu giả giới rất nhiều. Để kiểm chứng, Dương Bách Xuyên bất ngờ vung tay, rộng một đấm xuống mặt đất dưới chân. Bốp! Một đấm mà hẳn đồn hết toàn lực, còn chuyển vận cả sức mạnh nội đan của càn khôn biến dị trong cơ thể, tiếp xúc trực tiếp với nền đất, phát ra một tiếng nặng nề. A, ích! Ngay sau đó, chính Dương Bách Xuyên lại là người phải hét lên đau đớn. Không ngờ một đấm toàn lực của hẳn thế mà chỉ để lại một vết lõm sâu tầm tấc rưỡi trên mặt đất. Quan trọng nhất là sau cú đấm, tay hắn lại thấy đau. Độ cứng của đất ở tiên giới đã vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Nếu ở tu giả giới, một đấm này của hắn đủ khiến cả một ngọn núi phải sụp đổ. Thế mà ở đây lại chỉ đấm ra được một vết lõm bằng nắm tay dưới mặt đấm, lại còn tự khiến bản thân bị đau. Ha ha ha, thằng danh ngốc nghếch này, ông đây nói rồi, pháp tắc tiên giới rất hoàn thiện, tới có tư cách đưa lên bàn cân tu chân giới cũng chẳng có cửa. Chim thần ma vui sướng khi người gặp họa. Tiểu gia ta đây không tin đâu. Cái tính cứng đầu cứng cổ của Dương Bách Xuyên lại trỗi dậy. Thấy bên cạnh có một gốc cây nhỏ thô bằng cánh tay, kiếm đầu long lập tức lóe lên tia sáng, hắn chuyển vận toàn bộ, sức mạnh trong người vào kiếm, sau đó bất ngờ chém một nhát vào gốc cây. Nhát kiếm đã trúng đích, ngay sau đó cây nhỏ rung lên, nhưng tới một phiến lá cũng chưa thèm rụng. Cây nhỏ vẫn sừng sững ở đó, không hề bị chém thành hai nửa như hẳn tưởng tượng. Cũng may là có một chuyện giúp Dương Bách Xuyên cảm thấy không quá mất mặt. Đó là tuy kiếm đồ long không thể chặt đứt cái cây này trong một kiếm, nhưng ít ra mũi kiếm cũng ghim vào sâu thân cây được hơn một tấc. Vất vả lắm Dương Bách Xuyên mới nhổ được kiếm đồ long ra khỏi thân cây khô cân, cảm xúc thất bại lập tức dâng tràn. Hắn nghĩ thầm trong lòng, hình như coi thường tiên giới quá rồi, xem ra ta phải nhận thức lại tiên giới lần nữa thôi. Ha ha ha, danh con, ngươi tưởng tiên giới là tu giả giới của ngươi hay gì? Bản thiên tiên đã nói từ dưới đó có thể ngươi là rồng. Nhưng tới tiên giới, ngươi chỉ là một con sâu, tới một cái cây con ở tiên giới cũng không chém đứt được, thật không hiểu nối là ai cho ngươi lá gan mà dám đắc tội thượng phẩm thiên tiên vậy. Đúng lúc này, một giọng nói giễu cợt vang lên. Dương Bách Xuyên thình lình quay đầu lại, hóa ra hai tên thượng phẩm thiên tiên kia đã đuổi tới nơi, hiện đang từ từ tiến lại gần, và chỉ còn cách hẳn tầm 30 mét. Sự xuất hiện của hai thiên tiên đã được dự liệu từ trước.
Dương Bách Xuyên nheo mắt nhìn bọn họ. Nếu như lúc trước hẳn hoàn toàn không để thiên tiên thượng phẩm trong mắt, vậy thì giờ phút này, hắn lại rất coi trọng. Bởi vì hẳn lại có một định nghĩa mới về tiên giới. Trời đất tiên giới kể cả một gốc cây đều nằm ngoài dự liệu của Hân, chứ đừng nói đến tiên nhân của tiên giới, ngay cả khi đối phương là thiên tiên cấp thấp nhất trong tiên đạo. Lúc này, cái nhìn của Dương Bách Xuyên về thực lực của thiên hạ đã thay đổi, cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Còn có chính là đối với những người này, Dương Bách Xuyên lúc này có chút niềm tin trong lòng. Trong chớp mắt, hai thiên tiên một trái một phải vây quanh Dương Bách Xuyên, khuôn mặt của bọn họ tràn đầy ý lạm đụng. Tiểu tử, người có chắc là sẽ giải quyết được hai tên yếu nhất này không? Nếu không chắc thì tìm cách chạy trốn, lão tử sẽ nghĩ kế cho ngươi, có định chạy hay không nói một lời. Chim thần ma ngõ xổm trên vai hẳn truyền âm. Dương Bách Xuyên trợn tròn mắt khi nghe thấy chim thần ma nói, đồng thời truyền âm nói, người vậy mà vẫn được mệnh danh là đệ nhất chim thần ma trong tam giới. Ta nhìn ngươi cùng làm là một quả trứng yếu ớt, sau này ra ngoài đừng có nói là ở bên cạnh ta, ta gánh không nổi ngươi. Tiểu tử khốn kiếp, lão tử chỉ đang nghĩ cho ngươi, lão tử là đệ nhất tam giới, chứ đâu phải thực lực mạnh nhất tam giới. Chim thần ma khí huyết công tâm. Nhưng mà khi Dương Bách Xuyên nghe con hàng này nói chuyện, mới phát hiện ra nó đúng là có một cái ưu điểm, chính là da mặt quá dày. Hắn lười đấu võ mồm với chim thần ma. Đối mặt với hai thiên tiên thượng phẩm, Dương Bách Xuyên hắn còn không đến mức phải chạy trốn. Chỉ sau khi cùng Long Thi Trùng đánh qua thì hẳn mới biết. Nheo mắt nhìn hai thiên tiên, Dương Bách Xuyên lên tiếng, làm sao đây? Mời chào không được liền muốn diệt khẩu. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Một tên mới phi thăng nho nhỏ bị giết thì cũng chỉ là bị giết thôi, người thật sự cho rằng có tiềm lực lớn sẽ là thiên tài sao? Tiểu tử, nhớ kỹ sinh linh trên tiên giới là vô số, không thiếu thiên tài, người cũng chỉ là một thiên tài có chút tiềm năng, mấu chốt là thiên tài chỉ có thể là thiên tài khi đã trưởng thành, còn những kẻ chết yếu thì cũng chỉ có thể là sâu kiến. Nếu muốn trách thì trách tiểu tử ngươi không thức thời, không chỉ không nhận sự coi trọng của bọn ta, mà ngươi còn dám nhục nhã bọn ta. Vậy thì bây giờ để bọn ta dạy cho ngươi bài học đầu tiên khi bước vào tiên giới, để ngươi biết cái gì gọi là rồng rơi xuống thành sâu trùng. Tiên nhân tên Lý Tứ lập tức tấn công Dương Bách Xuyên. Hắn ta nhẹ nhàng vung ra một chưởng đối với Dương Bách Xuyên, nhìn như không có chút sức lực nào nhưng Dương Bách Xuyên lại tập trung 12 vạn phần tinh thần. Dù sao đây cũng là trận chiến đầu tiên của hẳn khi hẳn đi vào tiên giới, hơn nữa cũng là trận chiến với một thiên tiên chân chính, chứ không phải là tán tiên của đảo tán tiên. Lý Tứ động ra một trường, Trương Tam cũng không nhàn rỗi, từ bên kia xuất ra một trường. Hai thiên tiên thượng phẩm đồng thời xuất thú. Con chó ở đâu cũng thật là để mắt đến ta, còn đồng thời ra tay nữa chứ. Đúng lúc này, kiếm đầu long trong tay Dương Bách Xuyên vung ra. Bát hoang, trầm, quét ngang một đường, một kiếm quét sạch hai thiên tiên. Keng, kiếm đầu long ra khỏi vỏ, tiếng kiếm thanh minh, ngân quang lấp lóe. Dương Bách Xuyên thúc giục sức mạnh của nội đan càn khôn trong cơ thể, cho thấy sức mạnh khí tức không hề yếu hơn chút nào so với hai thiên tiên. Trong chớp mắt, hắn đối mặt với công kích của hai thanh thiên kiếm. Một trường một quyền trực tiếp đánh trúng kiếm khí của Dương Bách Xuyên. Ầm ầm, hai tiếng nổ lớn. Khắc tiếp theo, hai thiên tiên mau chóng rút lui. Mà kiếm khí của Dương Bách Xuyên cũng tiêu tán. Làm sao có thể? Chuyện này... Trương Tam cùng Lý Tứ trợn to mắt nhìn Dương Bách Xuyên. Bọn họ ngàn suy vạn tính cũng không ngờ rằng Dương Bách Xuyên, một tân binh vừa mới phi thăng đến tiên giới, lại thực sự có thể đồng thời cứng đối cứng với hai thiên tiên thượng phẩm bọn họ cùng một lúc. Kết quả thì sao đây? Mặc dù kiếm khí của Dương Bách Xuyên bị bọn họ đánh tan, nhưng thực tế chứng minh bọn họ đã thua một bước. Sự thật chứng minh, lực tiên nguyên trong cơ thể Dương Bách Xuyên còn mạnh hơn hai người họ cộng lại. Điều này quả thực là không thể tin được đối với Trương Tam và Lý Tứ. Bọn họ là thế nhưng là thiên tiên thượng phẩm, bọn họ từ lúc phi thăng tới tiên giới đến nay đã có thực lực cùng tu vi mấy ngàn năm. Mà Dương Bách Xuyên lại chỉ là một thiên tiên sơ phẩm mới phi thăng. Khi so đấu lực tiên nguyên, lại không có cảnh tượng Dương. Bách Xuyên bị bọn họ oanh tạc như trong dự kiến. Mà ngược lại bọn họ bị kiếm khí của Dương Bách Xuyên ép lùi lại vài bước. Điều này cho thấy lực tiên nguyên trong cơ thể Dương Bách Xuyên thực sự rất mạnh mẽ và tinh thuần. Đương nhiên, Trương Tam và Lý Tứ cũng không biết sức mạnh trong cơ thể Dương Bách Xuyên lúc này không còn là lực tiên nguyên nữa, mà là sức mạnh của thần đạo, xưng thần lực thì thích hợp hơn. Đương nhiên,
sức mạnh chuyển hóa ở tiên giới cũng không phải là thần lực chân chính, nhưng nghiễm nhiên là sẽ mạnh hơn lực tiên nguyên. Đây, bản thân Dương Bách Xuyên cũng sững sờ, không ngờ thực lực hiện tại của mình còn mạnh hơn cả hai thiên tiên thượng phẩm cộng lại. Hắn cũng đã từng nghĩ đến chuyện này, nó có liên quan đến phiên bản tiến hóa của Càn Khôn Tạo Hóa Quyết mà hắn đang tu luyện bây giờ. Tu thần đạo quả thực mạnh hơn tu tiên, linh hồn của Bình Càn Khôn quả thực không nói dối ta. Dương Bách Xuyên cảm thấy đắc ý trong lòng. Đương nhiên, chuyện này cũng liên quan đến đệ tử của hắn, khi còn ở trong tu chân giới, bản thân hắn bắt đầu nhanh hơn, cao hơn tu sĩ bình thường rất nhiều. Sau khi phi thăng lên tiên giới, trải qua lễ rửa tội bằng sức mạnh của tiếp dẫn chỉ, hắn cũng rèn luyện nguyên thần và nhục thân trong tiếp dẫn chỉ đủ 90 ngày, có thể nói tiềm lực của hắn đã được phát huy tối đa. Giờ phút này, một kiếm làm cho hai thiên tiên thượng phẩm thút lui, nhưng cũng xem như là trong dự liệu. Nhìn sắc mặt khó coi của Trương Tam và Lý Tứ, Dương Mỗ nhếch miệng cười nói, ta chưa từng gây chuyện, nhưng không phải do sợ hãi, nếu các ngươi đã muốn giết ta, vậy thì cũng đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, Dương Bách Xuyên đột nhiên nhảy lên, chủ động tấn công. Trương Tam và Lý Tứ thấy Dương Bách Xuyên khí thế rào rạt chủ động tấn công, lúc này, hai thiên tiên thượng phẩm đã không còn dám khi dễ Dương Bách Xuyên nữa. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Trương Tam hừ lạnh nói, tiểu tử, ta phải thừa nhận sức mạnh trong cơ thể ngươi tinh thuần hơn chúng ta rất nhiều, quả thật mạnh hơn chúng ta một bậc, ngược lại ta đã đánh giá thấp ngươi, nhưng ngươi thật sự cho rằng thủ đoạn của tiên nhân chỉ có lực tiên nguyên thôi sao? Nói cho ngươi biết, vậy thì ngươi sai rồi, nếu bọn ta muốn giết ngươi thì vẫn dễ như trở bàn tay, chịu chết đi, tên sâu kiến không biết trời cao đất rộng. Bỗng nhiên, lời nói của Trương Tam vừa dứt, sau đó ánh sáng lóe lên trong tay hắn, lại xuất hiện một kiện vũ khí nhìn qua như đá pháp khí bình thường, có hình dạng như một thanh thạch chùy, nhưng một đầu có hình nón nhọn, đầu kia mới là hình thạch chùy. Chỉ nghe thấy Trương Tam đột nhiên giống to, đại địa chỉ thạch, lên. Tiểu tử cẩn thận, đối phương dùng sức mạnh của pháp tắc, kết hợp lực tiên nguyên mới là thủ đoạn của tiên nhân, pháp tắc biến hóa, tiên nguyên ngưng tụ, pháp khí làm dẫn, ba hợp một, uy lực vô tận. Chim thần ma vội vàng nhắc nhở Dương Bách Xuyên phải cẩn thận. Dương Bách Xuyên không cần chim thần ma nhắc nhở mới cảm nhận được sức mạnh pháp tắc gợn sóng trong không khí xung quanh, nhưng hắn cảm thấy sức mạnh pháp tắc của tiên giới quả thực khác với tu chân giới, trong lòng đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng. Khi còn ở tu chân giới, hắn khó có thể cảm nhận được sức mạnh pháp tắc trong thiên địa, hắn chỉ có thể cảm nhận được sức mạnh pháp tắc trong thiên địa khi thần hồn xuất khiếu, nhưng ở tiên giới, khi một kích của Trương Tam được thi triển ra, Dương Bách Xuyên không cần sử dụng sức mạnh của thần hồn thế mà vẫn cảm nhận được sự tồn tại của sức mạnh pháp tắc tiên giới. Đó là sự khác biệt rõ ràng nhất. Rầm rầm rầm, gần như chưa kịp phản ứng, mặt đất gầm thét, bùn đất xung quanh rung chuyển, cột đá sắc bén tạo thành hình nón, từ dưới lòng đất phóng thẳng lên, hình dáng gần giống như tiên khí thạch chùy trong tay Trương Tam. Đột nhiên đâm về phía hắn. Ngay lập tức, Dương Bách Xuyên phi thân né tránh. Nhưng đúng lúc này, hắn lại nghe thấy tiếng gầm của Trương Tam, thối núi. Rầm rầm. Hắn đã thấy tiên khí trong tay Trương Tam cách không nện xuống chỗ hắn. Ngay sau đó, một thanh thạch chùy xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, nện xuống. Bốn phía dưới chân thì là nhũ đá bén nhọn, trên đầu lại là thạch chùy đang nện xuống. Dương Bách Xuyên cảm nhận được cường đại, không muốn đối cứng, chuẩn bị sẵn sàng né tránh. Nhưng vào lúc này, một giọng nói trầm khàn khác vang lên sau lưng hắn. Mộc Đẳng, quấn quanh. Đây là giọng của Lý Tứ. Dương Bách Xuyên giật mình trong lòng, chỉ cảm thấy chân mình trầm xuống, trên mắt cá chân không. Biết từ bao giờ lại xuất hiện một sợi dây đẳng, quấn quanh mắt cá chân hắn, trong nháy mắt, thân thể hắn nhảy lên, lại bị kéo rơi. Giờ phút này, quanh người có gai đá phong kín đường đi, trên đầu hắn là một thanh thạch chùy khổng lồ do Trương Tam dùng pháp tắc huyễn hóa ra, dưới chân bị dây đẳng của Lý Tứ quấn quanh không thể động đậy. Không cần phải nói, Lý Tứ cũng thi triển sức mạnh pháp tắc để có thể biến hóa ra dây đằng. Hắn giờ muốn tránh cũng không được. Chỉ có thể mạnh mẽ chống lại. Dương Bách Xuyên nghiến răng, thúc giục nguyên thần và sức mạnh trong cơ thể, gầm lên, định. Đây là thuật hắn lĩnh ngộ từ pháp tắc đạo thuật do con chim thần bí truyền thụ. Hắn chỉ hy vọng có tác dụng vào lúc này, nếu không bị búa của Trương Tam đập trúng, không chết cũng tàn. Ong! Sau một khắc, cả thế giới rơi vào yên lặng. Dương Bách Xuyên mừng rỡ trong lòng, thuật đinh thân mà hắn thi triển có hiệu quả. Không ngờ pháp tắc đạo thuật do chim thần ma truyền thụ lại rất đáng tin, vốn tưởng thi triển thuật đinh thân có thể sẽ không có tác dụng lớn đối với thiên tiên,
không ngờ bỗng chốc đã khiến Trương Tam, Lý Tứ bị định thân rồi. Lúc này Dương Bách Xuyên vô cùng vui mừng, trở tay chém hai đại thiên tiên. Kiếm khí mạnh mẽ nháy mắt càn quét về phía Trương Tam, Lý Tứ. Nhưng đúng lúc này, cả người Trương Tam, Lý Tứ bùng lên ánh sáng. Mắt Dương Bách Xuyên chợt co rút, không ngờ nhanh như vậy Trương Tam, Lý Tứ đã thoát khỏi sự trói buộc của thuật định thân, bắt đầu ứng phó phản kích. Hắn tính nhầm thời gian vậy mà chưa tới hai tức. Nói cách khác, thuật định thân của hắn có thể duy trì trên người Trương Tam, Lý Tứ chưa tới hai tức. Điều này khiến trong lòng Dương Bách Xuyên hơi thất vọng, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hắn không lãng phí thời gian, vì hắn đã công kích Trương Tam, Lý Tứ rồi. Cũng tức là trước khi bọn họ thoát khỏi thuật định thân, kiếm của hắn đã đánh tới. Lần này xem Trương Tam, Lý Tứ ứng phó thế nào. Toàn thân hai người nở rộ vang sáng, trên mặt xuất hiện vẻ lúng túng, trong lúc vội vàng tiên khí trong tay Trương Tam, Lý Tứ bùng lên khí tức mạnh mẽ, chặn lấy kiếm khí của Dương Bách Xuyên. Ầm ầm, phụt, phụt. Trong tiếng nổ vang, Trương Tam và Lý Tứ phun máu rồi bay ngược ra ngoài, cuối cùng vẫn là bọn họ chậm hơn một bước. Mặc dù bọn họ đã thoát được thuật định thân của Dương Bách Xuyên, nhưng ứng phó rất vội vàng, lại không thể ngăn chặn được kiếm khí của Dương Bách Xuyên. Thấy Trương Tam, Lý Tứ bay ngược ra ngoài, trong phút chốc Dương Bách Xuyên đã lách người qua. Kiếm đầu long lại động, trong lòng hẳn đã tính toán được quỹ tích rơi xuống của Trương Tam, Lý Tứ, đột nhiên xuất kích. Dương Bách Xuyên gần như đã dùng hết toàn lực, mũi kiếm đầu long nổ vang, hắn giống lên, chém. A! À, một kiếm chém xuống, lần này hắn không thúc giục kiếm khí, trực tiếp chém Lý Tứ từ trên xuống dưới. Trong tiếng kêu thảm thiết, Lý Tứ đã bị kiếm của Dương Bách Xuyên chém thành hai nửa. Máu bắn tung tóe. Lý Tứ chết. Dương Bách Xuyên thấy trong người Lý Tứ bùng ra ánh sáng vô cùng nhức mắt, hẳn loáng thoáng thấy một hạt châu đủ màu sắc xuất hiện, muốn chạy trốn ngay lúc cơ thể Lý Tứ nổ tung. Mặc dù không biết hạt châu nhiều màu này là cái gì, nhưng bản năng Dương Bách Xuyên đoán chắc nó giống như kim đan của tu chân giả. Sao có thể để nó chạy trốn? Kim Cang Chí Tôn. Hân khẽ quát. Thần thông Chí Tôn biến thành một cánh tay khổng lồ, bỗng chốc tóm lấy hạt châu nhiều màu xuất hiện trong người Lý Tứ muốn chạy trốn, tiện tay ném vào không gian bình càn khôn. Lúc này vẫn còn Trương Tam chưa giải quyết, không có thời gian để hẳn nghiên cứu có phải kim đan hay không. A, à, thấy chỉ trong nháy mắt mà Lý Tứ đã bị Dương Bách Xuyên chém chết, Trương Tam sợ hãi kêu lên. Làm thế nào hắn ta cũng không ngờ tới một thiên tiên sơ phẩm vừa mới phi thăng lại có thực lực mạnh mẽ như vậy, có thể chém giết thiên tiên thượng phẩm. Lúc này, Trương Tam sợ rồi. Mặc kệ nguyên nhân gì, Trương Tam biết Dương Bách Xuyên chính là quái thai, có thực lực giết chết hắn ta. Hắn ta sợ hãi kêu lên, quay người bỏ chạy. Thế nhưng giải quyết xong một thiên tiên, chỉ còn lại một người, sao Dương Bách Xuyên có thể để Trương Tam chạy trốn được chứ? Trốn được sao, định. Khóe miệng Dương Bách Xuyên cười mỉm, nói ra một chữ định, bóng dáng Trương Tam đã tung người bay lên nhưng lại đột nhiên dừng ở giữa không trung, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Ngay sau đó Dương Mỗ chấp lóe, giơ kiếm đến trước mặt Trương Tam, chém mạnh xuống. Không. Giờ phút này, Trương Tam đã thoát khỏi thuật định thân, nhưng muộn rồi. Dương Bách Xuyên nở nụ cười gian tà, một kiếm rơi xuống người hắn ta. A, à, phụt. Dương Mỗ có kinh nghiệm nên chớp mắt đã giết chết Trương Tam, ngay sau đó trong tay lại có thêm hạt châu trong người của Trương Tam. Hai thiên tiên thượng phẩm bị Dương Mỗ giết sạch sẽ. Lúc này, bàn tay bóp hạt châu nhiều màu của Trương Tam, Dương Bách Xuyên tò mò đánh giá, lại thấy hạt châu này lấp lánh ánh sáng năm màu, cầm trong tay rất ấm áp, bên trong có tồn tại lực tiên nguyên vô cùng tinh khiết. Dương Bách Xuyên nghĩ chắc là tồn tại giống kim đan. Nhưng mà hắn hơi nghi ngờ, lúc tu chân hợp thể cảnh, nguyên anh trong người đã được dung hòa từ lâu, biến thành đan điền, không tồn tại kim đan, trong đan điền xuất hiện tỉnh không hư ảo, có tinh thần. Theo lý thuyết thì tu luyện lớp kim đan đã qua lâu rồi. Nhưng bây giờ lại phát hiện thứ giống kim đan trong người thiên tiên, điều này Dương Bách Xuyên rất nghi ngờ. Hơn nữa có chỗ kỳ lạ là lúc Dương Bách Xuyên bóp hạt châu trong tay, nó lại khiến hẳn có cảm giác đói khát, ước gì nuốt chừng nó. Dương Bách Xuyên không khỏi hỏi chim thần ma, quạ đen, không lẽ trong người tiên nhân cũng có kim đan à? Hoặc nói sau khi phi thăng thành tiên lại phải ngưng kết kim đan lăn nữa. Lại hoặc là bắt đầu từ cấp bậc tiên nhân, thứ này nên gọi là tiên đan. Ha ha. Tiểu tử ngươi nói cũng gần đúng, nhưng mà thứ này tên là đạo nguyên, giống kim đan của tu chân giả, cũng là chỗ tất cả sức mạnh của tiên nhân, nhưng cũng có chỗ không giống.
Trong đạo nguyên có tồn tại thiên hồn, còn là thiên tượng hiển hóa, mỗi người tu luyện tiên đạo khác nhau, trong đạo nguyên cũng hiển hóa khác nhau. Có người trong đạo nguyên là một phủ đệ, có người trong đạo nguyên có thể là một ngôi sao, thậm chí là một vũ khí tiên đạo, một thần thú dị tượng, một vị thần v.v. Tóm lại biến hóa khôn lường. Trong đạo nguyên cũng là nơi ngưng tụ lực tiên nguyên, còn là chỗ lực tiên hồn của tiên nhân. Nói tóm lại đạo nguyên là căn cơ của tiên giả, đạo nguyên tan vỡ chính là người chết đạo tan chân chính. Tiểu tử ngươi nên xử lý đạo nguyên ngay lập tức, ha ha, lúc này hai tiên nhân chả đã thông báo với tiên môn của mình qua đạo nguyên, hoặc là đã có người đang trên đường đến tìm ngươi trả thù rồi, ha ha. Giải thích xong, chim thần ma bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Địch, sao ngươi không nói sớm? Dương Bách Xuyên trợn mắt nhìn chim thần ma. Tiểu tử ngươi cũng không hỏi chim thần ma hoàn toàn là dáng vẻ không chê lớn chuyện. Vậy đạo nguyên này phải xử lý thế nào? Dương, Bách Xuyên hỏi. Chim thần ma mắng, đồ ngu, hoặc là tiêu hủy, hoặc là căn nuốt. Ha ha, lão tử đề nghị tên yếu đuối như ngươi cần nuốt hai đạo nguyên, trong thứ này có năng lực rất tinh khiết đấy, nó có thể khiến tên yếu đuối như ngươi tăng không ít tu vi. Nếu ngươi giữ thứ này, thì chính là tự rước họa vào thân. Tiên môn của bọn họ lần theo đạo nguyên của bọn họ truy tìm tung tích của ngươi, đến lúc đó tiểu tử ngươi gặp phiền phức rồi, ha ha. Dương Bách Xuyên không để ý chim thần ma mắng mình ngu, hỏi vào trọng điểm, ý của ngươi là, chỉ cần ta cắn nuốt hoặc tiêu hủy đạo nguyên Trương Tam, Lý Tứ, thì người của tiên môn bọn họ sẽ không tìm được ta ư. Muộn rồi, tiểu tử ngươi không tiêu hủy đạo nguyên của bọn họ ngay lập tức. Chắc bọn họ đã truyền tin tức của tiểu tử ngươi cho tiên môn từ lâu rồi, bây giờ cho dù tiêu hủy đạo nguyên, thì tin tức của ngươi cũng đã truyền ra ngoài, sau này có thể sẽ có người của tiên môn bọn họ tới trả thù. Nhưng mà ngươi trốn để bọn họ không tìm thấy cũng không sao. Chim thần ma ăn nói lộn xộn. Dương Bách Xuyên híp mắt, nhìn đạo nguyên, trong tay, chuẩn bị tiêu hủy. Nhưng mà, hẳn thật sự muốn nuốt đạo nguyên, hơn nữa chim thần ma còn nói trong đạo nguyên là sức mạnh tỉnh khiết. Nhưng đây dù sao cũng là đạo nguyên của tu tiên giả nhân tộc, cái này không khác gì nguyên anh. Nếu bảo hắn cần nuốt luyện hóa nguyên anh, trong lòng hẳn thật sự không bước qua được cái hố này. Bỏ đi, trực tiếp tiêu hủy vậy. Dương Bách Xuyên chợt thúc giục sức mạnh ở đạo nguyên. Bùm! Đạo nguyên trong tay lóe sáng, một phủ đệ diễn hóa trong tiếng nổ vang, đương nhiên chỉ là trạng thái ảo ảnh. Đạo nguyên bị sức mạnh của hẳn phong ấn, hoàn toàn không thể tạo ra sóng gió gì. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, a, à, đừng đừng đừng, đừng giết tai. Một Trương Tam phiên bản bỏ túi hoảng hốt chui ra từ trong phủ đệ, cầu xin Dương Bách Xuyên. Đây là hồn của Trương Tam, hẳn ta biết nếu như tiêu hủy tiên hồn, vậy thì chính là tử vong chân chính, tiêu tan giữa trời đất, không có cả cơ hội đầu thai chuyển thế. Cho nên Trương Tam hoảng sợ xin tha. Hừ, nếu đã muốn giết tiểu gia, vậy thì nên có giác ngộ phải chết. A. À, Dương Bách Xuyên chợt dùng sức, đạo nguyên của Trương Tam vỡ vụn, tan thành mây khói. Sau đó hắn làm tương tự, lấy đạo nguyên của Lý Tứ ra khỏi bình càn khôn, tiêu hủy một lèo. Cuối cùng hắn vẫn không hấp thụ sức mạnh đạo nguyên của Trương Tam, Lý Tứ, bọn họ đều là nhân tộc, hắn sợ có ám ảnh tâm lý. Chim thần ma cười gian nói, ha ha ha, tên yếu đuối nhà ngươi không tệ, lại nhịn được dụ dỗ. Tiểu tử nhớ kỹ, con đường tiên đạo có vô số dụ dỗ. Người phải có định lực, có đến chín thành tiên nhân đều là chết vì không khống chế được sự tham lam trong nội tâm của mình, từ đó người chết đạo tan. Nếu vừa rồi tiểu tử ngươi thật sự cần nuốt luyện hóa đạo nguyên của Trương Tam Lý Tứ, sư môn của bọn họ chắc chắn có thể tìm được khí tức trên người ngươi, đến lúc đó mới là tai họa bế tắc thật sự. Tu sĩ tiên đạo kiêng kỵ nhất là nuốt đạo nguyên, đây là một quy định bất thành văn, sẽ bị người coi là dị loại, người người đều có thể giết, cắn nuốt luyện hóa đạo nguyên là hành vi ma đạo. Chim thần ma nói xong. Nhưng Dương Bách Xuyên càng ngày càng cảm thấy đầu của con chim này có vấn đề. Có khi giảng giải một chuyện cho hắn cực kỳ kỹ càng tỉ mi, có khi lại như đang chỉ điểm, có khi lại như đang khảo nghiệm. Dù sao Dương Bách Xuyên không nhìn thấu con chim này, tổng kết lại một câu, đầu óc thật sự có vấn đề. Nghe xong lời nói như đang khảo nghiệm chính mình của chim thần ma, Dương Bách Xuyên muốn mắng nó mấy câu, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Đồng thời trong lòng cũng cảm thấy may mắn, nếu chính mình không cần nuốt hai thiên tiên đạo nguyên, có khi thật sự sẽ rước phải rắc rối lớn cho bản thân. Hiện tại hủy thi diệt tích, cho dù sư môn của Trương Tam Lý Tư truy tìm, nhiều nhất đuổi đến hiện trường hắn đã rời đi từ lâu. Đừng đứng ngu ra đó, đi lướt qua thi thể của hai con gà yếu đó đi,
trên người của tiểu tử ngươi có tài nguyên tu luyện có thể sử dụng không? Tiên giới là một nơi cường giả làm vua, người ăn người, ngươi muốn cường đại thì phải tăng mạnh tốc độ tu luyện, tăng lên thực lực. Nếu không ngươi cũng thấy rồi đó, ngay cả hai thiên tiên thượng phẩm yếu ớt cũng có thể bắt nạt ngươi, nói gì đến tiên nhân cao cấp hơn. Nếu thật sự gặp được, ngươi có thể chết trăm lần. Lão tử phải nhắc nhở ngươi, cẩn thận đi cảm thụ lực pháp tắc, hôm nay do ngươi may mắn, hai thiên tiên yếu ớt kia quá khinh thường ngươi, nếu không bọn họ xuất toàn lực ngay từ đầu, cho dù ngươi dùng thuật định thân cũng uổng phí. Nhớ kỹ pháp tắc tiên giới 3.000 đạo, tương đương 3.000 đại đạo, những thứ ngươi thể ngộ đến ở tu chân giới không là gì cả, quan trọng là những gì ngươi ngộ. Ngươi hiểu được càng nhiều lực pháp tắc, càng tỉnh thông thì thực lực sẽ càng cường đại. Pháp tắc tiên giới có thuộc tính, hoàn toàn khác với những lực pháp tắc mà ngươi đã nắm giữ hiểu được trước kia ngươi chỉ coi như hơi nhập môn mà thôi. Từ bây giờ muốn hiểu được pháp tắc phải đi hiểu được thuộc tính, tương đương bắt đầu lại từ đầu, tu luyện lại từ đầu, lấy lực lượng đạo nguyên trong cơ thể ngươi làm gốc, phụ trợ lúc dùng pháp tắc mới là chiến đấu hoàn chỉnh. Pháp tắc tiên giới là căn cơ đạo thuật, sử dụng bất kỳ đạo thuật gì đều không rời đi lực pháp tắc thi triển càng mạnh thì mới có thể đánh bại kẻ thù mạnh hơn, hiểu không? Lúc này chim thần ma giống như một lão sư đang chỉ dạy Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên gật đầu, coi như tiếp nhận sự chỉ dạy của chim thần ma. Nhưng trong lòng hắn có một thắc mắc, không biết có nên hỏi hay không. Thắc mắc này đó là lúc ở tu chân giới, trong cơ thể hắn dung hợp với hồ càn khôn tạo ra quả cầu trắng đen, làm cơ thể xảy ra biến đổi lớn, nhưng kết ra đan hồ càn khôn nửa đen nửa trắng. Theo lời của chim thần ma, hiện tại nên gọi đan càn khôn đen trắng trong cơ thể hẳn là đạo nguyên mới đúng. Hơn nữa thời gian ngưng tụ cũng không đúng, đáng lẽ ở lúc phi thăng, tiến vào tiếp dẫn chỉ để rèn luyện mới có thể ngưng kết đạo nguyên. Nhưng tình huống của hắn, coi như trước khi phi thăng hắn đã ngưng tụ đạo nguyên, hiện tại Dương Bách Xuyên không biết đan càn khôn đen trắng trong cơ thể mình có được tính là đạo nguyên hay không. Hơn nữa cho dù là đạo nguyên thì cũng khác biệt quá lớn với đạo nguyên trong cơ thể tiên nhân. Đạo nguyên trong cơ thể Trương Tam Lý Tứ đều có 5 màu, nhưng của hắn chỉ có đen trắng. Về lực lượng, lúc trước đánh với Trương Tam Lý Tứ cũng đưa ra được một kết luận, đó là lực lượng trong cơ thể hẳn vô cùng bá đạo, lực lượng tiên nhân lại nhu hòa, hai bên đối lập, lực lượng trong cơ thể hắn vượt qua lực tiên nguyên một bậc. Đây là sự khác biệt giữa hắn và tiên nhân. Có lẽ đây là sự khác nhau giữa thần đạo và tiên đạo. Tóm lại hiện tại có vẻ chính mình chiếm ưu thế hơn. Nhưng Dương Bách Xuyên có chút lo lắng, dựa theo lời nói lúc trước của linh hồn Hồ Càn Khôn, hắn ta nói sau khi đến tiên giới, chính mình hoàn toàn là một dị loại. Bởi vì có lẽ khắp tu chân giới chỉ có một mình. Hắn tu thần đạo. Không biết chuyện này tốt hay xấu. Hiện tại hắn phải đi lên một con đường hoàn toàn mới. Không biết là phúc hay họa. Nhưng Dương Bách Xuyên có thể tưởng tượng được con đường này không bình tĩnh, không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Lúc trước ý của linh hồn Hồ Càn Khôn là Hồ Càn Khôn lựa chọn hắn làm chủ nhân, cho hắn công pháp vô thượng độc nhất trên đời này, cho hắn những thứ mà người khác không có. Nhưng đồng thời cũng bắt cóc hắn. Bắt hắn tu thần đạo, muốn hắn vượt qua tiên tôn, sau đó xé trời. Phá trời của tiên giới, đã thông con đường lên thiên giới, vì dựa theo lời của linh hồn Hồ Càn Khôn. Trên thiên giới có người thao tác, vi phạm sự vận chuyển chân chính của đại đạo. Thiên giới không muốn sinh linh thiên giới nối thắng thiên lộ, hạn chế con đường đại đạo của sinh linh thiên giới, cho nên yêu cầu hẳn đi đánh vỡ trời. Còn lại linh hồn Hồ Càn Khôn không nói, nhưng Dương Bách Xuyên có thể đoán được kẻ thao tác phía sau không phải kẻ hẳn có thể đụng vào. Thần đạo thần giới. Đột nhiên Dương Bách Xuyên nhớ đến thần mộ, viên trên địa cầu, nhớ đến những gì mà linh hồn kỳ lân từng nói với hẳn. Nói hắn không có thực lực tiên đế không được đến thần mộ viên. Thần mộ viên, nơi chôn thần. Một nơi ẩn giấu bí mật lớn. Hiện tại nghĩ lại có lẽ nó có liên quan đến những gì mà Hồ Cần Khôn nói. Ngay cả thần cũng có thể chết, Dương Bách Xuyên không dám tiếp tục đoán. Linh hồn hắn bắt đầu run tẩy. Quan trọng hơn linh hồn Hồ Cần Khôn nói hẳn chỉ có 1 vạn năm, trong vòng 1 vạn năm nếu hẳn không phá được trời thì chỉ có con đường chết. Nghĩ đến đây trong lòng hẳn vô cùng chua xót, đồng thời cũng dâng lên một cơn giận dữ, hắn cảm giác vận mệnh của mình bị linh hồn Hồ Càn Khôn thao tác. Thành do Hồ Càn Khôn, bại cũng do Hồ Càn Khôn. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên cũng đã đi đến bên cạnh Trương Tam Lý Tứ, bắt đầu dọn dẹp hiện trường, tạm thời vứt những chuyện này ra sau đầu.
hắn sẽ tìm thời gian dò hỏi linh hồn Hồ Càn Khôn một số chuyện. Sau đó Dương Bách Xuyên vung tay lên, hai chiếc nhẫn chứa đựng xuất hiện trên tay hắn. Đây là đồ của Trương Tam Lý Tứ. Lại phất tay, trên người Trương Tam Lý Tứ bốc cháy, hoàn toàn hủy thi diệt tích. Còn tưởng rằng bảo bối chứa đựng của tiên nhân tiên giới cao cấp đến mức nào, thì ra cũng chỉ là nhẫn chứa đựng, Dương Bách Xuyên nói thầm. Chim thần ma nói, người biết cái gì, trên thực tế tất cả phương pháp luyện khí luyện đan ở giới tu luyện đều do tiên giới truyền xuống, chẳng qua có vài thứ bị suy giảm dưới hạ giới, giống như nhẫn chứa đựng, ở tiên giới người mới có thể nhìn thấy nhẫn chứa đựng cơ bản tiên khí chân chính. Không gian nhẫn chứa đựng của tiên giới ít nhất bắt đầu từ 100 mét vuông, không giống với nhẫn chứa đựng chỉ mấy mét vuông ở tu gia giới, lại còn không ổn định, đụng phải lực lượng cường đại thì sẽ tan vỡ. Pháp bảo chứa đựng cao cấp của tiên giới vô cùng ổn định, cho dù tự bảo cũng sẽ không sao, nhanh nhìn xem trong nhẫn của hai tên gà kia có gì. Không cần chim thần ma nhắc, Dương Bách Xuyên cũng dùng thần thức quét qua nhẫn chứa đựng của Trương Tam Lý Tứ. Phước, quỷ nghèo. Dương Bách Xuyên khinh thường nói, 7 viên tiên thạch hạ phẩm xuất hiện trên tay. Đây còn là đồ của cả Trương Tam Lý Tứ, mỗi nhẫn có 4 viên, một nhẫn có 3 viên, ngoài ra không còn gì cả. Dương Bách Xuyên rất thất vọng, không ngờ tiên nhân tiên giới cũng có quỷ nghèo. Đúng là quỷ nghèo, còn tưởng rằng có tiên đan cho lão tử nếm thử, nhưng nói đi nói lại, có thể có 7 viên tiên thạch cũng rất tốt, tiểu tử ngươi thấy đủ đi, phải biết rằng toàn bộ tiên giới hội tụ tu sĩ đến từ 3.000 đại thế giới. Tu sĩ của 3.000 đại thế giới phi thăng đều hội tụ ở tiên giới, tu chân giới của ngươi là một trong 3.000 đại thế giới. Tiên giới có vô số tiên nhân, còn có cả chủng tộc khác sinh sống. Trong tình huống đó, tài nguyên sẽ không nhiều, lão tử nhớ rõ nhiều năm trước còn đụng phải trường hợp một tiên vương đô đi làm tiểu nhị ở tử lầu thành đại tiên vì một viên tiên thạch. Tiên thạch tiên giới là tài nguyên tu luyện chính, cho dù tiên thạch hạ phẩm cũng là tài nguyên chân quý, người có thể thu được 7 viên tiên thạch hạ phẩm đã không tồi. Chim thần ma nói, Dương Bách Xuyên không nhịn được lên tiếng, cũng quá nghèo rồi đĩ. Không lẽ không có tiên thảo linh dược? Người suy nghĩ nhiều. Tiên giới không thiếu tiên dược tiên thảo, nhưng không ai phải cũng hiểu luyện đan, có vài tiên dược không thể trực tiếp dùng để tăng lên tu vi thực lực, phải luyện đan mới được, cho nên cần tiên dược làm gì. Mặt khác tiên dược tầm thường không thể dùng để tăng tu vị, cầm trong tay cũng vô dụng, tiên dược cao giai lại không dễ có, cho nên tài nguyên tiên giới không dễ có như vậy. Muốn đạt được càng nhiều tài nguyên, hoặc ngươi có thực lực, hoặc ngươi có kỹ năng chuyên nghiệp, nếu không tiềm lực thiên phú quá cường đại. Chỉ dựa vào mỗi hấp thu lực tiên nguyên của thiên địa, người cũng chỉ là tiên nhân tầm thường. Chim thần ma nói. Dương Bách Xuyên thu hồi 7 viên tiên thạch, nói, không ngờ ngươi còn rất hiểu biết tiên giới, đi thôi, rời khỏi nơi này rồi nói tiếp. Một người một chim rời khỏi chiến trường. Lúc trước lão tử cũng là một anh đẹp trai của tiên giới, làm vô số tiên nữ chết sống đòi đi theo lão sư phụ thối của ngươi đi rất nhiều nơi ở tiên giới. Lão tử cũng không biết tại sao thế này. Cảm giác trong đầu rất loạn, hình như quên rất nhiều chuyện, nghĩ không ra, nhưng lúc nhìn thấy hoặc ngươi hỏi ta một vấn đề, giống như xúc tình sinh tình, sẽ nhớ lại rất nhiều chuyện. Về sau ngươi đừng ngại lão tử lại nhảy nói nhiều, trò chuyện nhiều với lão tử, có lẽ đầu của lão tử sẽ toát ra càng nhiều chuyện, có khi có thể giúp được ngươi. Chim thần ma nói, cút, Dương Bách Xuyên mắng, vậy ngươi nói cho ta nơi này là nơi nào? Có tiên nhân tồn tại không? Chim thần A nói, biết. Núi tiên này cách tiếp dẫn trụ gần nhất, nên chắc chắn có thành tiên nhân. Đi tìm đi, đầu tiên ta yêu cầu một tấm bản đồ tiên giới, cũng phải đi tìm sư phụ và Lục Nhĩ đại ca. Đang nói thì Dương Bách Xuyên phát hiện sau đám mây mù rực rỡ lấp ló kiến trúc. Dương Bách Xuyên vô cùng vui vẻ, hắn thấy được phía xa có thành trì. Thành tiên mạc. Dương Bách Xuyên và chim thần ma đi đến trước một tòa tiên thành, nhìn 3 chữ to trên cửa thành, nói. Nhanh đi vào thôi, sau đó mua tiên đan cho lão tử, đã lâu rồi lão tử chưa ăn tiên đan, CMN quá không dễ dàng, đều do tên sư phụ thối kia của ngươi. Chim thần ma mắng Vân Thiên Tà. Ngươi dám mắng sư phụ nhà ta, đừng nói tiên đan, cứt chó cũng không có, nhớ kỹ chỉ có ta có thể mắng sư phụ thối. Dương Bách Xuyên uy hiếp chim thần ma. Thành trì tiên giới và tu chân giới rất khác nhau, nơi nào cũng có mây mù lượn lờ, tiên khí bay bay cửa không có gác cửa thành như tu chân giới. Mở rộng, có tiên nhân ra ra vào vào. Nhìn qua rất náo nhiệt. Hừ, lão tử mắng thì làm sao? Chim thần ma lẩm bẩm. Dương Bách Xuyên không đấu võ mồm với con chim này nữa. Mang theo cảm giác tò mò,
Dương Bách Xuyên bước vào tòa tiên thành đầu tiên ở tiên giới. Đối với Dương Bách Xuyên, tất cả mọi thứ của tiên giới đều rất mới lạ. Sau khi hẳn bước vào tòa thành trì này, hoặc nói nó là một tòa động thiên phúc địa thì thích hợp hơn. Bởi vì kiến trúc của thành tiên mạc, ngoài có tiên khí sặc sỡ ra đều không có đường phố giống như tu chân giới. Tất cả mọi thứ ở nơi này tràn ngập hơi thở tự nhiên, thực sự làm được thiên nhân hợp nhất. Kiến trúc cũng vậy. Ví dụ như Dương Bách Xuyên thấy được một cửa hàng dựa vào trên một tảng đá khổng lồ, còn có một tòa nhà được xây dựng trên ba cây đại thụ. Mỗi một kiến trúc tràn ngập hơi thở tự nhiên. Toàn bộ thành tiên mạc là một ngọn núi lớn. Rất kỳ quái nhưng lại vô cùng hài hòa. Mọi thứ ở tiên giới đều vô cùng to lớn, theo lời của chim thần ma, bởi vì có tác dụng của pháp tắc. Đạo thuật, nhìn như chỉ là một cánh cửa rất nhỏ, sau khi đi vào là một không gian rộng lớn riêng. Nói là một tòa tiên thành, thật ra bên trong có cả một ngọn núi lớn, cả tòa thành tiên mạc là một ngọn núi. Lúc đi ngang qua một tòa nhà tên là Đan Lâu, chim thần ma kích động nói, tiểu tử, nhanh đi vào mua sắm tiên đan cho lão tử nếm thử. Thật ra Dương Bách Xuyên càng ngày càng coi trọng chim thần ma, mặc dù con chim này hơi nát một chút nhưng trong bụng thật sự có kiến thức, cho nên Dương Bách Xuyên sẽ thỏa mãn chút yêu cầu của nó. Chẳng qua có một vấn đề, tiên thạch trên người có đủ hay không? Không nhịn được hỏi, chỉ có 7 viên tiên thạch hạ phẩm, có đủ mua tiên đan hay không? Lão tử chỉ hoài niệm hương vị tiên đan, ngươi đi vào mua cho lão tử tiên đan tâm thường nhất là được, 7 viên tiên thạch là đủ chim thần ma thúc giục. Dương Bách Xuyên bước vào Đan Lâu. Dù mua hay không mua, hắn cũng muốn xem Đan Lâu ở tiên giới ra sao. Rốt cuộc tiên đan có dạng gì mà chim thần ma nhắc mãi như vậy? Lúc ở tu chân giới, Vân Môn có luyện đan sư riêng, nhưng chưa từng nghe nó nói muốn đan dược, lúc này đến tiên giới thì lại luôn miệng nói. Bước vào trong Đan Lâu, một thiếu nữ đi đến, nở nụ cười như tắm mình trong gió xuân, chào mừng thượng tiên đại nhân đến Đan Lâu, ngài có gì cần hỗ trợ không? Nụ cười và sự lễ phép của đối phương làm Dương Bách Xuyên có ảo giác như đi vào khách sạn 5 sao. Nói thầm, tiên giới cũng có marketing. Không đúng, tu vi đại thừa, vậy mà lại là người tu chân, tiên giới còn có tu giả. Chim thần ma nghe được nói, chưa hiểu việc đời, ai quy định tiên giới chỉ có thể có tiên nhân. Tiên giới là một thế giới cao cấp hơn nhân giới, tính bao dung cũng mạnh hơn, có người tu chân cũng không lạ. Tiên nhân cũng có sinh sản có được không? Hơn nữa còn có cả tiên nhân bản thổ vô cùng xa xăm, không có khả năng vừa sinh ra hậu đại của bọn họ đã là thiên tiên. Nếu đúng như vậy thì khác gì nghịch thiên? Tiểu tử ngươi đừng làm to chuyện như vậy, tiên giới có rất nhiều nơi có người tu chân, vì tài nguyên tu luyện, bọn họ lựa chọn ở mấy nơi này làm việc. Nếu không có người tu chân, ai sẽ đi hầu hạ mấy tiên lão gia kia? Rất nhiều tiên môn đều có tạp dịch, đa số là người tu chân. Đương nhiên tu giả tiên giới cường đại hơn người tu chân hạ giới rất nhiều, bọn họ hấp thu lực tiên nguyên, mọi phương diện đều mạnh hơn người tu chân hạ giới. Chẳng qua tu vi thấp, nếu ở tiên giới không có bối cảnh thế lực, không có địa vị thì chỉ có thể cố gắng tu luyện thành tiên tiên mới có thể đạt được địa vị nhất định. Nhưng người tu chân sinh ra ở tiên giới có một ưu thế lớn là không cần độ thiên kiếp, tu luyện thẳng tiến đến tiên đạo, đây là thứ mà người tu chân hạ giới không thể so. Đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên nhìn thấy và nghe thấy tiên giới còn có tu sĩ tu chân, đây mới là tiên nhị đại chính tông. Dương Bách Xuyên cũng nói với nữ tử xinh đẹp kia, làm phiền dẫn ta đi xem tiên đan. Nàng ta vội vàng cúi người nói, không biết thượng tiên yêu cầu loại tiên đan nào, lục trúc so thể hiệu cho đại nhân. Tiên đan tiện nghĩ nhất, tốt nhất là loại cho linh thú ăn. Dương Bách Xuyên suy nghĩ rồi nói, dù sao là cho chim ăn, không yêu cầu cao. Vậy có một loại là tiên đan khai trí, là tiên đan nhất phẩm thấp nhất, 10 viên tiên thạch hạc phẩm, không biết có được không? Nữ tử nói, 5 viên được không? Nghe xong Dương Bách Xuyên vô cùng đau lòng, nhưng nghĩ đến tiên đan khai trí thì lại muốn cười, nhưng hẳn cảm thấy rất thích hợp. Với qua đen, thượng tiên, đây là tiên đan rẻ nhất của Đan Lâu chúng ta. Nữ tử mỉm cười giải thích, cũng không chê cười Dương Bách Xuyên là quỷ nghèo. Mọi người đều biết tiên đan vô cùng đắt đỏ. Tiểu hỗn đản, lão tử giúp ngươi nhiều như vậy, mua một viên tiên đan rác rưởi cho lão tử còn đau lòng. Chim thần ma thấy vẻ mặt đau lòng của người nào đó thì bắt đầu mảng. Tâm mồn, 5 viên tiên thạch, ghía chỉ con người của Trương Tam Lý Tứ cộng lại cũng mới có 7 viên tiên thạch, ta còn muốn mua sắm một tấm bản đồ. Tiên giới nữ Dương Bách Xuyên mắng. Thượng tiên, đây là tiên đan khai trí.
Trong lúc Dương Bách Xuyên và chim thần ma nhỏ giọng đấu mắng, nữ tử đã cầm tiên đan đi đến trước mặt Dương Bách Xuyên. À, tốc độ của ngươi nhanh thật đó. Dương Bách Xuyên biết nữ tử này là nhân viên tiêu thụ của đan lâu, muốn bán ra một viên tiên đan ra ngoài nên tốc độ mới nhanh như vậy. Người ta đã triển lãm trước mặt mình, Dương Bách Xuyên đành phải cười khổ nhận lấy, hắn cũng muốn nhìn xem đan dược tiên giới và tu chân giới khác nhau chỗ nào. Mở chiếc hộp gỗ tỉnh xảo to bằng bàn tay ra, ngũ sắc lóe sáng, một mùi hương thấm tâm nhập phổi chui vào xoang mũi của hắn, lực tiên nguyên cường đại ẩn chứa trong đó, còn khổng lồ hơn cả lực lượng trong tiên thạch. Một viên bằng quả nho, màu trắng ngà, bên trên lưu chuyển từng đạo hoa văn đẹp mắt, ngay cả hắn cũng không nhịn được muốn nuốt ăn. Vèo! A! À, chỉ trong nháy mắt tiên đan trong hộp nhỏ đã bị chim thần ma nuốt chứng. Dương Bách Xuyên vô cùng tức giận. Hắn còn chưa suy nghĩ kỹ có nên mua hay không thì con chim này đã hạ mồm trước. Được rồi, ngoan ngoãn đi trả tiên thạch thôi. Bây giờ chỉ còn hai viên tiên thạch hạ phẩm, Dương Bách Xuyên cũng không biết có đủ mua một phần bản đồ hay không. Hắn hỏi nữ tử đan lâu, cô nương, không biết đan lâu của các ngươi có bán bản đồ hay không? Bẩm thượng thiên đại nhân, đan lâu của chúng ta chỉ bán tiên đan, không có bản đồ, ngài có thể đi đến cửa hàng bản đồ cách đây không xa. Nữ tử mỉm cười trả lời. À, không biết một phần bản đồ tiên giới cần bao nhiêu tinh thạch? Dương Bách Xuyên dò hỏi. Cái này thì khó nói, bản đỡ càng kỹ càng tỉ mỉ thì càng đắt, ví dụ như bản đồ tiên sơn chúng ta đang ở, một phần thô sơ giản lược cần 50 tiên thạch hạ phẩm, kỹ càng tỉ mỉ thì cần 300 tiên thạch hạ phẩm. Bản đồ tiên vực lớn hơn nữa, đủ hay thiếu đều phải hơn 1000 tiên thạch, dù sao bản đó càng kỹ càng rộng lớn thì giá cả càng cao, nữ tử giải thích cho Dương Bách Xuyên. Nghe xong Dương Bách Xuyên co giật khóe miệng, một bộ bản đồ tiên sơn bản địa thô giáp nhất cũng mất 50 tiên thạch hạ phẩm, thực sự. Hiện tại trên người hẳn chỉ có 2 viên tiên thạch tiểu phẩm, cách 50 tiên thạch còn thiếu 48 viên. Cảm ơn. Hiện tại phải nghĩ cách kiếm tiên thạch mua một phần bản đồ rồi tính tiếp, nếu không hẳn di chuyển trong tiên giới tương đương người mù mở mắt. Mặc dù chim thần ma từng ở tiên giới, nhưng đầu óc có vấn đề, đã quên rất nhiều chuyện. Vẫn phải dựa vào chính mình mới được. Vừa mới bước ra đan lâu, đột nhiên một tiếng kêu vang lên, thượng tiên đại nhân dừng bước. Dương Bách Xuyên xoay người, người lên tiếng là nữ tử đan lâu. Không biết cô nương có gì chỉ dạy. Dương Bách Xuyên có chút buồn bực, chính mình là quỷ nghèo, không lẽ còn muốn đẩy mạnh tiêu thụ tiên đan. Nữ tử đan lâu cười nói, nếu ngài muốn kiếm tiên thạch mua sắm bản đồ tiên giới thì ta biết một chỗ, có lẽ có thể đi thử một lần. Dương Bách Xuyên nói, cảm ơn cô nương, xin nói rõ hơn. Hắn đang rất yêu cầu kiếm tiên thạch, nếu không thật sự khó di chuyển trong tiên giới, nữ tử cười nói, 300 dặm phía đông nam thành tiên mà có một di tích đang mở ra, nghe những tiên nhân đi trước nói nơi đó là di tích thượng cổ, nghe đồn bên trong có tiên thạch, bản đồ, tiên dược, có lẽ thượng tiên có thể đi thử vận. Nghe xong Dương Bách Xuyên vô cùng vui vẻ, hiện tại hắn thật sự yêu cầu loại chuyện này. Nhìn nữ tử trước mắt không giống như đang nói dối, nên hẳn nói cảm ơn cô nương bẩm báo, nếu có thu hoạch ta sẽ đến cảm ơn. Đi xem cũng có thể thêm được kiến thức. Không khách khí, thật ra rất nhiều tiên nhân đều biết, sau khi đi ra thượng tiên nghe ngóng sẽ biết, mấy ngày nay có rất nhiều tiên nhân thành thiên mạc đi ra khỏi thành đến di tích đó. Đúng rồi, nghe nói tòa tiên sơn kia là động phủ của một đại la thượng tiên nào đó thời thượng cổ, chỉ có thiên tiên mới có thể đi vào. Còn lại hạn chế tu vi không vào được. Thượng tiên có thể đi đến đó thử một lần, nếu tiên phủ có tiên dược tam diệp. Cuốn vây, thượng tiên đại nhân có thể đến đan lâu chúng ta đổi tiên đan hoặc tiên thạch. Chúc thượng tiên may mắn, nói xong nữ tử mỉm cười xoay người trở về đan lâu. Qua đen, có thể tin hay không? Dương Bách Xuyên hỏi chim thần ma. Chim thần ma nói, vô nghĩa, một tu sĩ đại thừa nho nhỏ còn không có lá gan lừa gạt ngươi, đi xem sẽ biết. Tiêu hết 5 viên tiên thạch mua cho chim thần ma một viên tiên đan cấp thấp nhất, đổi lại thu được tin tức có thể kiếm ra tiên thạch cũng xem như không tệ. Sự thật chứng minh, tiểu cô nương ở đan lâu không lừa hẳn, tin tức động tiên đại la thượng cổ, cách 300 dặm về phía đông nam thành tiên mạc mở ra là thật. Bởi vì lúc hẳn đi trên đường nghe được rất nhiều người bàn tán, hơn nữa tiên thiên còn top 5 top 3 ra khỏi thành. Dương Bách Xuyên yên lặng đi theo phía sau những người đi tới đại la tiên phủ, cũng bớt được bao nhiêu việc. Hắn có rất nhiều việc phải làm. Phải tìm lão đầu, tìm lục nhĩ, còn cả sư huynh sư tỷ. Nhưng mới tới tiên giới, còn chưa quen với cuộc sống nơi này,
hắn định ở tại Đại Thanh Tiên Sơn một thời gian. Một là để làm quen với môi trường, hai là kiếm tiên thạch, nghĩ cách nâng cao tu vi hiện tại quá thấp, đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Vậy nên với hắn mà nói, Đại La Tiên Phú mở là một chuyện tốt. Có thể đi rèn luyện, tìm hiểu tiên nhân của tiên giới và tiên phủ, nếu may mắn còn có thu hoạch. Khoảng chừng nửa ngày của tu chân giới, hắn mang chim thần ma tới điểm đến. Đây là một ngọn núi khổng lồ. Nơi mà hắn đang đứng có tên là Đại Thanh Tiên Sơn, gọi là Đại Lục Đại Thanh thì thích hợp hơn, Đại Thanh Tiên Sơn chỉ là một cách gọi chung. Trên đường đi tới đây, có người gọi là Thế Giới Đại Thanh, người thì gọi Đại Lục Đại Thanh. Ở Đại Thanh Tiên Sơn có rất nhiều dãy núi. Đỉnh núi trước mắt hắn chỉ là một trong số đó mà thôi. Đứng từ xa có thể nhìn thấy ánh sáng trên đỉnh núi, phía dưới chân núi đầy kẻ đến rồi đi. Một màu thiên tiên. Dọc trên đường đi, Dương Bách Xuyên không khỏi cảm thán. Thế này thì có là gì, sinh linh ở tiên giới nhiều vô kể, quy tụ người của 3000 thế giới, có gì quái lạ đâu, những nơi kiểu như thế này có rất nhiều chim thần ma khinh thường. Dương Bách Xuyên không thèm để ý tới nó, hẳn trực tiếp leo núi. Trên đường đi hẳn nghe mọi người nói, Đại La Động Tiên ở trên núi, ở đó là một bầu trời khác. Vẫn còn một đoạn đường phải đi. Leo được khoảng 30 dặm, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một lượng ánh sáng xanh chiếu nửa bên sườn núi. Nguồn sáng phát ra từ một khu rừng rộng lớn, mơ hồ có thể nghe được tiếng ồn ào. Nhìn xuyên qua khu rừng, Dương Bách Xuyên thấy một khoảng đất trống bằng phẳng, rộng khoảng bằng sân bóng ở trái đất. Ngay trước mặt là ngọn núi thẳng đứng như một tấm gương, có thác nước chảy xuyên qua núi. Hoàn cảnh nơi này quả thật giống như tiên cảnh, núi sông hòa quyện vào nhau, xung quanh là thảm thực vật tươi tốt. Thác nước thẳng đứng hiện ra ánh sáng xanh biếc. Dương Bách Xuyên đoán đây chính là lối vào của Đại La Tiên Phủ. Nhìn những thiên tiên họp thành nhóm quan sát, hắn đoán có lẽ Đại La Tiên Phủ này còn chưa mở cửa. Cũng tốt, đến sớm không bằng đến lúc lúc. Mặc dù nữ tử ở Đan Lâu nói mở, nhưng cũng phải căn cứ theo tình hình thực tế. Tiên Phủ này là di tích thượng cổ, cũng không phải đơn giản như vậy. Này tiểu vô lại, nghĩ cách dung nhập vào trong đám thiên tiên kia, di tích thượng cổ này không dễ vào. Mặc dù tiểu cô nương kia nói di tích tiên phủ này là của Đại La Thượng Tiên, nhưng thượng tiên cổ là sự tồn tại mà tiên nhân bây giờ không thể nào so sánh, có rất nhiều pháp tắc đạo thuật lợi hại từ thời thượng cổ. Lang thang ở nơi này nếu bên cạnh không có bạn đồng hành thì sẽ rất khó. Nếu có thì sẽ đi lại dễ dàng hơn nhiều, thế nên nhiệm vụ đầu tiên của ngươi là tiến vào một đoàn đội chim thần ma dặn dò. Ác ta đâu có quen biết với họ, vào đó bọn họ sẽ căn ta sao? Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt nói, nhưng mà hắn cũng dao động với đề nghị của chim thần ma. Bây giờ hẳn chính là một tay mơ ở tiên giới, tiến vào một tiên phủ thượng cổ nếu bên cạnh có một người dân tiên giới thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Nếu không tìm được một đoàn đội để vào, lão tử đây chỉ có thể khinh thường ngươi, đường đường là thánh chủ thánh địa đứng đầu tu chân giới mà chút bản lĩnh này cũng không có thì còn lăn lộn kiểu gì. Chim thần ma mắng. Ngươi, Dương Bách Xuyên bị con chim chọc cho tức chết. Nhưng mà, hình như nghe cũng có lý lắm. Nếu hắn không tìm được đoàn đội thì cứ thế xông vào tiên phủ à? Để thử xem. Sau đó hắn đi một vòng, phát hiện trong 7-8 ngàn thiên tiên ở đây, phần lớn đều là thiên tiên trung phẩm trở lên, cấp hạ phẩm giống như hẳn quả thật là không có nhiều. Phần lớn những người hô hoán kéo tố đội cùng xông vào tiên phủ, tu vi bọn họ không hề đơn giản, tất cả đều có cấp bậc thiên tiên đại viên mãn, người theo vào tu vi càng cao thì càng tốt. Có một số có tu vi thiên tiên hạ phẩm giống hắn, không có sư môn thì cũng là thành viên của gia tộc lên môn, tất cả đều có người dẫn. Sự phát hiện này khiến Dương Bách Xuyên hơi xấu hổ. Hắn biết dưới tình huống này, thiên tiên hạ phẩm như hắn rất khó được người ta thu nhận. Nhưng hắn vẫn thử xem sao. Tới, cánh cửa Đại La Tiên Phủ sắp mở, Đại Vũ Tiên Môn còn thiếu hai người, muốn đi cùng thì nắm chắc cơ hội. Phía sau Dương Bách Xuyên vang lên tiếng chào mời. Dương Bách Xuyên xoay người nói, vị đạo hữu này, ta bằng lòng gia nhập với các người. Đi lượn một vòng mới gặp được một tiên môn chủ động cần người, hơn nữa nhìn qua đoàn đội của đối phương có hơn 10 người, đa số là thiên tiên thượng phẩm, người dẫn đầu có tu vi cao hơn là thiên tiên đại viên mãn, có vẻ như thực lực rất mạnh, nếu có thế được Đại Vũ Tiên Môn thu nhận thì đây chắc chắn là một lựa chọn tốt. Một gã thanh niên kiêu ngạo cười lạnh nói, ha ha, tiểu tử ngươi mắt mù à? Không thấy Đại Vũ Tiên Môn ta đều là thiên tiên thượng phẩm sao? Một sơ phẩm cồn con như ngươi xem náo nhiệt cái gì, cút sang một bên.
Dương Bách Xuyên sững sờ, sau đó trong mắt hiện lên sát ý, hai nắm đấm siết chặt, vẻ mặt trầm xuống, hẳn không ngờ đối phương lại xem thường người khác như vậy. Chó má, không căn người thì thôi lại còn mắng hắn. Trong lòng nổi trận lôi đình. Đối mặt với hơn 10 người đại vũ tiên môn chó má này, Dương Bách Xuyên siết chặt nắm đấm nói, mới vừa rồi là ngươi nói căn người, ta hỏi câu này không sai chứ. Còn nữa, miếng ngươi ăn phân à, không cần người thì có thể từ chối, ăn nói lỗ mãng, ta thấy đại vũ tiên môn cũng chỉ có vậy, bây giờ có mời thì ông đây cũng chán ghét, tiểu gia ta đúng là thiên tiên hạ phẩm, nhưng giết một thiên tiên thượng phẩm cũng không phải không được. Khốn kiếp, muốn chết. Gã thanh niên kia không ngờ một thiên tiên hạ phẩm còn lại dám trêu chọc tới một thiên tiên thượng phẩm là hẳn, thẹn quá hóa giận, hắn mắng Dương Bách Xuyên một tiếng rồi trực tiếp đánh tới. Hừ, mặc dù hiện tại Dương Bách Xuyên là thiên tiên hạ phẩm, nhưng hắn cũng không sợ, ngay lập tức vung tay đánh ra một quyền. Trong tiếng nổ vang, Dương Bách Xuyên lùi lại 6-7 bước, còn gã thanh niên kia lùi 3 bước. Hai người đối đầu, làm cho người xem náo nhiệt xung quanh xôn xao. À, tiểu tử này không tệ nha, thiên tiên sơ phẩm lại có thể đối đầu trực diện với Tào Tiểu Bao. Quả thật không tệ, nhưng mà vừa nhìn đã biết là một tay gà mờ, trêu chọc phải đại vũ tiên môn nằm trong 10 thế lực mạnh ở Đại Thanh, lần này hắn chết chắc rồi. Đúng thế, đáng tiếc, đối mặt với tên cặn bã Tào Tiểu Bao này, tiểu tử kia thảm rồi. Nói đi cũng phải nói lại, người của đại vũ tiên môn ngang ngược ở Đại Thanh quen rồi, đúng là ghê tởm. Xuyệt nhỏ tiếng chút không lại bị người ta nghe được, người của đại vũ tiên môn đều không phải loại hiền lành, đừng tìm phiền toái. Xung quanh bàn tán sôi nổi, nhưng tất cả đều bất mãn với đại vũ tiên môn, nhưng vì họ là một trong 10 thế lực lớn ở Đại Thanh, chọc không nổi, mọi người cũng nhỏ giọng thảo luận, tiếc thay cho Dương Bách Xuyên, tất cả đều cho rằng hôm nay Dương Bách Xuyên lành ít dữ nhiều. Bởi vì Tào Tiểu Bao nổi tiếng là ác bá, huống chỉ hôm nay người dẫn đoàn còn là anh họ hắn Tào Mãn. Tu vi thiên tiên đại viên mãn, loại tu vi này có thể xem như cao thủ ở đây. Tào Tiểu Bao giao đấu với Dương Bách Xuyên nhưng kết quả lại không đánh chết đối phương như gã tưởng tượng, đối phương chỉ lùi 5-6 bước, còn bản thân hẳn cũng lùi 3 bước. Nhưng hai bọn họ, một người là thiên tiên sơ phẩm, người còn lại là thiên tiên thượng phẩm, chênh lệch tu vi rất lớn. Cộng với ánh mắt của mọi người xung quanh, Tào Tiểu Bao cảm thấy hôm nay mình bị sỉ nhục, gã đằng đằng sát khi tấn công Dương Bách Xuyên. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng híp mắt nhìn chằm chằm Tào Tiểu Bao, hắn cũng giật mình về thiên tiên trước mặt này, thực lực của gã ta mạnh hơn rất nhiều so với Trương Tam và Lý Tứ, cùng cấp bậc thiên tiên thượng phẩm nhưng sức mạnh lại kém xa. Trong đầu hắn đang nghĩ cách giết đối phương rồi bỏ chạy. Đương nhiên đây chỉ là tính toán trong lòng Dương Bách Xuyên, dù sao hắn cũng không phải người sợ phiền phức, đối phương có cùng đại cảnh giới với hắn, cũng đâu phải kim tiên. Nhìn xem người ta có hơn 10 người. Hơn nữa tên thanh niên dẫn đầu có tu vi thiên tiên đại viên mãn, sợ là hôm nay phải liều chết chiến đấu. Nhiều người không làm gì được, nhưng hắn rất tự tin với khả năng chạy trốn của mình. Trong lúc rằng co ngắn ngủi, một tiếng cười to, sảng khoái vang lên. Ha ha ha, đúng là thú vị, người của đại vũ tiên môn không hổ là thập đại thế lực của Đại Thanh, bắt nạt người khác không biết xấu hổ, lợi hại, lợi hại. Ai? Tào Tiểu Bao gầm lên. Lập tức. Trong đám người tách ra một con đường. Có 3 người đi tới, dẫn đầu là một thanh niên ăn mặc như thư sinh. Tào Tiểu Bao nghiến răng nhìn chằm chằm thanh niên ăn mặc như thư sinh, hung dữ nói, Đỗ Kiệt Bân ngươi muốn xen vào việc của người khác. Ha ha, bảo Tào Mãn ra đây nói chuyện với bản công tử, ngươi còn chưa đủ tư cách người được Tào Tiểu Bao gọi là Đỗ Kiệt Bân khinh thường nói. Ngươi, Tào Tiểu Bao tức giận. Tiểu Bao, lui xuống. Lúc này, đám đệ tử đại vũ tiên môn nhường đường, một thanh niên mặc thân chiến giáp màu đen đi tới, đôi mắt sáng ngời nhưng lại toát ra một cảm giác rất âm u. Hắn chính là người dẫn đội lần này của đại vũ tiên môn Tào Mãn, anh họ của Tào Tiểu Bao. Đỗ Kiệt Bân, tiểu tử này là người của Thái Thanh tiên môn à? Tào Mãn nhìn chằm chằm Đỗ Kiệt Bân trầm giọng đặt câu hỏi. Trước không phải, bây giờ ấy à, bản không tử nhìn vị huynh đệ này thuận mắt, chuẩn bị để hẳn vào đại la tiên phủ cùng bản công tử. Tào Mãn, ngươi có ý kiến? Đỗ Kiệt Bân phe phẩy quạt cười nói. Lúc này, Dương Bách Xuyên bị kẹp giữa hai bên có chút lơ mơ, hắn vốn đã chuẩn bị xong để liều mạng, không ngờ giữa đường lại nhảy ra một người tên Đỗ Kiệt Bân, tu vi của đối phương cũng là thiên tiên thượng phẩm, nhưng lại không xem người của đại vũ tiên môn ra gì. Hơn nữa đối phương cũng không thèm để ý tới gã thanh niên tên Tào Mãn dẫn đội đại vũ tiên môn.
Điều này khiến Dương Bách Xuyên đưa ra một số suy đoán về Đỗ Kiệt Bân, nhưng hắn không biết vì sao đối phương lại giúp hắn. Đang nghĩ như vậy, tiếng bàn tán của người xung quanh truyền đến tai hẳn, lúc này Dương Bách Xuyên đã biết Đỗ Kiệt Bân là người ra sao. Lần này có kịch hay để xem, Đỗ Kiệt Bân của Thái Thanh Tiên Môn cũng tới rồi có người lên tiếng. Cũng có người không biết Đỗ Kiệt Bân, tò mò hỏi, ta có nghe nói tới Thái Thanh Tiên Môn, một trong 10 thế lực đại thanh, nhưng mà Đỗ Kiệt Bân thì chưa nghe bao giờ. Ha ha, đúng là quê mùa, Đỗ Kiệt Bân là thiếu chủ của Thái Thanh Tiên Môn, chỉ là người ta vẫn luôn khiêm tốn, ngươi chưa nghe cũng là chuyện bình thường, nhưng mà Đỗ Kiệt Bân là nhân vật lớn đó, tu vi thiên tiên thượng phẩm, vô địch đồng cảnh giới thiên tiên ở Thái Thanh Tiên Môn, đương nhiên đây chỉ là nghe đồn, thật giả thế nào không biết, nhưng đâu tự nhiên người ta lại đồn như vậy. Có một điều chắc chắn mà rất nhiều người biết, Thái Thanh Tiên Môn và Đại Vũ Tiên Môn là kẻ thù không đội trời chung. Xưa nay vẫn không hợp nhau, từ trên xuống dưới đều như vậy. Đỗ Kiệt Bân đứng ra nói thay cho tiểu tử kia, phần lớn là vì lý do này, chỉ có thể nói hôm nay tiểu thiên tiên kia gặp may, biết bao nhiêu thế lực tiên môn ở đâu, chắc cũng chỉ có mình Đỗ Kiệt Bân dám đối đầu với người của Đại Vũ Tiên Môn. Vị đạo hữu này biết nhiều thật, đạo hữu là người của tiên môn nào? Tại hạ Đại Thủy Tiên Môn. Thì ra là Đại Thủy Tiên Môn xếp thứ 10, thất lễ, thất lễ. Hát. So với Thái Thanh Tiên Môn xếp thứ 3, Đại Vũ Tiên Môn xếp thứ 4 thì tiên môn của ta vẫn còn kém một bậc. Người nọ nói nghe thì giống như khiêm tốn nhưng thật ra lại đây đắc ý, dù sao ở Đại Thanh có hàng trăm tiên môn, nhưng có thể xếp được trong 10 tông môn đứng đầu thì bản thân đã là một loại thực lực và danh tiếng. Dương Bách Xuyên biết đại khái người giúp hắn tên là Đỗ Kiệt Bân, người đối đầu hai huynh đệ Tào Mãn và Tào Tiểu Bao của Đại Vũ Tiên Môn. Nghe tiếng bàn tán của mọi người xung quanh, Đỗ Kiệt Bân quả nhiên không đơn giản, hẳn vậy mà là thiếu chủ của Thái Thanh Tiên Môn. Quan trọng là từ xưa tới nay Thái Thanh Tiên Môn và Đại Vũ Tiên Môn không ưa nhau, xếp thứ 3 và thứ 4 trong thập đại thế lực, bản thân tình huống này đã là một trạng thái cạnh tranh. Tuy rằng Đỗ Kiệt Bân đối đầu với Đại Vũ Tiên Môn nên mới giúp hắn, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn rất cảm kích. Lúc này Tào Mãn đối mặt với Đỗ Kiệt Bân, hai tay siết chặt, nhưng hắn ta không dám ra tay với đối phương trước mặt mọi người. Người khác không biết Đỗ Kiệt Bân nhưng Tào Mãn lại biết rất rõ. Trước mắt, Đại La Động Phủ sắp mở, Tào Mãn lựa chọn nhẫn nhịn, lần này hắn vào Đại La Tiên Phú vì cùng một bảo vật, đợi khi lấy được món bảo vật đó hẳn có thể đột phá thiên tiên, lúc đó hắn sẽ giết chết Đỗ Kiệt Bân trong Đại La Đông Phủ. Giết chết Đỗ Kiệt Bân trong Đại La Tiên Phủ là thích hợp nhất, cũng sẽ không gây phiền phức. Ha ha, nếu Đỗ Công Tử muốn bảo vệ tên tiểu tử này, vậy Tào Mãn sẽ nể mặt Đỗ Công Tử. Lời của Tào Mãn nhận được tán thưởng của những thiên tiên xung quanh. Nhưng thật ra trong lòng lại rất đen tối. Tào Mãn nói xong, hai mắt hẳn như rắn độc nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, tiểu tử, ngươi tên gì? Dương Bách Xuyên đứng một bên, đột nhiên bị ánh mắt Tào Mãn nhìn chằm chằm, khiến toàn thân khó chịu, nghe đối phương hỏi tên, Dương Bách Xuyên đương nhiên biết rõ Tào Mãn có ý gì. Đơn giản chính là không muốn trở mặt với Đỗ Kiệt Bân nên mới quay sang hẳn tìm thể diện mà thôi. Nhưng hiện tại Dương Bách Xuyên một thân một mình ở tiên giới, vua cũng thua thắng liều, hắn còn sợ một tên Tào Mãn chắc. Dương Bách Xuyên hừ một tiếng, Dương Bách Xuyên. Lúc trả lời hai mắt đầy vẻ khiêu khích. Ha ha, ta tên Tào Mãn, nhớ kỹ ta, hôm nay xem như ngươi gặp may, nếu có bản lĩnh thì gặp trong tiên phủ. Tào Mãn như đang uy hiếp Dương Bách Xuyên. Chỉ thiếu nói câu tiểu tử ngươi đừng có để ta gặp trong tiên phủ, nếu không sẽ giết chết ngươi. Dứt lời, Tào Mãn cười nham hiểm, chúng ta đi. Hắn dẫn Đại Vũ Tiên Môn xoay người đi sang một bên khác. Dương Bách Xuyên, tiểu tử ngươi tốt nhất rời khỏi Đại Thanh, nếu không cứ rửa cổ chờ, ông đây sẽ chơi chết ngươi trước khi đi. Tào Tiểu Bao còn đe dọa Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên vẫn bày ra vẻ mặt tươi cười, lần này hắn không đáp lại. Đợi người của Đại Vũ Tiên Môn rời khỏi, Dương Bách Xuyên nhìn về phía Đỗ Kiệt Bân. Nhưng đôi mắt lại lóe lên ánh sáng đen trắng. Lúc này, Đỗ Kiệt Bân cũng đang đánh giá hắn. Đa tạ công tử giải vây, mặc kệ Đỗ Kiệt Bân có mục đích gì, có phải muốn đối đầu với người của Đại Vũ Tiên Môn hay không, nhưng đối phương giúp hẳn là sự thật, vẽ tình về lý Dương Bách Xuyên vẫn nên nói tiếng cảm ơn. Ha ha ha, tiểu huynh đệ không cần khách khí, giúp ngươi chỉ căn một cái nhấc tay thôi. Thái Thanh Tiên Môn ta và Đại Vũ Tiên Môn xưa nay vẫn luôn bất hòa, hôm nay không có ngươi thì Đỗ Kiệt Bân ta cũng sẽ đi chế giễu bọn họ, đức hạnh gì thế không biết. Đỗ Kiệt Bân cười rất sảng khoái. Dương Bách Xuyên thấy Đỗ Kiệt Bân nói thắng mà không hề giấu giếm,
ngay lập tức thiện cảm với người này cũng tăng lên rất nhiều. Lúc này hẳn cười nói, Đỗ công tử quả nhiên là người cởi mở, Dương Bách Xuyên ta nguyện kết giao bằng hữu với Đỗ công tử. Đỗ Kiệt Bân và mọi người xung quanh nghe Dương Bách Xuyên nói vậy thì sửng sốt. Bởi vì đứng từ góc độ của Đỗ Kiệt Bân và những người khác, lời của Dương Bách Xuyên nghe giống như hắn xem trọng Đỗ Kiệt Bân. Nhưng dưới tình huống Dương Bách Xuyên chỉ là một thiên tiên sơ phẩm còn con, còn Đỗ Kiệt Bân lại là thiên tiên thượng phẩm, hơn nữa đối phương còn là thiếu chủ của Thái Thanh Tiên Môn, xếp thứ ba trong thập đại thế lực ở Đại Thanh. Nhưng lời nói phát ra từ miệng Dương Bách Xuyên lại như hắn xem trọng người ta. Điều này khiến tất cả những thiên tiên xung quanh xem thường Dương Bách Xuyên. Đúng là đồ mặt dày, còn có kiểu lôi kéo quan hệ thế này à? Đỗ Kiệt Bân sửng sốt một lúc, nhìn ánh mắt trong suốt không giống như đang giả vờ của Dương Bách Xuyên, hắn luôn cảm. Giác tiểu thiên tiên này không giống với mọi người, thú vị. Một lúc sau, Đỗ Kiệt Bân cười lớn nói, được, Đỗ Kiệt Bân ta cũng là người thẳng thắn, ta kết bạn với ngươi, ngươi muốn vào Đại La Tiên Phủ thì theo ta, yên tâm. Nếu huynh đệ Tào Mãn tìm ngươi gây phiền phức, ta gánh thay ngươi. Không biết thế nào, Đỗ Kiệt Bân ma xui quỷ khiến nói ra những lời này với Dương Bách Xuyên, hai người kết giao bằng hữu. Thực tế, Dương Bách Xuyên quả thật có tư cách nói như vậy, bởi vì lão đầu nhà hẳn đã đúc lại tiên thể đi tới tiên giới. Vân Thiên Tà là ai cơ chứ? Đó là đại lão cấp cao nhất tiên giới đấy. Một tiếng gầm vang vọng khắp hiện trường. Mở rồi, Tiên Phủ Đại La mở rồi. Mọi người đều trở nên phấn khích. Dương Bách Xuyên nhìn qua, thấy một cánh cửa xuất hiện ở trung tâm thác nước. Dòng chữ Thủy Liêm Động ngay lập tức xuất hiện trong đầu Dương Bách Xuyên. Cảnh tượng rất giống nhau. Phía sau thường là lối vào. Lúc này cánh cửa đã rộng mở, các thiên tiên có mặt lần lượt lao vào thác nước rồi. Dương huynh đệ, chúng ta cũng đi thôi, Đỗ Kiệt Bân thu quạt nói, cánh cổng này mở có thời hạn, chúng ta vào trước đi. Được, Dương Bách Xuyên gật đầu. Bên cạnh Đỗ Kiệt Bân mới có hai người, so với nhân số của Đại Vũ Tiên Môn thì còn kém xa. Tuy nhiên, Dương Bách Xuyên nhận thấy hai người đi theo Đỗ Kiệt Bân đều có tu vi thiên tiên đại viên mãn. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Tào Mãn không dám tấn công. Hắn bay lên, đi theo Đỗ Kiệt Bân và ba người khác vào cánh cổng phát ra ánh sáng xanh. Khoảnh khắc tiếp theo khi chân chạm đất, Dương Bách Xuyên đã đứng vững. Lúc này hẳn mới nhận ra mình đang ở trong một môi trường khác, nhưng thật bất ngờ, nó lại khác với những gì hắn tưởng tượng. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng sau khi vào cánh cửa sẽ là một bí cảnh có nhiều tiểu thế giới giống như tu chân giới. Nhưng khi đến đây mới nhận ra đó thực sự là một khung cảnh có thật. Địa điểm là trong một hang động lớn. Không phải là bước vào một thế giới khác. Hắn nghĩ rằng dường như có sự khác biệt nào đó giữa tiên giới và tu chân giới. Dương huynh đệ. Người cẩn thận đi theo chúng ta. Theo ta biết, Tiên Phủ Đại La không đơn giản, chúng ta bây giờ là đang tiến vào trong núi, từ bây giờ phải đi xuyên qua ngọn núi khổng lồ mà chúng ta nhìn thấy từ bên ngoài, sau khi ra ngoài sẽ tiến vào một sơn cốc. Kỳ thực từ giờ trở đi, chúng ta đã tiến vào Tiên Phủ Đại La, đi về phía trước sẽ có đường đi phức tạp, chỉ khi vượt qua núi mới có thể tiến vào trong sơ cốc trung tâm của Tiên Phủ Đại La, ở đó nghe đồn có rất nhiều tiên bảo quý hiếm, còn có nhiều di tích như cung điện gì đó tồn tại. May mắn sẽ có cơ duyên, nhưng cũng có rất nhiều nguy hiểm, vì vậy cẩn thận vẫn hơn, chỉ riêng ngọn núi này thôi cũng đã có rất nhiều nguy hiểm, bao gồm cả yêu thú và các sinh vật khác. Đỗ Kiệt Bân vừa đi vừa nói với Dương Bách Xuyên. Cảm ơn Đỗ huynh đệ đã nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Dương Bách Xuyên chắp tay cảm ơn. Sao lại khách khí như vậy? Chúng ta gặp nhau là duyên phận. Ta, Đỗ Kiệt Bân, cũng là người thích kết bạn. Ha ha, Đỗ Kiệt Bân vừa nói vừa lắc chiếc quạt gấp trong tay. Về phần hai vị thiên tiên đại viên mãn bên cạnh Đỗ Kiệt Bân, họ đi theo Đỗ Kiệt Bân từ đầu đến cuối mà không nói một lời. Trông rất lạnh lùng. Đỗ Kiệt Bân không có giới thiệu, Dương Bách Xuyên đương nhiên sẽ không hỏi. Tuy nhiên, hắn có thể thấy rằng hai vị thiên tiên đại viên mãn bên cạnh Đỗ Kiệt Bân rất tôn trọng Đỗ Kiệt Bân, giống như những vệ sĩ riêng của hắn ta. Nhưng nghĩ mà xem, trước đó ngoài cổng cũng có người bàn luận rằng Đỗ Kiệt Bân là thiếu chủ của Thái Thanh Tiên Môn. Hẳn ta là người có địa vị được kính trọng, được hai cao thủ bảo vệ là chuyện bình thường. Dương Bách Xuyên được coi là một người mới trong tiên giới và rất xa lạ với nó, hẳn rất vui khi nghe Đỗ Kiệt Bân kể mọi chuyện về tiên giới, đặc biệt là về những bí cảnh của tiên giới. Trong khi nghe, Dương Bách Xuyên cũng rất chăm chú và chú ý, thỉnh thoảng có chỗ không hiểu cũng sẽ lên tiếng hỏi.
Đỗ Kiệt Bân thích thái độ nghiêm túc của Dương Bách Xuyên và rất vui khi kể với Dương Bách Xuyên. Bốn người vừa đi vừa nói chuyện, không hề buồn chán chút nào. Về phần chim thần ma, kể từ khi đến Tiên Phủ Đại La đã trầm mặc, nó vẫn ngồi xổm trên vai Dương Bách Xuyên chợp mắt, không hề rơi khỏi vai Dương Bách Xuyên. Hai vị thiên tiên đại viên mãn bên cạnh Đỗ Kiệt Bân giống như hai cái bóng, rất yên tĩnh. Bất giác, cuối cùng bốn người họ cũng đến được một ngã ba. Lúc này, bên cạnh Đỗ Kiệt Bân có hai vị thiên tiên đại viên mãn, một ông già trong số họ đi tới phía trước, nói với Đỗ Kiệt Bân, thiếu chủ, đi bên trái sẽ có khí độc, đi bên phải rất có khả năng sẽ xuất hiện hung thú ma hóa. Đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên nghe thấy ông lão nói chuyện, giọng nói có chút khàn khân, nhưng lại mang đến cho hẳn một loại cảm giác bình tĩnh, xem ra ông ấy là một người rất kiên quyết. Mà vị thiên tiên khác bên cạnh Đỗ Kiệt Bân là một thanh niên da trắng ngần, đi phía sau. Ông lão phía trước, hai người một trước một sau hỗ trợ lẫn nhau, bảo vệ thiếu chủ. Dương Bách Xuyên đi theo Đỗ Kiệt Bân ngược lại chiếm tiện nghi, được bảo vệ. Lúc này, ông lão phía trước lên tiếng, rõ ràng là đang yêu cầu Đỗ Kiệt Bân đưa ra quyết định, nên chọn con đường nào trong hai con đường kia. Ông lão nói đường bên trái có khí độc, đường bên phải rất có thể có yêu thú, kỳ thực cả hai đều nguy hiểm. Nhưng quyết định sẽ do Đỗ Kiệt Bân đưa ra. Đỗ Kiệt Bân dừng lại, suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn thanh niên xanh xao phía sau và hỏi, A Thiện, người nghĩ nên đi hướng nào là tốt nhất? Thiếu chủ, ta khuyên ngài nên đi theo con đường bên phải. Trước khí độc, chúng ta đều yếu thế, nếu không hiểu quy tắc, bị nhiễm độc sẽ rất phiền toái. Hơn nữa yêu thú có thể không gặp phải. Cho dù chúng ta có gặp phải nó, nơi này được coi là bên ngoài của Tiên Phủ Đại La, xuất hiện yêu thú cũng sẽ không quá mạnh mẽ, cho nên chúng ta có thể đối phó được. Chàng thanh niên mà Đỗ Kiệt Bân gọi là A Thiện trả lời. Nhưng ngay khi chàng trai trẻ có khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy này vừa mở miệng, giọng nói bên tai Dương Bách Xuyên đã khiến Dương Bách Xuyên nổi da gà. Một giọng nói rất u ám, giống như vang lên từ trong bóng tối. Được rồi, lão Mạc, vậy cứ nghe A Thiện nói, đi theo con đường bên phải. Đỗ Kiệt Bân đồng ý. Vâng, thiếu chủ, ông lão phía trước trả lời. Khi đó Dương Bách Xuyên mới biết tên của hai vị thiên tiên đại viên mãn đi theo Đỗ Kiệt Bân, lão Ngộ và A Thiện. Cả hai đều có những cái tên thú vị. Dương huynh đệ, xin đừng bận tâm. Lão Mạc và A Thiện là hộ vệ mà ông nội ta sắp xếp cho ta từ khi ta còn nhỏ. Lão Mạc và A Thiện tu luyện theo lối hắc ám, thường xuyên tu luyện trong nghĩa trang, cho nên hầu hết mọi người đều không đã quen với lời nói và khí chất của họ. Nhưng bọn họ cũng không xấu, theo thời gian cũng thành quen, lần này ra ngoài đều dựa vào hai người họ, hơn nữa bọn họ trước đây cũng đã từng tới Tiên Phủ Đại La này, có kinh nghiệm, cho nên đừng lo lắng. Đỗ Kiệt Bân mỉm cười giải thích với Dương Bách Xuyên, điều này giống như giới thiệu hai vị đại thiên tiên với Dương Bách Xuyên. Không gạt gì Đỗ huynh, tiểu đệ mới phi thăng tiên giới không lâu, có rất nhiều chuyện chưa rõ ràng, sau này xin Đỗ huynh chỉ đạo thêm. Dương Bách Xuyên cũng bắt đầu chậm rãi kể lại câu chuyện của mình. Đây đều là chuyện nhỏ, nói thật, Đỗ mỗ sinh ra ở tiên giới, cũng bị hạ giới thu hút, người cũng có thể nói cho ta biết về hạ giới. Ta từ nhỏ đã bị gia tộc khống chế, thật sự không có nhiều bạn, không giấu gì huynh đệ, lần này cũng là lần đầu tiên ta xuống núi, có thể tâm đầu ý hợp với huynh đệ, ta cũng rất vui được kết bạn với ngươi. Ta cũng tất vui khi được làm bạn với Đỗ huynh. Càng nói nhiều, hai người thật sự cảm thấy mình giống nhau, khiến họ vui vẻ. Đỗ Kiệt Bân trở thành người bạn đầu tiên của Dương Bách Xuyên trong tiên giới. Đúng rồi lão Đỗ, hung thú ma hóa là sao, nói cho ta biết đi. Sau khi cả hai quen nhau qua trò chuyện trên đường đi, Dương Bách Xuyên gọi Đỗ Kiệt Bân lão Đỗ, Đỗ Kiệt Bân gọi hẳn là Xuyên tử, điều này khi quan hệ trở nên thân thiết hơn. Đỗ Kiệt Bân nói, ta đọc trong điển tịch rằng trong thời đại chiến tiên ma, rất nhiều tiên thú và cây cỏ của tiên giới bị ma khí đồng hóa, không chết mà còn sống thì sẽ mất đi tiên khí, hoàn toàn biến thành sự tồn tại có lệ khí rất nặng, vì vậy mới gọi là hung thú ma hóa. Đặc biệt là ở những nơi như di tích cổ này, những hung thú còn lại hung dữ hơn nhiều so với tiên thú ở tiên giới, cực kỳ khó đối phó. Hung thú cấp thấp nhất tương đương với thiên tiên, được gọi là hung thú sơ phẩm, hung thú cấp 9 cao nhất có thể so sánh với tiên tôn. Cách để phân biệt cấp độ của hung thú là nhìn vào các dòng chữ khác trên người hung thú, một chữ đại diện cho sơ phẩm, sở dĩ hung thú trở nên hung dữ là do nguyên thần bị ma hóa, biến dị, sức mạnh trở nên cường đại,
dòng chữ khác trên cơ thể là thần thông pháp tắc mà chúng nó có thể khống chế, cùng một cảnh giới mà chúng nó có thế mạnh hơn tiên nhân ba phần. Dương Bách Xuyên gật đầu nói, ta hiểu rồi, điều đó có nghĩa là con đường chúng ta đang đi hiện tại rất có thể sẽ xuất hiện hung thú sơ phẩm. Không hẳn, dù sao nơi này là bên ngoài của tiên phủ Đại La. Đôi khi có thể không có hung thú, cho dù có nhiều nhất hung thú cấp thấp cũng đừng lo lắng, có ta bảo vệ ngươi, sẽ không sao đâu, Đỗ Kiệu Bân nói gừ. Đỗ Kiệt Bân vừa dứt lời thì một tiếng gầm chói tai vang lên. Cẩn thận, có một con hung thú xuất hiện, lão Mạc phía trước nhanh chóng nhắc nhở. A, chạy mau. Trong chớp mắt, phía trước truyền đến một thanh âm hoảng sợ. Khi Dương Bách Xuyên và Đỗ Kiệt Bân nhìn qua, 4-5 vị thiên tiên vội vã chạy về phía họ từ phía trước. Hiển nhiên là hung thú bị 5 vị thiên tiên này thu hút mà đến, hoặc là nói bọn họ bị hung thú đuổi theo. Trong tình huống này, rõ ràng là hung thú mạnh đến mức 5 vị thiên tiên quay đầu bỏ chạy. Trong mắt Dương Bách Xuyên, trong số 5 vị thiên tiên có 3 người là thiên tiên sơ phẩm, 1 vị là thiên tiên trung phẩm, 1 vị là thiên tiên thượng phẩm. Trình độ tu luyện như vậy trong số mấy ngàn thiên tiên bị tiên phủ Đại La hấp dẫn đến đây hôm nay cũng không tính là nổi bật. Nhưng bọn họ hợp thành một đội nhỏ gồm 5 người, thực lực tổng thể không hề yếu, nhưng lúc này bọn họ lại vội vàng bỏ chạy, có chút không bình thường. Không hề nghĩ ngờ, hung thú đuổi theo bọn họ rất mạnh mẽ, hoặc là xuất hiện nhiều hơn một con hung thú, nếu không thì tiểu đội 5 vị thiên tiên cũng không nên hoảng sợ như vậy. Trong khoảnh khắc, 5 vị thiên tiên đã đến trước mặt cách Dương Bách Xuyên và Đỗ Kiệt Bân hơn 10 mét. Gừ gừ, một tiếng gầm khác vang lên. Một vầng sáng đen như u linh quét qua, cuối cùng rơi trúng một vị thiên tiên sơ phẩm, hắn ta hét lên một tiếng, trong nháy mắt bị vướng vào chùm sáng đen, giây lát sau, thân thể hắn ta bốc cháy, hóa thành cho bụi. Cứ như vậy mà chết. Thiếu chủ, không ổn, là một con xích diễm hắc xà, rất khó đối phó, chúng ta hoặc là né tránh, hoặc là xông lên, nhưng ta đề nghị lui đi thì hơn, lão Mạc lên tiếng. Rút lui không phải là lựa chọn tốt nhất, xích diễm hắc xà có tốc độ cực nhanh. Tốc độ khuếch tán khí độc cũng nhanh, chúng ta không thể chạy được, ta đề nghị phòng ngự trước, tìm cơ hội tiến lên. A Thiện tiến lên một bước, xuất hiện ở trước mặt Đỗ Kiệt Bân và Dương Bách Xuyên, đứng song song với lão Mạc. Lão Mạc A Thiện, chúng ta hãy chiến đấu hết mình, xích diễm hắc xà, một con hung thú cấp bậc đại viên mãn, chúng ta có chạy cũng không thoát. Đỗ Kiệt Bân cũng nói. Sau đó hẳn ta chỉnh trọng nói với Dương Bách Xuyên, Xuyên tử, lát nữa hãy theo sát ta. Theo lý mà nói bên ngoài tiên phủ Đại La không nên xuất hiện hung thú đại viên mãn, bây giờ xem ra bên trong, phủ Đại La đã xảy ra vấn đề gì rồi. Yên tâm đi, lão Đỗ, ta cũng không phải đồ vô dụng, ha ha, Dương Bách Xuyên cười nói. Gầm. Lúc này, ánh sáng trước mặt mọi người tối sầm lại, nhưng cuối cùng họ cũng nhìn thấy được hung thú. Một trong 5 vị thiên tiên đã chết, nhưng 4 người còn lại chạy đến chỗ Dương Bách Xuyên và những người khác. Trong đó, thiên tiên đứng đầu nhanh chóng nói các đạo hữu, xin hãy giúp đỡ ta. Sao các ngươi lại gặp phải xích diễm hắc xà? Lão Mộ trầm giọng hỏi. Không, 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 không chỉ có xích diễm hắc xà, mà còn có rất nhiều yêu thú sơ phẩm từ lối ra phía trước lao vào, có người đi vào trước nói tiên phủ Đại La có tiên bảo gì đó, nên mới dùng hung thú để đuổi tiên nhân muốn vào. Thiên tiên thượng phẩm nói với vẻ sợ hãi kéo dài. Những lời này vừa nói ra, cả lão Mạc và A Thiện đều liếc nhìn Đỗ Kiệt Bân. Dương Bách Xuyên nhìn thấy trong mắt Đỗ Kiệt Bân có một tia sáng. Sau đó lại nghe Đỗ Kiệt Bân nói, lão Mộ, A Thiện, mau chóng xử lý con hắc xà này, sau đó vào sơn cốc càng sớm càng tốt. Vâng, thiếu chủ. Hai người đáp lại. Đúng lúc này, xích diễm hắc xà xuất hiện ở phía trước, hoàn toàn lộ ra bộ mặt thật. Nhưng đó là một con rắn có móng vuốt màu đen mọc trên bụng. Cơ thể dày. Thân dài khoảng 30 mét, toàn thân phủ đầy vảy dày nửa tấc, nhìn rất cứng cáp. Tỏa sáng rực rỡ. Trong khi gầm lên, vẫn có thể nhìn thấy những hàng răng nanh và đôi mắt đỏ to như nằm tay của nó trông thật đáng sợ. Đây mà là một con rắn à? Dương Bách Xuyên lẩm bẩm trong lòng khi nhìn xích diễm hắc xà xuất hiện cách đó hơn 10 mét. Đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên nhìn thấy một con rắn có chân và móng vuốt sắc nhọn mọc trên bụng và miệng đầy răng nanh. Nhưng đây là tiên giới. Một thế giới thượng phẩm quy tụ sinh vật 3000 thế giới, theo lời của chim thần ma, tất cả sinh vật và chủng tộc đều thuộc về nó. Nghĩ lại cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Khi nghe được mệnh lệnh của Đỗ Kiệt Bân đối với lão Mạc và A Thiệt, Dương Bách Xuyên cũng nghe được hàm ý,
Tựa hồ Đỗ Kiệt Bân rất tin tưởng Lão Mạc và A Thiện có thể giết chết Xích Diễm Hắc Xà. Mặt khác, có thể Đỗ Kiệt Bân đã sớm biết bên trong tiên phủ Đại La có chứa tiên bảo xuất thế, hoặc là nói mục đích ban đầu của hắn ta là như vậy. Gừ gừ, con hung thú trước mặt được cho là một con rắn, nhưng cả hình dáng lẫn tiếng gầm của nó đều nằm ngoài phạm vi của một con dân, ngoài thân hình giống như một con dân, nó thực sự xứng với hai chữ hung thú. Đang lúc mấy người đang nói chuyện thì Xích Diễm Hắc Xà đã lao tới. Nó mở cái miệng đẫm máu của mình, và trong chớp mắt, một vệt đen bao phủ xung quanh. Dương Bách Xuyên vừa mới nhìn thấy loại màu đen này, đó là một loại ngọn lửa bùng cháy có thể thiêu chết một vị thiên tiên sơ phẩm trong tích tắc. Lúc này, Dương Bách Xuyên thực sự lo lắng nhìn thấy một khối năng lượng đen lớn đang quét về phía họ. Mặc dù Lão Mạc và A Thiện đang đứng trước mặt hắn và Đỗ Kiệt Bân, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn kích hoạt phòng ngự trong cơ thể hẳn, hắn cũng là người lớn lên trong những trận chiến lớn nhỏ nên hẳn đương nhiên hiểu rằng sự an toàn luôn phụ thuộc vào chính mình. Tính mạng của mình không thể phụ thuộc vào người khác. Bọn họ đều là sinh linh tu luyện, chiến trường đang thay đổi nhanh chóng, một chiêu bất cẩn có thể dẫn đến tử vong, nhưng cũng không thể hoàn toàn trông cậy vào người khác. Và vì hẳn đang đi theo Đỗ Kiệt Bân nên hẳn và Đỗ Kiệt Bân đã thành lập một nhóm nhỏ, sau này họ sẽ cần sự giúp đỡ. Đương nhiên, hẳn cũng biết Đỗ Kiệt Bân không tính toán hẳn, việc này có liên quan đến tu vi của hẳn, ai bảo hiện tại hắn giống như thiên tiên sơ phẩm. Cấp độ tu luyện này là cấp độ thấp nhất của tiên nhân trong tiên giới. Trong bốn người, ngay cả Đỗ Kiệt Bân cũng là thiên tiên thượng phẩm và theo ý kiến của hắn, Đỗ Bân không phải là thiên tiên thượng phẩm đơn giản. Dương Bách Xuyên luôn cảm thấy Đỗ Kiệt Bân mạnh hơn hai vị thiên tiên đại viên mãn là Lão Mạc và A Thiện. Đương nhiên, đó chỉ là cảm giác của hắn, Đỗ Kiệt Bân thực sự mạnh mẽ và có năng lực như thế nào, phải chờ xem hắn ta làm gì mới biết được. Lúc này, nghe thấy Lão Mạc khàn giọng nói, âm lực, âm sát tịch diệt. Lão Mạc vừa nói, Dương Bách Xuyên nhìn thấy đôi tay của ông ấy đang hình thành phong ấn, một sức mạnh âm sát mạnh mẽ đột nhiên tụ tập trong tay ông. Ấy! Chúng có màu xám và dày đặc, đột nhiên lao ra khỏi năng lượng đen của Xích Diễm Hắc Xà. Sức mạnh âm sát bùng phát từ lòng bàn tay Lão Mạc lập tức tạo thành một vòng xoáy xoay tròn và va chạm với năng lượng đen của Xích Diễm Hắc Xà, gây ra một tiếng gầm trầm đục. Cả hai sức mạnh đều có thể được coi là sức mạnh âm nhu, nhưng chúng cũng khác nhau về cơ bản. Sức mạnh của Xích Diễm Hảo Xà thuộc loại trong âm có dương, là một ngọn lửa. Sức mạnh bộc phát từ lòng bàn tay của Lão Mạc lại âm sát đến tận cùng. Điều này có thể có liên quan đến tu luyện, trước đó Đỗ Kiệt Bân đã nói, nơi Lão Mạc và A Thiện tu hành là một nơi âm u như nghĩa trang. Nhưng sau khi hai lực lượng va chạm thì cả hai đều bị hóa giải. Dù sao ông ấy cũng là thiên tiên đại viên mãn, có thủ đoạn và sức mạnh, Dương Bách Xuyên thầm nói trong lòng. Sức mạnh của Lão Mạc đã kiềm chế sức mạnh của Xích Diễm Hắc Xà và hòa tan năng lượng đen mà không ảnh hưởng đến chúng. Hàn băng chi thứ. Cùng lúc Lão Mạc vô hiệu hóa sức mạnh của Xích Diễm Hắc Xà, A Thiện nhân thời cơ ra tay. Vừa đúng lúc, sau một đòn băng, Dương Bách Xuyên nhìn thấy đôi tay của A Thiện bay lên, một cây gai băng dài hơn 1 mét ngưng tụ trước mặt hắn ta, trong khoảnh khắc bay về phía Xích Diễm Hắc Xà. Phốc, gầm, sức mạnh của A Thiện ngưng tụ thành gai băng, luồng khí lạnh tỏa ra khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy nhiệt độ không khí trong toàn bộ hang động giống như rơi vào hầm băng, một luồng khí tức cực kỳ cường đại lan ra. Đó rõ ràng là một mũi băng mạnh mẽ. Cú đánh đi xa và đâm mạnh vào bụng Xích Diễm Hắc Xà, khiến Xích Diễm Hắc Xà hét lên một tiếng. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo nhìn lại, hóa ra những chiếc gai băng của A Thiện chỉ xuyên qua 3 chiếc vảy trên bụng Xích Diễm Hắc Xà. Lần này không gây ra tổn hại gì đáng kể cho Xích Diễm Hắc Xà, nhưng lại khiến Xích Diễm Hắc Xà tức giận. Gầm. Một tiếng gầm chấn động. Sau đó, Xích Diễm Hắc Xà đột nhiên đứng thẳng và nhìn xuống họ. Phun ra ngọn lửa áp đảo từ miệng nó. Lần này ngọn lửa là một ngọn lửa thực sự, màu đỏ như máu, trong nháy mắt lấp đầy hang động cao và rộng từ 40 đến 50 mét. Bùm! Trong phút chốc không kịp né tránh, cả Lão Mạc và A Thiện phía trước đều bị quét sạch. Tuy nhiên, vào thời điểm ngọn lửa nhấn chìm Lão Mạc và A Thiện, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một vầng sáng màu xám và trắng bùng phát từ cơ thể họ. Lúc này, ngọn lửa bao trùm vạn vật. Trong nháy mắt bọn họ đã ở trước mặt hắn và Đỗ Kiệt Bân. Dương Bách Xuyên sử dụng sức mạnh trong cơ thể để hình thành một lớp ma lực phòng thủ trên cơ thể, hẳn có lòng tin vào khả năng tự hủy diệt. Nhưng cùng lúc đó, hẳn nghe thấy Đỗ Kiệt Bân hừ lạnh, tiến lên một bước,
Chiếc quạt trong tay hắn bùng lên ánh sáng năm màu, đột nhiên lóe lên về phía ngọn lửa. Bùm! Gầm! Đồng tử của Dương Bách Xuyên co lại và nhìn thấy sức mạnh của chiếc quạt của Đỗ Kiệt Bân. Nhưng ngọn lửa áp đảo đã bị chiếc quạt của Đỗ Kiệt Bân dập tắt và tiêu tan, một lực tương tự như năng lượng kiếm xuất hiện trên chiếc quạt của hắn ta và biến mất trong nháy mắt. Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng hét của Xích Diễm Hắc Xà vang lên. Lúc Dương Bách Xuyên ngẩng đầu thì mắt chợt sáng lên, hắn thấy phần bụng Xích Diễm Hắc Xà xuất hiện một vết thương dài, máu chảy ràn rụa. Lão Mạc, A Thiện. Lúc này, Đỗ Kiệt Bân lại lên tiếng. Đã hiểu. Vâng, thiếu chủ. Lão Mạc và A Thiện đồng thanh. Rõ ràng là sự ăn ý giữa ba người. Lúc trước hai người bị ngọn lửa bao phủ, nhưng cũng không bị tổn thương gì. Trong nháy mắt Lão Mạc và A Thiện một trái một phải, xông về phía Xích Diễm Hắc Xà. Lúc nói chuyện, Đỗ Kiệt Bân đã nhảy vào tới trước người Hắc Xà, lại vung chiết phiến trong tay, trầm giọng ngâm nga, phong chỉ cực, bạch nhẫn trảm. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên thấy chiết phiến của Đỗ Kiệt Bân xuất hiện trăm phong nhẫn, đánh về Xích Diễm Hắc Xà từ bốn phương tám hướng. Không có góc chết. Hơn nữa trong cảm nhận của hắn, trăm phong nhẫn không chỉ có sức mạnh tiên nguyên, mà còn có pháp tắc đạo thuật, có khí tức vô cùng to lớn. Lúc này, cho dù Xích Diễm Hắc Xà muốn trốn tránh cũng không có cơ hội. Dương Bách Xuyên phát hiện thủ đoạn của Đỗ Kiệt Bân còn mạnh mẽ hơn Lão Mạc và A Thiện. Rõ ràng là thiện tiên thượng phẩm, thực lực thi triển ra lại còn mạnh mẽ hơn hai thủ là thiên tiên đại viên mãn. Quả nhiên không phải thiên tiên thượng phẩm đơn giản như vẻ bề ngoài. Giờ phút này, Lão Mạc và A Thiện cùng ra tay. Lão Mạc giống lên, âm sát thành hình, thiên ưng thôn phệ. Hai tay A Thiện nhanh chóng kết ấn, kiếm hàn băng, chảm. Hai thiên tiên đại viên mãn này, một người dùng lực âm sát biến thành một ưng yêu khổng lồ nhào về phía Xích Diễm Hắc Xà, một người dùng lực hàn băng ngưng tụ thành một đại kiếm, đột nhiên chém xuống Xích Diễm Hắc Xà. Công kích của ba người gần như bùng ra cùng lúc. Hơn nữa đều có ưu thế sở trường riêng. Phối hợp gần như không chê vào đâu được. Quạt của Đỗ Kiệt Bân đánh ra là trăm lực phong nhẫn, chẳng khác nào bao trùm lên diện tích lớn, phong tỏa đường lui của Hắc Xà, cho dù một đòn này của Đỗ Kiệt Bân không lấy được mạng của Hắc Xà, nhưng cũng có thể bao vây, từ đó tạo cơ hội cho Lão Mạc và A Thiện giết Hắc Xà. Công kích của hai người còn lại là loại công kích bạo lực có uy lực to lớn. Dương Bách Xuyên đoán sau đợt công kích này, Xích Diễm Hắc Xà không chết thì cũng mất một lớp da. Nhưng mà Dương Bách Xuyên lại thấy Xích Diễm Hắc Xà cũng không hổ danh hung thú, lúc ba người Đỗ Kiệt Bân ra tay, Xích Diễm Hắc Xà như cảm nhận được nguy hiểm, lập tức giống giận. Ngay sau đó, vải giáp khắp người nó giống như mũi tên nhọn bật lên, nháy mắt bản ra. Cảnh này khiến Dương Bách Xuyên trợn to mắt, lại không ngờ Hắc Xà này cũng có kế sách ứng phó, vải giáp bật lên từ trên người đối mặt với trăm phong nhẫn của Đỗ Kiệt Bân. Ầm ầm ầm. Growl growl. Tiếng nổ đinh tai nhức óc và tiếng kêu thảm thiết của Hắc Xà lần lượt vang lên. Trong trận chiến đấu, Dương Bách Xuyên thấy vẫn là trăm phong nhẫn của Đỗ Kiệt Bân mạnh mẽ hơn một bậc. Nhưng mà vải giáp của Hắc Xà thắng ở số lượng khổng lồ, trong nháy mắt đối đầu với trăm phong nhẫn của Đỗ Kiệt Bân cũng khiến ánh sáng chói mắt của chúng ảm đạm đi không ít. Thế nhưng phong nhẫn của Đỗ Kiệt Bân là pháp tắc đạo thuật, hơn nữa rõ ràng là được cây quạt tiên khí trong tay này gia tăng. Nên nó có tốc độ nhanh và mạnh mẽ, chớp mắt đã rơi lên toàn thân Hắc Xà. Phụt phụt phụt, từng tiếng vang nặng nề giống như tiếng vải bị xé rách. Trên người Xích Diễm Hắc Xà xuất hiện từng vết thương trong tiếng kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, công kích của Lão Mạc và A Thiện đã đến nơi, oanh kích phần bụng và một con mắt của Hắc Xà. Growl growl growl, Xích Diễm Hắc Xà điên cuồng kêu lên. Lúc này, Dương Bách Xuyên và bốn thiên tiên lúc trước trốn thoát đều cho rằng Hắc Xà chết chắc rồi. Nhưng suy nghĩ này vừa lóe lên trong lòng bọn họ, lại thấy đỉnh đầu của Xích Diễm Hắc Xà đột nhiên tỏa ánh sáng đỏ sẫm. Nhìn kỹ thì là một minh văn, giờ phút này nó giống như đã sống lại, đột nhiên sáng choang. Growl. Phút chốc một khí tức khiến người ta bị đè nén tản ra từ trên người Hắc Xà. Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy tim đập điên cuồng. Không ổn, thiếu chủ mau lùi lại. Ánh sáng đỏ sẫm xuất hiện ở đỉnh đầu Hắc Xà, nhưng lại lao thẳng đến chỗ Đỗ Kiệt Bân ở phía trước. Màu đỏ sẫm này nhanh như tia chớp, bỗng chốc đã nhằm về phía Đỗ Kiệt Bân. Lão Mạc và A Thiện bị dọa gần chết, Đỗ Kiệt Bân là thiếu chủ của Thái Thanh Tiên Môn, người kế tục tương lai của Thái Thanh Tiên Môn, là tiên chủ một phương. Nếu như hắn ta xảy ra mệnh hệ gì, hai bọn họ chính là tôi nhân của Thái Thanh Tiên Môn. Đỉnh đầu Xích Diễm Hắc Xà lấp lóe minh văn,
đó là đạo thuật thiên phú của hung thú, là thần thông uy lực mạnh mẽ, có thể nói là tuyệt sát liều mạng cuối cùng. Vốn nghĩ khiến nó bị thương nặng, rồi kết hợp giết chết là có thể đề phòng thần thông minh văn của nghiệt xúc này, nào ngờ hắc xà lại phóng thích đạo thuật minh văn ra sớm như vậy, mấu chốt là còn lao thẳng đến chỗ thiếu chủ Đỗ Kiệt Bân. Lúc này, Lão Mạc và A Thiện đều kêu thất thanh, muốn đi ngăn chặn nhưng đều không kịp, thực sự quá nhanh. Hơn nữa hai bọn họ còn cách Đỗ Kiệt Bân hơi xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần thông minh văn của hắc xà lao đến chỗ Đỗ Kiệt Bân. Đỗ Kiệt Bân là thiếu chủ của Thái Thanh Thiên Môn, nên tất nhiên hiểu được minh văn của hung thú này có uy lực cỡ nào, hắn ta biết nếu bị trúng một đòn này, cho dù không chết, tu vĩ của hắn ta cũng sẽ bị tiêu hủy hơn nửa, nghiêm trọng hơn còn có thể mất mạng. Quan trọng vẫn là không ngờ minh văn của hắc xà này lại nhanh như vậy, gần như không hề có dấu hiệu báo trước, nhanh tột cùng. Đỗ Kiệt Bân biết bản thân muốn tránh cũng không tránh được, giờ phút này mồ hôi lạnh của hắn ta ứa ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn minh văn màu đỏ yêu dị của hắc xà bay tới, lao thẳng về phía ấn đường của hắn ta. Xong đời rồi. Đỗ Kiệt Bân cảm nhận được minh văn của hắc xà chỉ còn cách hắn ta nửa tấc, khoảng cách khiến da thịt đau nhói. Ánh sáng đỏ sẫm yêu dị chói mắt khiến Đỗ Kiệt Bân vô thức nhắm hai mắt lại. Không phải hắn ta không đủ mạnh mẽ, mà là minh văn của hắc xà quá nhanh. Cũng là tại hắn ta sơ ý. Giờ thì xong đời rồi. Ngay lúc Đỗ Kiệt Bân nhắm hai mắt, lại nghe bên tai vang lên tiếng nói của Dương Bách Xuyên. Định. Ngay sau đó, Đỗ Kiệt Bân chỉ cảm thấy hắn ta bị người đạp một cái, cơ thể không tự chủ bay ngược ra ngoài. Bát hoang, chảm. Growl. Đỗ Kiệt Bân ngã bịch xuống đất. Nháy mắt ngã xuống, hắn ta lại nghe thấy tiếng nói của Dương Bách Xuyên và tiếng chu chéo của Xích Diễm Hắc Xà. Hắn ta chợt mở mắt, phát hiện Dương Bách Xuyên căm một cổ kiếm lóe sáng, đứng cách đó không xa. Phía trước Dương Bách Xuyên, Xích Diễm Hắc Xà cũng ngã ở dưới đất, trên đầu rách một vệt dài, máu chảy ra ngoài như nước. Xích Diễm Hắc Xà đã hoàn toàn mất sức sống. Đỗ Kiệt Bân hơi ngẩn người nhìn Dương Bách Xuyên. Bây giờ hắn ta đã hiểu người vừa đạp hắn ta chính là Dương Bách Xuyên, nhưng mà hắn ta không hề tức giận, một đạp của Dương Bách Xuyên đã cứu mạng hắn ta. Không cần nghi ngờ. Chữ định và câu bát hoang trảm vừa rồi là Dương Bách Xuyên đang ra tay, kiếm cuối cùng đã chém chết hắc xà. Phù! Lão Mạc và A Thiện thở phào, toàn thân đều hơi lạnh, cuối cùng hai bọn họ cũng có thế thở phào nhẹ nhõm rồi. Cũng may, cũng may. Suýt nữa thì trở thành tội nhân của Thái Thanh Tiên Môn, may có Dương Bách Xuyên ra tay cứu thiếu chủ của bọn họ. Bọn họ vội vàng chạy tới đỡ Đỗ Kiệt Bân đứng dậy. Thiếu chủ, người không sao chứ? Ta không sao. Đỗ Kiệt Bân nghĩ lại vẫn còn sợ. Sau đó hắn ta bước về phía Dương Bách Xuyên. Xuyên tử, đa tạ ngươi, ta nợ ngươi một mạng. Đỗ Kiệt Bân cảm ơn Dương Bách Xuyên. Đa tạ Xuyên công tử. Lão Mạc và A Thiện cũng cảm ơn, có thể nói Dương Bách Xuyên đã cứu bọn họ một mạng, vì nếu Đỗ Kiệt Bân có mệnh hệ gì, hai bọn họ cũng tiêu đời. Dương Bách Xuyên nhìn Đỗ Kiệt Bân, nói, ngươi là người bạn đầu tiên ở tiên giới của ta, tạ với không tạ cái gì, khách sáo rồi. Hơn nữa ta cũng chỉ là cho hắc xà thêm một kiếm sau khi ba các người đánh nó bị thương nặng, làm anh hùng một lần, ha ha. Được, ta và ngươi là bạn, lão Đỗ ta ghi nhớ rồi. Lúc này, trong mắt Đỗ Kiệt Bân đầy vẻ nghiêm túc. Dương Bách Xuyên biết bắt đầu từ bây giờ, hắn và Đỗ Kiệt Bân mới tính là bạn bè chân chính. Nói thật, vừa nãy hắn chỉ là cược một phen, cũng không biết thuật định thân của mình có tác dụng không. Thấy Đỗ Kiệt Bân sắp mất mạng. Hắn cũng không thể nghĩ nhiều, vội thi triển thuật định thân, cố định công kích minh văn của hắc xà. Nào ngờ lại có tác dụng, sau đó hắn xuất một kiếm phá công kích minh văn của hắc xà, dự uy kiếm khí không giảm, chém lên đầu nó vốn đã bị ba người Đỗ Kiệt Bân, Lão Mạc và A Thiện đánh trọng thương, một kiếm chém chết hắc xà. Bây giờ nghĩ lại phù văn pháp tác đạo thuật chim thần ma truyền thụ lúc ban đầu đúng là khác người, nó còn có tác dụng với công kích của hắc xà, nên mới khiến hắn được như ý, làm anh hùng một lần. Mặc dù Dương Bách Xuyên liên tục nói chỉ là thơm lây, nhờ ba người làm hắc xà bị thương nặng nên mới hắn mới có thể giết chết hắc xà. Thấy ba người Đỗ Kiệt Bân đều hiểu việc giết chết hắc xà chỉ là chuyện nhỏ, cứu được Đỗ Kiệt Bân mới là chuyện lớn. Ngay cả Lão Mạc và A Thiện là thiên tiên đại viên mãn, bao gồm cả bản thân Đỗ Kiệt Bân cũng rơi vào tình trạng hiểu lầm khi đối mặt với minh văn của hắc xà. Nhưng Dương Bách Xuyên bình tĩnh nói ra một chữ đã hóa giải nguy cơ cho Đỗ Kiệt Bân. Không chỉ cứu được Đỗ Kiệt Bân mà tiện thể giết chết hắc xà. Mặc dù hắc xà quả thật bị ba người bọn họ làm bị thương nặng trước,
nhưng một thiên tiên sơ phẩm như Dương Bách Xuyên lại có thể giết chết một hắc xà cùng cấp với thiên tiên đại viên mãn, đồng thời hóa giải được công kích minh văn cường đại ở miệng hắc xà cũng không phải là chuyện khiêm tốn có thể bỏ qua. Càng không phải là thủ đoạn và thực lực mà một thiên tiên sơ phẩm nên có. Đúng là ban đầu ba người bọn họ hoàn toàn không xem trọng Dương Bách Xuyên, dù sao hắn cũng chỉ là một thiên tiên sơ phẩm, không cần phải coi trọng lắm. Cùng lắm thì Đỗ Kiệt Bân cũng chỉ vì Tào Mãn huynh đệ của Đại Vũ Tiên Môn nên mới để Dương Bách Xuyên đi theo bên cạnh mình. Sau đó chỉ là Đỗ Kiệt Bân thấy Dương Bách Xuyên nói chuyện hợp ý, dọc theo đường đi còn nghĩ sẽ bảo vệ Dương Bách Xuyên. Mặc dù Lão Mạc và A Thiện ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng bọn họ cũng không coi trọng Dương Bách Xuyên. Bây giờ xem ra Dương Bách Xuyên chính là cao thủ. Một người nhìn có vẻ chỉ là một tiểu thiên tiên sơ phẩm, nhưng thực ra thủ đoạn và thực lực không hề yếu hơn thiên tiên đại viên mãn, thậm chí còn là cao thủ cường đại. Bốn người sống sót sau khi bị xích diễm hắc xà truy đuổi ra xa đã tận mắt chứng kiến ba người Đỗ Kiệt Bân giết chết hắc xà, cũng tận mắt nhìn thấy quá trình Dương Bách Xuyên giết hắc xà để cứu Đỗ Kiệt Bân. Cũng trong mắt bốn người bọn họ, Dương Bách Xuyên chỉ là một tiểu thiên tiên sơ phẩm, ngay từ đầu đã không coi hẳn ra gì. Nhưng vào lúc này, đôi mắt ai nấy đều trợn to. Thực ra mỗi một người đều không khỏi tự nhủ, tiểu tử kia chính là loại người giả heo ăn thịt hổ trong truyền thuyết sao. Câm miệng, chết tiệt, cẩn thận hắn nghe thấy, tất cả đi theo ta qua đó nói lời cảm tạ, nếu không phải nhờ bọn họ, bốn người chúng ta đã trở thành món điểm tâm của xích diễm hảo xà từ lâu rồi. Một tiên tiên thượng phẩm dẫn đầu mắng chửi, sau đó bốn người bọn họ lập tức đi tới chỗ đám người Đỗ Kiệt Bân và Dương Bách Xuyên để nói lời cảm tạ. Đối với loại chuyện này cũng chỉ là chẳng may thôi, cũng không thể trách bọn họ thu hút hắc xà tới được, bởi vì đây chỉ là một trường hợp bất trắc. Sau đó, bốn vị thiên tiên xoay người rời đi, đối với bọn họ, chỗ sâu trong tiên phủ Đại La đã có sự thay đổi, vì bảo vệ cái mạng nhỏ này, tốt nhất là nên rời đi, chỉ có sống mới có cơ hội bước vào tiên phủ Đại La lần này coi như bỏ qua vậy. Sau khi đợi bốn thiên tiên rời đi, Đỗ Kiệt Bân nhìn xác chết của xích diễm hắc xà rồi nói với Dương Bách Xuyên, Xuyên tử, xích diễm hắc xà này được xem là cực phẩm trong số các mãnh thú đứng đầu, có thể nói toàn thân là bảo vật. Ngươi cất nó đi, à đúng rồi, trong cơ thể hắc xà vẫn còn có minh văn tiên hạch quý duy nhất, ngươi cũng có thể cất đi đi. Dương Bách Xuyên sững sờ khi nghe Đỗ Kiệt Bân nói, sau đó nhanh chóng phất tay nói, không, 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 suy cho cùng thì hắc xà này là do ba người các ngươi đánh bị thương nặng, ta cũng bổ thêm một đao thôi, ta không thể nhận. Theo Dương Mỗ thấy, quả thật chính là như vậy, tuy hẳn cũng biết hắc xà rất đáng giá, hẳn cũng cần tiền, nhưng vì hẳn coi Đỗ Kiệt Bân như bằng hữu nên không muốn nhận. Mà đối với ba người Đỗ Kiệt Bân, so với sinh mệnh của thiếu chủ Thái Thanh Tiên Môn Đỗ Kiệt Bân này, một xích diễm hắc xà chẳng đáng là gì cả. Thái Thanh Tiên Môn chính là đại tiên môn đứng thứ ba trong thế giới đại thanh, của cải đồi rào nên đương nhiên sẽ không quan tâm đến một con hắc xà. Đỗ Kiệt Bân cười ha ha rồi nói, đây mới chỉ là bắt đầu. Trong tiên phủ Đại La còn rất nhiều bảo vật, bọn ta vẫn còn rất nhiều cơ hội, so với việc ngươi cứu ta một mạng thì một con hắc xà chẳng đáng là gì. Hơn nữa, bàn về thực lực thì tiểu tử ngươi chính là cao thú, đúng là loại người giả heo ăn thịt hổ. Ha ha ha, được rồi, đừng từ chối, cứ quyết định vậy đi, coi ta là bằng hữu. Thì đừng nói những lời khách khí nữa. Dương Bách Xuyên bị Đỗ Kiệt Bân nói là cao thủ giả heo ăn thịt hổ thì khuôn mặt già nua đỏ bừng, nhưng hẳn cũng không giải thích nhiều. Mọi người đều là người lớn, nói thêm nữa chỉ là đạo đức giả. Được, vậy ta sẽ nhận, thật ngại quá. Vậy là được rồi, mau lấy ra minh văn tiên hạch của hắc xà ra xem tình hình thế nào, có hư hao gì lúc tranh đấu không, nếu bị hư hao thì sẽ không còn giá trị lắm, thi thể cùng lắm cũng chỉ có thể đổi lấy 20 tiên thạch thứ phẩm. Đỗ Kiệt Bân nói, chỉ có 20, Dương Bách Xuyên vô cùng sửng sốt, giá trị của thi thể hắc xà thấp hơn tưởng tượng của hắn. Đỗ Kiệt Bân mỉm cười giải thích, người mới phi thăng không lâu nên không rõ về tình hình ở tiên giới lắm nhỉ, 20 tiên thạch thứ phẩm đã tính là rất cao rồi, đây là bởi vì thực lực của hắc xà xích diễm này có thể so sánh với thiên tiên đại viên mãn, chính là một mãnh thú đỉnh phong cấp 1, nếu không chết rồi thì chỉ được 10 viên tiên thạch thôi. Tuy nhiên, nếu như minh văn tiên hạch trong cơ thể hắc xà không bị hư hại, minh văn còn nguyên vẹn thì giá trị ít nhất cũng phải 100 viên tiên thạch thứ phẩm. Minh văn trong tiên hạch chính là thứ quý giá nhất của mãnh thú bậc này, bởi vì minh văn là pháp tắc đạo thuật có thể học được, chỉ cần ngươi nuốt chửng và luyện hóa tiên hạch là có thể thu được pháp tắc trong minh văn. Nói đi cũng phải nói lại, tiên nhân gần như không thể học được minh văn của mãnh thú hay tiên thú, bởi vì kết cấu thân thể khác nhau,
con đường lĩnh ngộ đại đạo cũng không giống nhau nên rất khó học được. Tiên nhân thu thập các loại minh văn tiên hạch của mãnh thú hay tiên thú chỉ có mục đích thực sự là tham khảo minh văn trong đó, sau đó cải thiện để bản thân sử dụng. Nhưng thay đổi đạo thuật minh văn thật ra rất dễ dàng, nếu không tu vi và cảm ngộ đạo lý huyền diệu sâu sắc trên đại lộ thì rất khó để thay đổi và biến hóa minh văn của những tiên thú và mãnh thú cho bản thân sử dụng, thật sự vô cùng khó khăn. Mà hao tổn khi thay đổi một minh văn của mãnh thú cấp thấp nhất, đối với tiên nhân là cái được không bù nổi cái mất. Duy chỉ có giá trị khi thay đổi minh văn của mãnh thú hay tiên thú cấp cao thôi, nhưng nếu để có được minh văn tiên hạch cao cấp lại là chuyện vô cùng khó khăn. Về mặt lý thuyết, trong cùng một cảnh giới, mãnh thú và tiên thú sẽ mạnh hơn tiên nhân một bậc, cho nên việc săn giết tiên thú hoặc mãnh thú cấp cao rất khó. Vì vậy, nếu thu được tiên hạch cao cấp thì tốt nhất là nên bán đi, đổi lấy tiên thạch hoặc tiên bảo tương đương để cho bản thân tu luyện. Lúc này Dương Bách Xuyên mới hiểu ra, bèn nói cách khác. Bất luận là tiên hạch của mãnh thú hay là tiên thú, bản thân nó thật sự rất có giá trị, nhưng đối với tiên nhân, rất khó chuyển hóa thành thực lực cho bản thân, cho nên bán đi mới là lựa chọn tốt nhất. Đúng vậy, đương nhiên bản thân minh văn trong tiên hạch của mãnh thú và tiên thú đều lực lượng tinh khiết cường đại, cũng là tài nguyên tu luyện tốt nhất. Chỉ là có một số khác biệt giữa tiên hạch của mãnh thú của tiên thú ám chỉ thực tế là những sinh linh đã từng bị ma khí đồng hóa. Nếu trực tiếp hấp thu luyện hóa tiên hạch của mãnh thú cũng sẽ bị ma khí ảnh hưởng, người bình thường sẽ không dám hấp thu, trừ khi có cách để luyện hóa ma khí. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ma khí thật sự dễ luyện hóa như vậy. Cho nên, hấp thu luyện hóa tiên hạch rất nguy hiểm, tiên hạch của tiên thú cũng giống vậy, bởi vì tiên thú là yêu tộc, hơn nữa thuộc tính tu luyện của mỗi yêu tộc lại khác nhau, trên lý thuyết sẽ có sự xung đột với tiên nguyên lực trong cơ thể của tiên nhân, thế nhưng đối lập với mãnh thú mà nói. Luyện hóa tiên hạch của tiên thú tốt hơn một chút, rủi ro cũng nhỏ hơn. Tiên hạch của tiên thú cấp thấp thì chỉ cần chút thời gian là có thể luyện hóa hấp thu, nhưng có rất nhiều tiên nhân trong tiên giới sau khi có được tiên hạch đều sẽ chọn trao đổi lấy tiên thạch, đó là cách an toàn nhất. Đỗ Kiệt Bân kiên nhẫn giải thích với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên gật đầu nói cách khác, bất luận là tiên hạch của mãnh thú hay là tiên hạch của tiên thúc đều có giá trị rất cao, nhưng mà tiên nhân lại không thể nào sử dụng trực tiếp. Đành phải lựa chọn đổi lấy tiên thạch gì đó, cũng có nghĩa là giá trị đến tay mình sẽ bị giảm bớt đi rất nhiều à. Hoàn toàn chính xác, ha ha, khá thông minh, Đỗ Kiệt Bân cười lớn nói. Lúc này, ánh mắt Dương Bách Xuyên sáng lên. Sau đó, hắn lại hỏi, sự khác biệt lớn nhất giữa mãnh thú và tiên thú là gì? Đỗ Kiệt Bân ngẫm nghĩ một lát rồi nói thế nào nhỉ? Giả sử nếu hai người này thực ra là cùng một huyết mạch yêu tộc của tiên giới. Sự khác biệt lớn nhất của mãnh thú là có ma khí, rất nhiều mãnh thú đều không có lý trí và trí tuệ, chỉ có lệ khí và tàn bạo, sát khí rất nặng. Còn tiên thú là một tồn tại có linh tính, có trí khôn, nói một cách tương đối thì dễ tiếp xúc hơn, nhưng suy cho cùng, tiên thú thuộc về yêu tộc, cũng có sự khác biệt đối với. Tiên nhân nên không dễ đối phó. Vậy không có bất kỳ mãnh thú nào có trí tuệ sao? Dương Bách Xuyên ngẫm nghĩ rồi hỏi. Cũng không hẳn. Một số mãnh thú đạt tới qua tam giai sẽ dần dần phát triển trí tuệ khi, mà có một số mãnh thú bởi vì huyết mạch có tính đặc thù nên từ khi mới sinh ra đã có trí khôn rồi. Nguồn gốc của mãnh thú này thực sự rất thú vị, truy ngược lại dòng lịch sử xa xưa, nghe đồn đó là sản phẩm của yêu tộc và ma tộc, cũng là một sinh linh bị ma khí đồng hóa, được coi là mãnh thú cấp cao sinh ra đã có linh trí ở tiên giới, cũng không bị tiên nhân và tiên thú của yêu tộc đón nhận, ma tộc cũng không thừa nhận địa vị của mãnh thú này. Cho nên, thân phận của mãnh thú rất đáng xấu hổ trong tiên giới, nhưng không thể không nói, huyết mạch mãnh thú ở tiên giới rất khó trêu chọc, rất nhiều nơi đều có mãnh thú tồn tại, hơn nữa thông thường thì mãnh thú sẽ mạnh hơn tiên nhân và tiên thú, đây là sự thật. Nghe Đỗ Kiệt Bân nói xong, Dương Bách Xuyên đã hiểu đôi chút về hung thú. Ở tiên giới hắn phát hiện ra mình đúng là gà mờ, có rất nhiều thứ cần tìm hiểu và học tập. Dương Bách Xuyên đã động tâm tư với tiên hạch của hung thú. Hắn có một ý tưởng, nếu minh văn tiên hạch của hung thú cũng là lực lượng tinh khiết dồi dào, vậy thì trên lý thuyết có thể hấp thu, khó ở chỗ làm cách nào để biến lực lượng ma tính thành lực lượng của mình. Về điểm này, Dương Bách Xuyên nghĩ rằng công pháp mình tu luyện là công pháp thần đạo, vậy thì có thể luyện hóa tiên hạch của hung thú hay không? Dù thế nào cũng phải thử mới biết được. Hơn nữa, theo ý của Đỗ Kiệt Bân thì tiên hạch của hung thú rất có giá trị. Tiên hạch của Xích Diễm Hắc Xà trị giá 100 tiên thạch. Cái giá này nằm ngoài dự đoán của hắn.
mà đổi xác hắc xà lấy tiên thạch thì lại chẳng được mấy viên. Nhưng nó lại có tác dụng lớn đối với Dương Bách Xuyên, luyện đan luyện khí luyện phù đều có thể sử dụng. Hắn từng nghiên cứu tiên đan của tiên giới, cũng từng nghe ngóng từ chim thần ma, thật ra cốt lõi của việc luyện chế không thay đổi, bản chất vẫn vậy, chỉ thay đổi phương hướng chi tiết như là nguyên vật liệu mà thôi. Tất nhiên phương pháp chế luyện của tiên giới cũng khác, nhưng Dương Bách Xuyên tin rằng mình có thể nghiên cứu ra. Sau khi trò chuyện với Đỗ Kiệt Bân, Dương Bách Xuyên phóng thần thức quét qua vị trí Minh Văn tiên hạch ở trên đầu. Hắn vung kiếm chém võ, lấy tiên hạch ra quan sát. May mà nó không bị hư tổn, chứng tỏ 120 tiên thạch đã vào tay. Đương nhiên có bán hay không là do hắn suy xét, dù sao hắn cũng có tiền rồi. Đây là một khởi đầu tốt. Dương Bách Xuyên không khách khí với Đỗ Kiệt Bân, thu luôn cả xác hắc xà vào trong không gian bình càn khôn. Còn tiên hạch thì để nghiên cứu sau, bây giờ bọn họ phải đi tiếp. Theo lời Đỗ Kiệt Bân, có khả năng lần này tiên phủ Đại La sẽ xuất hiện một số tiên bảo đặc biệt. Bởi vì theo logic bình thường, trên đoạn đường sườn núi này cùng lắm cũng chỉ xuất hiện một số hung thú cấp thấp, tức là hung thú tương đương thiên tiên sơ phẩm và trung phẩm mà thôi. Nhưng con xích diễm hắc xà xuất hiện lần này có thể so với thiên tiên đại viên mãn, hơn nữa mấy thiên tiên lúc trước nói rằng nó đi ra từ sơn cốc tiên phủ Đại La, bọn họ đoán là có hung thú cấp cao đuổi hung thú cấp thấp, tiên nhân chạy sâu vào trong tiên phủ Đại La. Chuyện này không bình thường, vì vậy khu vực sâu trong tiên phủ Đại La chắc chắn có tiên bảo quý hiếm xuất thế cho nên Đỗ Kiệt Bân thúc giục đi tiếp. Dương Bách Xuyên phán đoán nhất định là Đỗ Kiệt Bân có manh mối về các tiên bảo trong tiên phủ Đại La. Nếu không, trong tình huống suýt mất mạng, hắn ta không thể nào tỏ ra gấp gáp như vậy. Đương nhiên lần này Đỗ Kiệt Bân suýt bị hắc xà lấy mạng cũng có một phần nguyên nhân là do sơ ý, không thì Dương Bách Xuyên đoán rằng hắn ta sẽ không thể hiện bản lĩnh thật sự. Dương Bách Xuyên không nói gì thêm, đi theo Đỗ Kiệt Bân tiến về phía trước. Thật ra trong xương cốt, tên họ Dương nào đó cũng là người thích mạo hiểm. Hắn cũng muốn xem tiên phủ của tiên giới có gì khác các tiên phủ, bí cảnh và tiểu thế giới mà hắn đã từng thấy ở tu chân giới. Tiên phủ Đại La xuất hiện ở đây, xét theo đẳng cấp ở tiên giới thì cấp bậc Đại La Thượng Tiên xếp thứ tư trong các cấp bậc thiên tiên, chân tiên, kim tiên, Đại La Thượng Tiên. Người có thể tiến vào Đại La. Con đường tu luyện đã không còn là tiên nhân đơn giản nữa. Vì thế Dương Bách Xuyên rất muốn xem thử. Cho dù nguy hiểm hắn cũng đi, bởi vì con đường tu luyện của hắn là vùng dậy từ trong hiểm nguy. Không có nguy hiểm thì không có cơ duyên, đây là lời miêu tả con đường tu luyện chân thực nhất. Dương Bách Xuyên đã trải nghiệm sâu sắc. Hơn nữa, hắn dám khẳng định Đỗ Kiệt Bân xuất thân từ tiên giới không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu bằng hắn. Còn các phương diện khác, hắn và Đỗ Kiệt Bân đã trở thành bạn bè thì cứ cùng nhau xông pha vậy. Chưa nói tới việc có thể giúp đỡ hay không, Dương Bách Xuyên hắn không phải hạng người bỏ rơi bạn bè. Theo hắn, bạn bè huynh đệ chân chính vĩnh viễn là mối quan hệ không rời không bỏ. Và lại hắn có thể nhìn ra Đỗ Kiệt Bân chắc chắn có đường lui. Chẳng qua cho tới giờ Đỗ Kiệt Bân vẫn chưa nói cho hắn. Nhưng hắn tin rằng đến lúc cần nói, Đỗ Kiệt Bân sẽ nói cho hắn. Đến lúc đó, nếu Đỗ Kiệt Bân không nói cho hắn, thì hắn nghĩ rằng đó cũng là một thử thách đối với tình bạn của bọn họ. Cho nên Dương Bách Xuyên không hề lo lắng. Bốn người tiếp tục đi về phía trước, thứ tự vẫn là Lão Mạc đi trước mở đường, A Thiện đi cuối áp trận. Dương Bách Xuyên và Đỗ Bân đi giữa, được hai người kia bảo vệ. Nói thật là Dương Bách Xuyên rất hâm mộ hai thuộc hạ Lão Mạc và A Thiện của Đỗ Kiệt Bân. Từ lúc đi cùng nhau đến khi đại chiến chém giết, Dương Bách Xuyên đều chú ý tới mọi hành động của Lão Mạc và A Thiệt, bọn họ là thuộc hạ trung thành có thể chắn đao cho Đỗ Kiệt Bân. Dương Bách Xuyên nghĩ khi nào mình có hai đàn em như vậy ở tiên giới thì không uổng một phen tu luyện ở tiên giới. Nhưng hắn biết muốn tìm mấy thuộc hạ trung thành khó khăn nhường nào. Nhất là muốn tiên nhân phục tùng lại càng khó hơn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc ở tu chân giới, hắn không thu nhận tu luyện giả nhân tộc làm thuộc hạ. Tất nhiên hắn không có thuộc hạ nhân tộc trung thành, nhưng vẫn nhận yêu tộc. Đây là điều hắn tự hào nhất. Nhưng dù sao hắn vẫn phải dùng đến nước sinh mệnh mới khống chế được đám thuộc hạ yêu tộc như Tử Hoàng. Suy cho cùng, hắn đã dùng thủ đoạn mờ ám để thu phục đám thuộc hạ này, chứ không phải dùng sức hấp dẫn của nhân cách. Hắn biết phải có sức hấp dẫn của nhân cách cá nhân mới thu hút được thuộc hạ trung thành thật sự. Sức hấp dẫn của nhân cách là gì, trước kia Dương Bách Xuyên vô cùng mơ hồ. Sau khi gặp Lục Nhĩ Mi Hầu ở đảo Tán Tiên, hắn đã hiểu đôi chút.
hắn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu là một yêu có sức hấp dẫn ở nhân cách. Nói chung là hắn cho rằng lúc nào đó nhất định phải dựa vào sức hấp dẫn của nhân cách để thu phục mấy thuộc hạ trung thành. Giống như Lão Mạc và A Thiện là được. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng biết chuyện này cần cơ duyên, không thể cưỡng cầu. Chặng đường tiếp theo tuy chậm nhưng khá thuận lợi, trên đường đi bọn họ nhìn thấy rất nhiều vết máu và thi thể, tất cả đều là thi thể của tiên nhân. Từ vết thương có thể thấy có tiên nhân bị người giết, có tiên nhân bị móng vuốt lấy mạng, không cần hỏi cũng biết là hung thủ giết. Chỉ có điều bọn họ nhìn thấy rất nhiều thi thể của tiên nhân, nhưng không nhìn thấy xác hung thú. Theo lời Đỗ Kiệt Bân thì toàn thân hung thú đều là bảo vật, xác của hung thú bị giết tất nhiên đã bị người ta lấy đi. Từ chiến trường dọc đường đi có thể thấy chém giết vô cùng kịch liệt. Cuối cùng vẫn có tiên nhân xông qua, tiến vào sâu trong tiên phủ Đại La. Số lượng tiên nhân tiến vào ngày hôm nay nhiều hơn hung thú mấy nghìn, càng chiếm ưu thế. Kết quả cuối cùng là tiên nhân thắng lớn. Đây là huyện bình thường, bởi vì ở tiên giới, tiên nhân là chính. Cuối cùng cũng ra rồi. Trước tầm mắt sáng bừng. Dương Bách Xuyên và Đỗ Kiệt Bân nghe thấy Lão Mạc phía trước lên tiếng. Quả thật bọn họ nhìn thấy một sơn cốc. Một sơn cốc rậm rạp xung xuê, bừng bừng sức sống, không nhìn thấy điểm cuối, xem chừng rất rộng lớn. Nơi này là nội môn của tiên phủ Đại La. Bách Xuyên, từ giờ trở đi phải thật cẩn thận. Ở tiên giới, thông thường môi trường càng có vẻ yên tĩnh an lành thì càng đầy rẫy nguy hiểm. Đỗ Kiệt Bân nghiêm túc nói với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên gật đầu, ta biết rồi. Lão Đỗ, bây giờ chúng ta đi đâu? Bọn họ đi ra từ dưới chân núi, sơn động xuất hiện trước. Mắt rất rộng rãi, nhưng tổng thể có hình chữ nhật theo hướng Nam Bắc. Một là đi về phía Nam, hai là đi về phía Bắc. Đỗ Kiệt Bân liếc nhìn Dương Bách Xuyên rồi nhìn sang Lão Mạc. Lão Mạc nói đi, không cần giấu giếm Bách Xuyên. Ta đã nhận hắn là bạn thì sẽ không giấu bạn mình bất cứ điều gì, cũng để cho Bách Xuyên tự đưa ra quyết định. Dương Bách Xuyên nghe Đỗ Kiệt Bân nói vậy, trong mắt lóe lên tia sáng. Quả nhiên hắn đoán đúng, Đỗ Kiệt Bân dẫn theo Lão Mạc và A Thiện đến tiên phủ Đại La là có mục đích. Tuy hắn không biết mục đích là gì, nhưng lúc này Đỗ Kiệt Bân thẳng thắn nói ra như vậy, Dương Bách Xuyên biết là không uổng công mình kết giao với người bạn này. Lão Mạc nhìn Đỗ Kiệt Bân, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Dương Bách Xuyên lên tiếng, Lão Đỗ đừng làm khó hắn, không thể nói thì đừng nói, ta hiểu mà. Lão Mạc cứ nói đi, có chuyện gì thì ta sẽ gánh vác, xảy ra chuyện thì ta sẽ chịu trách nhiệm. Đỗ Kiệt Bân trầm giọng nói với Lão Mạc. Sau đó, hắn lại nhìn Dương Bách Xuyên, nở nụ cười áy náy, Bách Xuyên đừng để bụng nhé, chúng ta đến tiên phủ Đại La quả thật có mục đích, nhưng cụ thể là gì thì ta cũng không biết. Chuyện này do phụ thân của ta dặn dò Lão Mạc, ta không biết cụ thể là gì. Phụ thân của ta chỉ nói rằng đến tiên phủ Đại La thì hỏi Lão Mạc là được, cho nên lúc trước ta mới không nói cho ngươi. Không, 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 không cần nói cho ta đâu. Thấy Lão Mạc khó xử ra mặt, Dương Bách Xuyên vội vàng xua tay. Nhưng Đỗ Kiệt Bân ngăn lại, tiếp tục nhìn Lão Mạc. Lúc này Lão Mạc vội vàng nói, thưa thiếu chủ, không phải là không thể nói, chẳng qua trước khi đi Lão chủ nhân đã dặn dò có người ngoài thì không được nói ra. Nhưng Dương huynh đệ đã cứu mạng thiếu chủ, cũng là người bạn mà thiếu chủ thừa nhận, vậy cũng coi như là người một nhà, Lão Hủ nói ra không tính là trái lời dặn của Lão chủ nhân. Thật ra lần này chúng ta đến tiên phủ Đại La là vì chí bảo. Các môn phái tiên gia ở thế giới Đại Thanh chúng ta đều biết nghe đâu chủ nhân của tiên phủ Đại La là một đại sư luyện. Đan xuất sắc thời thượng cổ. Nghe nói hắn từng luyện chế một loại tiên đan tên là đan kim nguyên chân đạo. Bất kỳ cảnh giới nào dưới hỗn nguyên sử dụng đều có thể nâng cao tu vi. Thiên tiên uống một viên tiên đan kim nguyên chân đạo có thể tiến thẳng vào cảnh giới chân tiên, vượt 4 cấp liên tiếp. Chân tiên sử dụng sẽ vượt 3 tiểu cảnh giới, kim tiên sử dụng sẽ vượt 2 tiểu cảnh giới, đại la sử dụng sẽ vượt 1 tiểu cảnh giới. Loại tiên đan từng nổi tiếng một thời ở thời thượng cổ, tuy nhiên về sau vị đại sư luyện đan kia bị đan sư đồng hành hãm hại, chết không rõ lý do. Không có ai biết động phủ của hắn ở đâu, mấy vạn năm trước mới có người vô tình phát hiện ra nơi này. Nhưng có rất ít người biết chủ nhân của nơi này là tiên sư luyện đan. Chỉ có 10 thế lực lớn nhất thế giới Đại Thanh chúng ta. Nhưng biết là một chuyện, muốn tìm đan đan kim nguyên chân đạo trong tiên phủ không dễ. Vạn năm trước, 10 thế lực lớn cùng xông vào tiên phủ mới phát hiện ra một tấm bia đá, bấy giờ mới biết chuyện chủ nhân nơi này để lại mật thất luyện đan, bên trong có tiên đan kim nguyên chân đạo. Không ai biết vị trí cụ thể ở đâu,
mọi người chỉ biết nơi này có tiên đan kim nguyên chân đạo. Đương nhiên trọng điểm là công thức luyện đan, có tiên đan và mật thất ắt có công thức luyện đan, đây mới là điều quan trọng. Nếu lấy được công thức luyện đan kim nguyên chân đạo, thì Thái Thanh Tiên Môn chúng ta có thể trở thành tiên môn đứng đầu thế giới Đại Thanh, thậm chí có cơ hội vấn đỉnh một tiên vực, cả tiên vực có thể gọi là một thế lực tiên môn. Sau này thiếu chủ tiếp quản Thái Thanh Tiên Môn nhất định sẽ được gọi là Đại Tiên Chủ một phương. Lão chủ nhân vẫn luôn phái người điều tra vị trí mật thất luyện đan của tiên phủ này. Nghìn năm trước ta và A Thiện đến đây đã lấy được một số mảnh tin, sau khi ra ngoài chúng ta đã nghiên cứu nghìn năm, cuối cùng cũng xác định được vị trí mật thất luyện đan của tiên phủ này. Vì vậy, lần này lão chủ nhân đã yêu cầu thiếu chủ đích thân xuất sơn, nếu không phải tiên phủ Đại La chỉ cho cấp bậc thiên tiên tiến vào thì lão chủ nhân sẽ tự ra tay. Lão Mạc nói xong liền nhìn Đỗ Kiệt Bân rồi lại nhìn Dương Bách Xuyên, ý là ta đã nói ra, bây giờ Dương Bách Xuyên phải triệt để cùng hội cùng thuyền với chúng ta. Đan kim nguyên chân đạo liên quan đến tương lai của Thái Thanh Tiên Môn, không được sơ suất. Thái Thanh Tiên Môn tốn mấy nghìn năm, hy sinh không biết bao nhiêu tính mạng của đệ tử, cuối cùng cũng xác định được vị trí của mật thất luyện đan. Đỗ Kiệt Bân sững sờ, miệng há hốc. Tất nhiên hẳn biết sở hữu công thức luyện đan này có ý nghĩa như thế nào đối với Thái Thanh Tiên Môn đối với bọn họ. Lúc này nội tâm Dương Bách Xuyên cũng sôi trào. Không nói đến Lão Mạc nói thật hay giả, chim thần ma ngồi ngủ gật trên vai hắn bỗng truyền âm nói cho hắn một số chuyên. Tên nhóc à, tiên đan kim nguyên chân đạo sinh ra từ tay Tê Diệu Chân Thiên tài giới luyện đan thời thượng cổ. Đan kim nguyên chân đạo quả thật phi phàm, ít nhất là ảnh hưởng rất lớn đối với mấy cảnh giới dưới Đại La. Tên của hắn được ghi trong sách sử tiên đan. Đương nhiên trọng điểm là công thức luyện đan, tên nhóc nhà ngươi muốn tăng cường tu vi thực lực thì đây là một cơ hội rất tốt đấy, phải nắm chắc. Truyền âm của chim thần ma trực tiếp vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên sửng sốt, ngay cả chim thần ma cũng biết đan kim nguyên chân đạo, xem ra đó đúng là tiên đan nổi tiếng. Bây giờ nói mấy chuyện này thì hơi sớm đấy, ngươi không nghe thấy người của Thái Thanh Tiên Môn tốn hơn 1.000 năm mới phát hiện ra à? Xác định được mật thất luyện đan không có nghĩa là có thể tìm được tiên đan và công thức luyện đan. Dương Bách Xuyên truyền âm nói với chim thần ma. Lúc này Đỗ Kiệt Bân mới nói với Dương Bách Xuyên, Bách Xuyên, ngươi cũng nghe thấy có chuyện gì rồi đấy, nơi tiếp theo chúng ta phải đối mặt rất nguy hiểm, ngươi hãy cân nhắc xem có muốn đi cùng chúng ta hay không. Ngươi yên tâm, nếu ngươi đi cùng ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi, nếu thật sự tìm được mật thất luyện đan và có thu hoạch thì sẽ có phần của ngươi. Ý của Đỗ Kiệt Bân rất rõ ràng. Nếu Dương Bách Xuyên cùng bọn họ đi tìm mật thất luyện đan thì nhất định sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy hắn ta nói ra cái lợi cái hại cho Dương Bách Xuyên tự chọn. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, quả thật đan kim nguyên chân đạo có sức hấp dẫn rất lớn, đương nhiên hắn cũng nhằm tới công thức luyện đan. Nếu Kiệt Bân thật sự tìm được mật thất luyện đan của tiên phủ, tìm ra công thức luyện đan, hắn tin rằng đối phương sẽ cho mình xem. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên mỉm cười lên tiếng, đằng nào cũng tiến vào tiên phủ Đại La rồi. Ta rất sẵn lòng xông xáo cùng ngươi. Đỗ Kiệt Bân nhếch miệng cười, tốt lắm, ta biết ngay là ngươi sẽ đồng ý mà. Ha ha, chúng ta đi thôi. Đỗ Kiệt Bân thấy Dương Bách Xuyên có thủ đoạn phi phàm, đối với ba người bọn họ mà nói, Dương Bách Xuyên đi cùng tương đương góp một phần sức lực. May mà ở bên ngoài tiên phủ Đại La, hắn ta đã ra mặt giúp Dương Bách Xuyên bật lại huynh đệ Tào gia của Đại Vũ Tiên Môn. Lúc đó hắn ta làm vậy vì ghét người của Đại Vũ Tiên Môn. Nhân tiện ra mặt cho Dương Bách Xuyên, nhưng không ngờ người hắn ta kết giao lại là một cao thủ. Dương Bách Xuyên còn cứu mạng hắn ta, có thể nói đây là thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi lần này. Thật ra không chỉ có một mình Thái Thanh Tiên Môn biết bí mật này của tiên phủ Đại La, cả 10 thế lực lớn nhất thế giới Đại Thanh đều biết, nhưng Đỗ Kiệt Bân phỏng đoán hiện giờ thế lực có thể tìm được mật thất luyện đan chỉ có Thái Thanh Tiên Môn bọn họ. Vì vậy lần này hắn ta đi, trưởng bối không sắp xếp quá nhiều người đi cùng. Chỉ để hắn dẫn theo Lão Mạc và A Thiện. Hai người này có tu vi thiên tiên đại viên mãn, biết bí mật và đã đến tiên phủ Đại La nhiều lần. Nhưng trải qua cuộc chiến với Xích Diễm Hắc Xà, Đỗ Bân cảm thấy đội ngũ của bọn họ hơi yếu, bây giờ có thêm Dương Bách Xuyên thì còn gì bằng. Hơn nữa, trực giác mách bảo Dương Bách Xuyên là người đáng tin, điểm quan trọng là Dương Bách Xuyên có thủ đoạn, có lợi cho việc tìm kiếm mật thất luyện đan tiếp theo. Mặc dù ba người Đỗ Kiệt Bân, Lão Mạc, A Thiện có thể xác định được vị trí của mật thất luyện đan, nhưng bọn họ biết muốn đi vào chắc chắn rất khó khăn. Cho nên bây giờ có thêm Dương Bách Xuyên tức là có thêm một phần sức lực, đây là chuyện tốt. Sau khi bốn người quyết định xong,
Lão Mạc nói sơ lược về một số điều cần chú ý trong tiên phủ, những nơi có khả năng xuất hiện nguy hiểm cần đề phòng. Sau đó cả nhóm bắt đầu đi tới vị trí mục tiêu. Lão Mạc và A Thiện rất quen thuộc với đường Sơn Cốc, bọn họ đã đi qua nơi này không chỉ một lần. Tiên phủ Đại La cách nghìn năm lại mở ra một lần, bọn họ nhạn lệnh đi vào ít nhất ba lần, cuối cùng cũng xác định được bí mật lớn nhất của tiên phủ Đại La. Lần này nhất định phải tìm được mật thất luyện đan hoặc là lấy được đan kim nguyên chân đạo. Sơn Cốc rất lớn, bốn người băng qua một khu rừng đi tới trước cửa sông rộng khoảng hơn 30 mét. Lão Mạc đầu to dừng lại, thiếu chủ, Dương huynh đệ, con sông này là nơi chúng ta bắt buộc phải đi qua. Có điều trong sông có hạ yêu, tương đối khó giải quyết. Lát nữa qua sông chúng ta phải cẩn thận. Lão Mạc nói tình hình trước đã, trong sông có hạ yêu gì, hung thú à? Đỗ Kiệt Bân hỏi. Thật ra đây Bân giống Dương Bách Xuyên, cũng là lần đầu tiên đến đây, cũng không biết tình hình cụ thể của tiên phủ Đại La. Và lại có một số phương diện hắn còn chẳng bằng Dương Bách Xuyên, ví dụ như kinh nghiệm chiến đấu. Rất nhiều phương diện phải dựa vào Lão Mạc và A Thiện. Hạ yêu ở đây là một loài cá hung thú dài hơn 1 mét, hàm răng sắc bén và có độc, nếu bị cắn thì cho dù là thiên tiên đại viên mãn cũng tê liệt toàn thân, hành động chậm chạp. Một khi rơi xuống sông sẽ phiền to, vì thế lúc qua sông chúng ta nhất định phải tập trung tinh thần. Hung thú cá yêu. Trong con sông này kết thành một bầy cá, Lão Mạc nghiêm túc nói. Các ngươi đến đây mấy lần rồi, qua sông bằng cách nào? Chúng ta bay qua là được mà. Đỗ Kiệt Bân lên tiếng. Thiếu chủ, muốn qua sông tất nhiên phải bay qua, nhưng cho dù bay qua cũng có hạn chế, phía trên cách mặt sông 3 mét là lực lượng pháp tắc vô hình, có lực hút vô cùng mạnh, nếu bị hút vào không biết sẽ đi đâu. Tóm lại là tiên phủ Đại La có trận pháp cổ, rất nguy hiểm, vì vậy lúc chúng ta qua sông không thể bay cao quá 3 mét. Mà trong phạm vi 3 mét tất nhiên sẽ bị hung thú cá yêu trong sông tấn công. Khi qua sông phải dốc toàn lực mở phòng ngự chịu công kích của hung thú cá yêu. Dùng tốc độ nhanh nhất có thể mà qua sông, tuyệt đối không được dừng lại, cho dù chúng đòn cũng không được dừng lại, một khi bị cuốn xuống sông mới là ác mộng. Lão Mạc càng nói về sau, vẻ mặt càng nghiêm túc. Được rồi Lão Mạc, người đừng nói nghiêm túc như vậy lần đầu tiên thiếu chủ đến đây, đừng làm hắn căng thẳng. Cá yêu trong con sông này tuy hung dữ nhưng thực lực tầm thường, hầu hết đều là tiên sơ phẩm, rất ít trung phẩm, thượng phẩm thì ta chỉ mới thấy 2-3 lần. Cho nên thiếu chủ và Dương huynh đệ không cần quá căng thẳng, đến lúc đó hãy ra sức thi triển thủ đoạn, cấp tốc qua sông là được, không có gì to tát cả. Trong tình huống bình thường, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì qua sông chỉ mất thời gian 10 hơi thở mà thôi. Lúc này A Thiện vẫn luôn im lặng nãy giờ bỗng cất lời. Lão Mạc trừng mắt, khụ khụ, hay cho A Thiện nhà ngươi cắt ngang ta, ta cũng chỉ muốn thiếu chủ và Dương Bách Xuyên nâng cao cảnh giác thôi mà. Hai người đủ rồi đấy. Thực lực của ta và Dương Bách Xuyên chưa chắc kém hơn các ngươi đâu. Qua sông rồi nói tiếp, ha ha. Đỗ Kiệt Bân cười ha hả nói. Cũng đúng, không nói nữa, suýt chút nữa thì ta quên thủ đoạn chân chính của thiếu chủ, ha ha. Quy tắc cũ, ta đi trước mở đường, thiếu chủ và Dương huynh đệ theo sau, A Thiện bọc hậu. Đi thôi. Nói xong Lão Mạc bỗng nhảy lên, bay trên mặt sông. Đỗ Kiệt Bân nói với Dương Bách Xuyên, Bách Xuyên, chúng ta đuổi theo. Người không có vấn đề gì chứ? Dương Bách Xuyên gật đầu đáp, không có vấn đề. Có lẽ nơi khác hắn còn lo lắng, chứ nơi có nước thì hắn không lo lắng chút nào. Bởi vì trong cơ thể hắn có một viên thủy chỉ căn nguyên châu. Đây là bảo vật hẳn lấy được từ trong tiên phủ của thủy nguyên tiên đế hồi quay về trái đất, là tiên bảo hàng thật giá thật. Có thủy chi căn nguyên châu trong người, tất cả những nơi liên quan tới nước đều tùy theo ý hắn. Đừng nói là trong con sông này có hung thú cá yêu tương đương thiên tiên sơ cấp và trung cấp, cho dù có hung thú cá yêu cấp bậc đại viên mãn, hắn cũng không lo lắng chút nào. Nhưng Dương Bách Xuyên nghĩ rằng bình an qua sông là tốt nhất, tạm thời hẳn vẫn chưa muốn để lộ thủy chi căn nguyên châu trên người mình. Tốt xấu gì cũng là một con át chủ bài đúng không? Thấy Đỗ Kiệt Bân đã nhảy vọt lên, Dương Bách Xuyên cũng di chuyển. Trên mặt sông, bốn người đều mở ra phòng ngự toàn thân. Theo lời Lão Mạc, mở ra phòng ngự chịu công kích của cá yêu trong sông, chỉ cần lực lượng phòng ngự có thể chống đỡ được thời gian 10 hơi thở là có thể qua sông, bọn họ được an toàn. Mặt sông rộng hơn 30 mét, áp sát mặt sông bay qua. Trong thời gian 10 hơi thở quả thật không thành vấn đề. Ban đầu rất bình yên, bốn người không gây ra động tĩnh lớn, lặng lẽ qua sông là tốt nhất. Nhưng khi đến giữa sông,
mặt sông vốn yên ả bỗng cuộn trào như nước sôi. Xì xì xì, từng tiếng kêu trầm thấp như tiếng rắn vang lên. Bốn người Dương Bách Xuyên biến sắc, bọn họ nhìn thấy từng con cá lớn màu xám nhảy ra khỏi mặt nước, mỗi con dài 1 mét, miệng há to để lộ hàm răng nanh sắc nhọn, lao về phía bọn họ. Mọi người đừng hoảng, cứ xông thẳng về phía trước. Trong thời gian 10 hơi thở, đám cá yêu này không thể phá nổi phòng ngự của chúng ta. Lão Mạc hô to, giọng điệu rất bình tĩnh. Rầm rầm rầm, từng tiếng va đập nặng nề vang lên, kèm theo là rung chấn dữ dội. Chỉ trong chớp mắt cá yêu đã lũ lượt xông lên tấn công họ vô số lần. Cũng may sức phòng thủ của mọi người không tệ, vẫn còn trong giới hạn chịu đựng, hơn nữa lúc lao về phía trước, họ không chỉ chăm chăm đỡ đòn, mà còn chấp thời cơ tấn công ngược lại. Bốn người đứng thành một hàng, cùng nhau ra chiêu đối phó đám cá yêu, dù bị đàn cá đông lúc nhúc công kích khắp bốn phương tám hướng, họ vẫn không dừng bước, sau 6 nhịp thở, bốn người đã băng qua được 2/3 con sông. Tuy bị đàn cá yêu tấn công dồn dập, nhưng tổng thể xem như thuận lợi. Chiến thắng đã hiện ra ngay trước mắt. Vậy mà ngay lúc chỉ còn cách bờ đối diện một khoảng nữa, lão Mộ đi phía trước nhất chợt giống lên giận dữ, đồ vô liêm sỉ, sao ngươi dám? Lão Mộ còn chưa trù ẻo xong thì bị tập kích bất ngờ, đành phải đứng lại tại chỗ. Bấy giờ, ba người Dương Bách Xuyên mới phát hiện có một trưởng khổng lồ mang theo tiên lực cực mạnh đang lao thẳng tới chỗ họ từ phía đối diện. Vấn đề là trước đó không hề có dấu hiệu báo trước nào, hiển nhiên ở bờ sông bên kia có người lén lút ra tay tấn công họ. Lão Mộ vội tung chiêu phản công, hai bên va chạm phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Thế nhưng nếu đối phương chọn cách đánh lén, tức là đã lường trước được điều này, thế nên dù lão Mộ đã nhanh chóng đỡ đòn, nhưng vẫn không thể hoàn toàn hóa giải được nó. Trong lúc đang phải đối phó với sự tiến công dồn dập của đám cá yêu thì bất ngờ bị một trưởng khổng lồ kia đẩy ngã, đúng là họa vô đơn chí. Bốn người bọn họ đang phối hợp rất ăn ý, như một chỉnh thể, thế nên sau khi lão Mộ xảy ra chuyện, sự cân bằng giữa bốn người lập tức biến mất, cả đám lảo đảo, ngã người về phía sông. Bấy giờ, Dương Bách Xuyên biết bản thân không thể tiếp tục che giấu thực lực được nữa, bằng không cả đám sẽ rớt xuống sông, trở thành thức ăn cho cá mất. Tuy đám cá yêu này không quá mạnh, nhưng nếu bị mấy nghìn, mấy triệu yêu cá tập kích, chắc chắn họ sẽ không chống lại nổi, đến lúc đó dù không chết cũng sẽ bị lột một tầng ra thôi. Đóng băng, Dương Bách Xuyên hé miệng, phun ra 2 chữ, đồng thời thúc giục toàn bộ sức mạnh từ hạt châu cội nguồn của nước trong cơ thể. Có thể nói, hạt châu cội nguồn của nước chính là tổ tiên của mọi sức mạnh thuộc tính thủy. Bởi vì lúc trước từng là tiên đế, thế nên sau khi hô lớn một câu này, cả người hắn lập tức bừng lên vầng hào quang màu xanh thẳm chói mắt. Hắn lại quát nhẹ một tiếng, ngay giây phút cơ thể mất thăng bằng, hai tay của hắn cũng thành công chạm vào mặt nước. Kế đó, một phụt vang lên, lấy Dương Bách Xuyên làm tâm điểm, trên mặt hồ lập tức xuất hiện một vòng tròn gợn sóng màu xanh thẳm đang từ từ lan rộng. Chỉ trong nháy mắt, mặt hồ đã bị đóng băng, bóng loáng như gương soi. Bộp bộp bộp, 4 tiếng va đập nặng nề vang lên. Hả, ngay sau đó là tiếng hét thần thanh truyền tới từ miệng lão Mộ, Đỗ Kiệt Bân và A Thiện. Bốn cả ba đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng sau khi rơi xuống sông vì bị mất thăng bằng, họ sẽ phải điên cuồng chém giết cá yêu để bảo toàn tính mạng, thế mà chỉ trong vài giây ngắn ngủn, lúc họ vô thức nhắm mắt trước vầng hào quang chói lòa tỏa ra từ người Dương Bách Xuyên, cảnh tượng trở thành mồi cho cá mà họ nghĩ tới lại không xảy ra. Trái lại, cả người rơi xuống một nền đất cứng, lúc mở mắt ra mới phát hiện toàn bộ dòng sông đã bị đóng băng. Tới cả đám cá yêu thi nhau nhảy lên khỏi mặt nước để tấn công họ cũng biến thành tượng băng luôn. Cảnh tượng này khiến ba người Đỗ Kiệt Bân ngạc nhiên vô cùng. Chỉ biết trố mắt nhìn Dương Bách Xuyên một cách không dám tin. Có chuyện gì đợi tới được bờ bên kia rồi nói, trước mặt vẫn còn kẻ địch đang lén lút tập kích chúng ta đó, tạm thời giải quyết xong kẻ địch hãng tính tiếp, còn giờ thì đi nhanh đi, đừng ngây ra đó nữa. Dương Bách Xuyên vừa hét lớn nhắc nhở ba người Đỗ Kiệt Bân, vừa vung kiếm đổ long trong tay, nhắm thẳng về phía bờ sông đối diện. Chớp mắt một cái, hắn đã lên được bờ. Thực lực của Dương Bách Xuyên khiến ba người Đỗ Kiệt Bân kinh hoàng vô cùng. Xem ra họ lại được Dương Bách Xuyên cứu thêm lần nữa. Đồng thời, cả ba cũng ngày càng nhìn không thấu Dương Bách Xuyên. Có điều hiện tại, họ biết những lời Dương Bách Xuyên nói ban nãy rất đúng, trước tiên cứ lên bờ, giải quyết kẻ thù đánh lén họ mới là quyết định đúng đắn. Chứ giờ không có thời gian đứng đây cảm thán đâu. Nếu người bên bờ đối diện không bất ngờ tung trưởng đánh lén, bốn người họ đã có thể vượt sông an toàn rồi, ai dè lại có kẻ chờ sẵn ở đây để ngấm ngầm ra tay tấn công bọn họ chứ.
Đặc biệt là Đỗ Kiệt Bân, có thể nói lửa giận của anh ta hiện tại sắp bùng lên thành hỏa hoạn rồi. Đường đường là thiếu chủ Thái Thanh Tiên Môn, có bao giờ hắn ta phải ăn nhiều đau khổ như vậy đâu chứ? Tại thế giới đại thanh này, số người dám ra tay đánh lén hẳn ta thật sự cực kỳ ít. Nghĩ đến đây, Đỗ Kiệt Bân ra sức chạy thật nhanh, vèo một cái bám sát ngay phía sau lưng Dương Bách Xuyên. Hắn ta thề nhất định sẽ chém tên đánh lén thành trăm mảnh mới hả giận. Vốn dĩ họ còn cảm thấy bản thân tài giỏi hơn Dương Bách Xuyên nhiều, nhưng hiện tại, cảm giác ưu việt đó đã hoàn toàn biến mất, không còn lại gì. Bốn người lần lượt bay vèo lên bờ. Bấy giờ Dương Bách Xuyên đã vào tới phía đối diện chỉ trong nháy mắt, sau khi nhảy lên bờ, đập vào mắt là một tảng đá lớn nằm kế rìa con sông. Hắn đã sớm phát hiện nơi xuất phát của những đòn đánh kia là từ phía sau tảng đá lớn này, thế nên mới chạy thẳng một mạch tới đây. Không ngoài dự đoán, tại đây, hắn đã nhìn thấy mục tiêu, hay nói chính xác hơn là những kẻ đánh lén bọn họ. Lúc thấy rõ mặt mấy tên đó, Dương Bách Xuyên như mở cờ trong bụng. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Hơn 10 tên đánh lén đó không ai khác chính là hai anh em Tào Tiểu Bao và Tào Mãn từng nhục mạ hắn bên ngoài Đại La Tiên Phủ, cùng với vài tên đệ tử Đại Vũ Tiên Môn và một số thiên tiên vừa được chiêu mộ vào đội ngũ. Trong số những người này, chỉ có mình Tào Mãn là thiên tiên đại viên mãn, về phần 12 người còn lại, bao gồm cả Tào Tiểu Bao đều thuần một sắc thượng phẩm thiên tiên. Thấy Dương Bách Xuyên đột ngột xuất hiện, đám người Tào Mãn cũng sửng sốt vô cùng. Hay đúng hơn là đến tận lúc này vẫn chưa kịp hoàn hồn. Kỳ thật, bọn họ cũng vừa vượt qua được con sông này không bao lâu là đã phát hiện bốn người Đỗ Kiệt Bân và Dương. Bách Xuyên đang tiến lại gần rồi. Là người dẫn đoàn, trong lần tiến vào tiên phủ này, tất nhiên Tào Mãn cũng có nhiệm vụ của mình, thế nên hắn ta đã tìm hiểu rất nhiều về 10 thế lực lớn cũng như mật thất luyện đan trong tiên phủ. Khi thấy trong Đại La Tiên Phủ xuất hiện một lượng lớn mãnh thú tụ tập về phía ngọn núi, hắn ta lập tức nhận ra điểm bất thường, sau đó nhạy bén liên tưởng đến hẳn là có liên quan tới mật thất luyện đan của tiên phủ. Cũng vì thấy mà hắn ta mới không muốn có thế lực khác nhúng tay vào chuyện này. Cộng thêm Đại Vũ Tiên Môn bọn họ và Thái Thanh Tiên. Môn của Đỗ Kiệt Bân là kẻ thù, thế là sau khi phát hiện bốn người Đỗ Kiệt Bân, trong đầu Tào Mãn bỗng nghĩ tới chiêu đánh lén. Nếu có thể quấy rối bốn người Đỗ Kiệt Bân, khiến họ rơi xuống sông làm mồi cho cá thì không còn gì tốt hơn nữa rồi. Sau một hồi lâu cân nhắc, hắn quyết định sẽ núp sau tảng đá rồi bất ngờ tung một trường thật mạnh và kế hoạch cũng diễn ra hệt như những gì hắn mong muốn. Nhưng ai mà có dè, chuyện xảy ra kế tiếp lại khiến hắn phải trợn mắt, há hốc mồm kinh ngạc. Cái tên tiểu thiên tiên gọi là Dương Bách Xuyên bỗng tỏa ánh hào quang xanh thẳm, sau đó toàn bộ mặt sông lập tức đóng thành băng, bốn người cũng bình yên vô sự. Đáng sợ hơn là một giây sau, Dương Bách Xuyên đã xuất hiện ngay trước mắt hắn ta. Điều này khiến đám người Tào Mãn sợ chết khiếp. Lúc này, họ mới nhận ra tiểu thiên tiên Dương Bách Xuyên mà họ xem thường lại là một kẻ rất có năng lực, tuyệt đối không đơn giản chỉ là một sơ phẩm thiên tiên như biểu hiện bên ngoài. Thế nên dù Dương Bách Xuyên đã lao tới ngay trước mặt, cả đám Tào Mãn vẫn còn ngây ra như phỗng, chưa kịp hoàn hồn. Thấy vậy, Dương Bách Xuyên quyết định tiên hạ thủ vi cường, với cả trước đó anh em nhà họ Tào còn dám nhục mạ hắn, thế nên họ Dương cũng muốn nhân cơ hội này trả thù luôn thể. Khi đó hắn không phản bác lại là vì bên ngoài có quá nhiều người, cộng thêm Đỗ Kiệt Bân đã kịp thời ra mặt giảng hòa. Nhưng hiện tại thì khác, ở trong Đại La Tiên Phủ này, có giết vài tên chó má cũng chẳng sợ bị người khác phát hiện đâu. Thứ nhất, Đỗ Kiệt Bân và Lão Mộ cũng như A Thiện đi cùng hắn đều là kẻ thù của hai anh em Tào Mãn. Thứ hai, cái đám khốn kiếp này dám cả gan đánh lén bọn họ, có lẽ người khác sẽ nhịn được nhưng hẳn thì không. Đại Thiên Tiên thì ngon lắm hả? Đã thế hôm nay ta sẽ giết thử một tên xem sao. Đâu phải là không đủ khả năng thực hiện chứ. Bàn về chất lượng, bên phía bọn họ có tận hai thiên tiên đại viên mãn là Lão Mộ và A Thiệt, chưa kể Dương Bách Xuyên có cảm giác thực lực của Đỗ Kiệt Bân thậm chí còn mạnh hơn cả hai người kia. Về phần tên họ Dương nào đó, ha ha. Kể từ bây giờ, hắn sẽ rộng lượng mà cho hai anh em nhà họ Tào kia nếm thử tay nghề của mình vậy. Bát hoang, chảm. Dương Bách Xuyên nhảy lên tảng đá lớn, nhân lúc Tào Mãn vẫn còn sững sờ, hắn không chút do dự dồn hết sức vung kiếm, chém một nhát cực mạnh. Ong! Hiện kiếm đồ long đã được bổ sung sức mạnh đạo thần, cộng thêm sức mạnh pháp tắc ở tiên giới cũng lớn mạnh hơn trước rất nhiều, thế nên mới thoáng cử động thôi đã liên tục phát ra kiếm minh mãnh liệt. Quan trọng nhất là Dương Bách Xuyên đã thương lượng với Hắc Liên thành công, thế nên một kiếm này của hắn không chỉ hừng hực sát khí,
còn được tăng thêm uy lực dưới sự trợ giúp của Hắc Liên, dù có là thiên tiên đại viên mãn thì đã sao. Nhát kiếm chém từ trên xuống tỏa ra khí thế hừng hực, đồng thời phóng thích kiếm khí mang theo ánh sáng chói lòa, dài hơn 10 trượng. Mau tránh ra. Ngay lúc kiếm khí của Dương Bách Xuyên bùng nổ, cuối cùng Tào Mãn cũng hoàn hồn. Hắn cảm nhận được bầu không khí lúc này có gì đó không ổn, là thiên tiên đại viên mãn duy nhất ở đây, trực giác của hắn về các mối hiểm họa cũng như sức mạnh nhạy bén hơn những người kia rất nhiều. Thế nên khi cảm nhận được kiếm khí hùng hồn của Dương Bách Xuyên, hắn ta vội vàng la lớn báo hiệu cho thuộc hạ né tránh. Về phần hắn ta thì dốc hết sức bình sinh, khởi động bí pháp nhanh chân trốn sang một bên. Tu vi của Tào Mãn cao hơn những kẻ ở đây một bậc, có điều những người khác lại không may mắn tới vậy. Lúc một kiếm của Dương Bách Xuyên chém tới gần, hầu hết thiên tiên đã kịp phản ứng lại, nhanh chóng phản công, nhưng có vài người lại chẳng thèm để một tiểu thiên tiên như hắn vào mắt, điển hình là Tào Tiểu Bao. Hậu quả thật sự rất thảm khốc. Khoảnh khắc kiếm khí của Dương Bách Xuyên bùng nổ, có ba gã thiên tiên đã xui xẻo tử vong ngay tại chỗ, đầu một nơi người một nẻo. Những người còn lại cũng bị kiếm khí lan đến, không chết nhưng cũng trọng thương. Trong vô vàn tiếng kêu thảm thiết đó, Tào Tiểu Bao là thảm hại hơn cả, tuy không bán muối sớm, nhưng cả người ngã ngửa ra đất, hai tay ôm chặt lấy thân dưới, máu chảy đầm đìa. Bọn họ nào đủ năng lực ngăn chặn được nhát kiếm có thêm Hắc Liên trợ giúp chứ? Một kiếm quét ngang, 12 người của Đại Vũ Tiên Môn lập tức ngã xuống, dù không chết thì cũng bị thương nặng, chỉ có một mình Tào Mãn né kịp. Đúng lúc này, ba người Đỗ Kiệt Bân đuổi tới nơi. Mẹ kiếp, Tào Mãn, hóa ra là người đánh lén ta, lão mộ, Thiên, xông lên giết chết hắn. Đỗ Kiệt Bân giận dữ hét lớn. Lửa giận trong lòng lão mộ và A Thiện đã bị dồn nén tới cực điểm, bất chấp xông lên lao về phía Tào Mãn. Lúc này, mặt mày Tào Mãn hoàn toàn biến sắc, trước thì bị một kiếm của Dương Bách Xuyên dọa sợ ngây người, sau lại thấy hai đại viên mãn là lão mộ cùng A Thiện lao về phía mình. 12 đồng bạn thiên tiên của hắn ta đã bị một kiếm của Dương Bách Xuyên hạ gục. Giờ một mình hắn ta mà đấu đổi với tận hai đại viên mãn cùng cấp như lão mộ và A Thiệt, dù có là ba đầu sáu tay cũng chẳng phải đối thủ. Một chữ thôi, chạy. Làm tiên là phải co được duỗi được, tất cả vì lợi ích sau cùng. Nếu bị bắt lại, Tào Mãn biết hôm nay chính là ngày cuối cùng trên con đường tiên đạo của hắn. Hiện hắn ta đã nhìn thấu tình thế trước mắt, vậy nên không dám do dự hay dừng lại dù chỉ một giây. Cuối cùng, Tào Mãn nghiến răng, dứt khoát đốt cháy tiên nguyên lực của bản thân, cơ thể hắn ta lập tức nổ tung, hóa thành một vệt sáng, bay đi thật xa. Bấy giờ, lão mộ và A Thiện cũng đuổi tới nơi, trông thấy hành động này của Tào Mãn, họ quay sang nhìn nhau, quyết định không đuổi theo. Bởi vì họ biết rõ trong tình huống thực lực của hai bên ngang nhau, họ tuyệt đối không đuổi kịp một Tào Mãn đã đốt cả tiên nguyên lực để chạy trốn, trừ phi họ cũng học theo hắn. Nhưng hậu quả của việc đốt cháy tiên nguyên lực cực kỳ nặng nề, nếu chỉ vì một Tào Mãn mà thiêu đốt tiên nguyên lực của mình thì đúng là mất nhiều hơn được. Cái giá của việc thiêu đốt tiên nguyên lực, nhẹ thì suy yếu một đoạn thời gian, nhưng hiện bọn họ đang ở trong Đại La Tiên Phủ, thực lực suy giảm sẽ đẩy bản thân vào nguy hiểm, còn nặng thì cảnh giới thụt lùi một bước dài. Cho nên lão mộ và A Thiện mới từ bỏ việc truy đuổi. Bên phía Dương Bách Xuyên đã bắt đầu bồi thêm vài nhát. Một kiếm của hắn quật ngã 12 thiên tiên, hơn nữa còn đều là thượng phẩm thiên tiên, trong số đó có 3 người lập tức tắt thở, 9 tên thì bị trọng thương, nhưng Dương Bách Xuyên tuyệt đối không để họ có cơ hội rời khỏi đây. Hắn vung kiếm, thuần thục chém từng nhát, một hơi giết chết 8 gã, cuối cùng hướng mắt về phía Tào Tiểu Bao. Hắn cầm kiếm đồ long còn nhỏ máu trong tay, nhìn chằm chằm Tào Tiểu Bao, tuét miệng cười bảo, một sơ phẩm thiên tiên bé nhỏ như ta không đáng lọt vào mắt ngươi, nhưng hiện ta chém chết được thượng phẩm thiên tiên rồi đấy, ngươi xem thử ta đã đủ tư cách chưa nào. Một kiếm hừng hực khí thế của Dương Bách Xuyên ban nãy đã cắt đứt bộ phận nối dõi tông đường của Tào Tiểu Bao, khiến gã tổn thương nguyên khí nặng nề. Bấy giờ, gã hoảng loạn gào lên, ngươi không thể giết ta là người nhà họ Tào thuộc Đại Vũ Tiên Môn, nhà họ Tào bọn ta là dòng chính của Đại Vũ Tiên Môn, ông nội của ta là trưởng lão của Tiên Môn, cũng là một kim tiên, ngươi không thể giết ta. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên chỉ nhếch mép cười khẩy, kim tiên mà thôi, với cả cũng chẳng phải ngươi. Tào Tiểu Bao hét lên một tiếng thảm thiết, sinh mệnh dần trôi đi dưới lưỡi kiếm của họ Dương nào đó. Chậc, quân tiểu tốt, họ Dương nhìn xác của Tào Tiểu Bao dưới chân, mảng một tiếng. Lần này hắn không hề nương tay,
vô cùng dứt khoát phá hủy đạo nguyên của đám người đó. Lúc quay đầu lại, Dương Bách Xuyên phát hiện cả ba người Đỗ Kiệt Bân, Lão Ngộ và A Thiện đều đang sững sờ nhìn mình. Điều này khiến họ Dương cảm thấy hơi mất tự nhiên, bèn hỏi, khụ khụ. Có phải ta ra tay hơi ác rồi không? Nhớ lại thủ đoạn không nhân nhượng, một hơi giết chết 12 thiên tiên, còn hủy diệt cả đạo nguyên của mình ban nãy, tới cả hắn cũng thấy bản thân có chút tàn nhẫn. Vì thế lúc thấy đám Đỗ Kiệt Bân vẫn đứng ngây ra đó nhìn mình, Dương Bách Xuyên bèn đoán hẳn chính là vì nguyên nhân này. Nhưng thật sự hắn không còn cách nào khác, nếu hắn không giết họ, họ sẽ xử tử hắn, nhất là khi đó còn là người của Đại Vũ Tiên Môn. Là bọn họ trêu chọc mình trước. Nghe hắn hỏi, ba người Đỗ Kiệt Bân lập tức lắc đầu nguầy nguậy, tỏ vẻ bản thân không có ý đó. Trên thực tế, với Dương Bách Xuyên mà nói, cách làm này tương đối tàn nhẫn, nhưng ở trong mắt đám Đỗ Kiệt Bân lại chẳng thấm vào đâu, thứ khiến họ sững sờ chính là thực lực của Dương Bách Xuyên cơ. Một kiếm chém chết 12 thiên tiên, hơn nữa còn toàn là thượng phẩm thiên tiên, Đỗ Kiệt Bân biết, chuyện này tới cả đại viên mãn như Lão Ngộ và A Thiện cũng không làm được, nhưng Dương Bách Xuyên lại làm được. Đây mới là điều khiến ba người Đỗ Kiệt Bân cảm thấy bất ngờ nhất. Rốt cuộc thực lực của tên Dương Bách Xuyên mạnh tới đâu vậy? Có khi nào là chân tiên không? Ba người ngơ ngẩn nhìn hắn chằm chằm. Nửa ngày trôi qua, Đỗ Kiệt Bân mới nói với Dương Bách Xuyên. So ra thì ngươi vẫn chưa đủ ác đâu, Bách Xuyên à, hãy nhớ kỹ, ở tiên giới này, ngươi phải tàn nhẫn và quyết đoán hơn bất cứ ai, có thể mới sống thọ được. Và chỉ khi sống lâu sống thọ, ngươi mới có thể chạm đến đỉnh cao của tiên đạo. Cảnh giới thiên tiên chỉ là điểm khởi đầu của tiên đạo mà thôi, điều khiến bọn ta giật mình là thực lực của ngươi, chứ không phải ngươi quá tàn ác. Dương Bách Xuyên không nghĩ tới Đỗ Kiệt Bân sẽ nói ra những lời đó, nhưng hắn biết những lời đó cũng không có gì sai. Ngoài ra, từ giọng điệu nghiêm nghị của Đỗ Kiệt Bân, hẳn lại biết thêm về một mặt tàn khốc của tiên giới. Nếu chuyện này là do những người khác kể cho Dương Bách Xuyên, chưa chắc hẳn đã tin, nhưng Đỗ Kiệt Bân lại là một khuôn mẫu điển hình của tầng lớp thượng lưu ở tiên giới, xét ở một mức nào đó hoàn toàn có thể đại diện cho cả tiên giới, vì vậy Dương Bách Xuyên mới tin những lời Đỗ Kiệt Bân nói là thật. Đồng thời xem nó như một lời cảnh tỉnh chính bản thân. Đa tạ lão Đỗ đã chỉ điểm. Dương Bách Xuyên mỉm cười cảm ơn. Cả bốn người bọn họ chẳng mấy để tâm tới chuyện Tào Mãn chạy trốn, chuyến này, có thể nói Đại Vũ Tiên Môn đã toàn quân bị giết, để lọt một Tào Mãn cũng chẳng dấy lên nổi sóng gió gì lớn. Cuồng phong đã lặng, Dương Bách Xuyên cũng bắt tay vào thu dọn chiến trường. Thiếu chủ tiên môn như Đỗ Kiệt Bân tất nhiên chướng mắt chút canh xuông này, nhưng sau khi phi thăng lên tiên giới, Dương Bách Xuyên đã hóa thân thành quỷ nghèo. Vì vậy không có chuyện hắn sẽ buông tha cho vật phẩm trên người 12 thiên tiên bị hắn chém chết. Sau khi đi dạo một vòng, Dương Bách Xuyên thu hoạch được 98 khối tiên thạch hạ phẩm. Chiến lợi phẩm nhìn có vẻ rất phong phú. Nhưng đây là toàn bộ số tiên thạch họ trấn lột được từ trên người 12 thượng phẩm thiên tiên, ngoài ra chẳng còn thứ gì đáng giá cả, tới tiên đan cũng chẳng có lấy một viên. Cũng nhờ vậy mà Dương Bách Xuyên đã có cái nhìn trực quan hơn về sự bần cùng trong tài nguyên tu luyện ở tiên giới. Bốn người tiếp tục tiến về phía trước, lần này là Lão Mộ dẫn đường, hành trình xem như khá thuận lợi. Đoàn người đi được tầm một đại chu thiên, Lão Mộ bất ngờ ngừng lại, trước mắt Dương Bách Xuyên cũng hiện ra một tòa kiến trúc bỏ hoang. Nơi đó chính là mục tiêu lần này của họ. Trên đường đi tới đây, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng đã nhận thức được rõ ràng về thời gian ở tiên giới. Đương nhiên đều là công lao của Đỗ Kiệt Bân cả. Thể theo lời Đỗ Kiệt Bân thì một ngày ở tiên giới tương đương một năm ở tu chân giới, ngoài ra, thời gian ở tiên giới còn được chia nhỏ dựa theo tiểu chu thiên và đại chu thiên. Một tiểu chu thiên tương đương với 12 tiếng, một đại chu thiên tương ứng với 24 tiếng, tức một ngày một đêm trọn vẹn. Theo tính toán của Dương Bách Xuyên thì kể từ lúc họ vượt sông, đến được đây đã trôi qua một đại chu thiên rồi. Nơi này chính là đại điện tiên phủ mà ngươi nhắc tới sao? Đỗ Kiệt Bân mở miệng hỏi Lão Mộ. Hồi bẩm thiếu chủ, chính là nơi này, đừng thấy nó đã trở thành phế tích mà lầm, diện tích của nó không hề nhỏ, bán kính ít nhất cũng 50 dặm, đây mới chính là khu vực trung tâm của Đại La Tiên Phủ. Mật thất luyện đan mà chúng ta muốn tìm nằm ở sâu bên trong khu phế tích này, nhưng nơi đây không hề thái bình, chẳng những ẩn giấu vô vàn mãnh thú và tiên thú, mà còn có hiện diện cả mãnh thú cấp 2 nữa. Ngoài ra, lần này có tận mấy nghìn tiên nhân tiến vào tiên phủ. Ta đoán có lẽ 10 thế lực lớn của thế giới Đại Thanh cũng tới góp vui, có lẽ những người khác không biết tới nơi này,
càng không dám tự tiện xông vào, nhưng người của 10 thế lực lớn chắc chắn sẽ mò tới đây. Vì vậy, từ giờ trở đi, chúng ta phải đề cao cảnh giác gấp. 100.000 lần, có đôi khi mãnh thú không đáng sợ, mà trái lại, con người còn âm hiểm hơn cả mãnh thú. Nếu bỏ mạng tại đây, tin tức sẽ không bị truyền ra ngoài, sư môn cũng chẳng hay biết gì. Ngoài ra vì nơi này có tồn tại pháp trận pháp tắc, tuy bị hư hỏng nặng nhưng suy cho cùng vẫn là đại trận thời thượng cổ, dẫn tới sức mạnh thiên địa lẫn pháp tắc bên trong khu vực này cực kỳ hỗn loạn, không ổn định, do đó thi triển đạo thuật pháp tắc. Có thể nói là một bước khó đi, nhưng cũng không hẳn chỉ toàn là chuyện xấu. Nơi này là khu vực trung tâm của Đại La Tiên Phủ, nên bên trong có rất nhiều đại điện đường và đại viện của Tiên Phủ, tức sẽ có vô vàn công pháp, đạo thuật, tiên khí, tiên dược xa xưa được lưu trữ ở đây, chỉ là lấy được hay không còn phải tùy vào duyên phận. Tiên dược trong này không hề tầm thường, gặp được một cây Âu cũng là may mắn lớn, nhưng mục tiêu của chúng ta là sâu bên trong lòng phế tích. Trên đường đi, nếu có duyên nhìn thấy thì tốt, nhưng nếu không chiếm được, vậy chớ cưỡng cầu, chỉ cần tìm ra cửa vào mật thất luyện đạn, vậy chuyến này chúng ta đã thắng đậm rồi. Lão Mộ giải thích tường tận cho họ nghe. Lão Mộ này, người có cách nào xác định được cửa vào mật thất luyện đan không? Đỗ Kiệt Bân hỏi. Dựa theo lời Lão Mộ nói lúc trước thì hắn ta có thể xác định vị trí đại khái của một chỗ, thế nên tới lúc đó hẳn sẽ tìm được cửa vào, nhưng vào được không thì hên xui. Thiếu chủ yên tâm, tuy không đưa ra được vị trí chính xác, nhưng ta có thể thu hẹp phạm vi. A Thiện chen miệng vào. Vậy à, thế chúng ta nhanh tiến vào trong thôi. Đỗ Kiệt Bân gật đầu, không lo lắng gì nữa, vì những chuyện khác đã có Lão Mộ và A Thiện nhọc lòng giúp rồi. Sau đó bốn người cùng bước vào khu phế tích. Trong khu phế tích không chỉ có mỗi tòa kiến trúc sụp đổ, mà còn có những đại thụ che trời, cỏ dại rậm rạp, thoạt nhìn hoang vu vô cùng. Đúng như những gì Lão Mộ nói, sức mạnh thiên địa ở đây cực kỳ hỗn loạn. Trong hoàn cảnh thế này, nếu sử dụng đạo thuật pháp tắc sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn, thế nên thứ duy nhất họ có thể dựa vào chính là nội lực. Tòa nhà hoang tàn này trông vô cùng đồ sộ, mỗi một khúc gỗ, tảng đá bên trong đều được chạm khắc tỉ mỉ, có thể tưởng tượng vào thời đại thượng cổ, nơi này đã từng huy hoàng, tráng lệ tới cỡ nào. Sau khi bước vào phế tích, bốn người loáng thoáng nghe thấy tiếng đánh nhau, có tiếng người có thú gầm. Cũng có sự dao động của tiên nguyên cường đại. Cách thật xa cũng có thể nhìn thấy vầng sáng phóng lên cao, vô cùng chói mắt. Xem ra có tiên bảo quý hiếm gì đó xuất thế, thiếu chủ, chúng ta có cần đi qua đó nhìn xem không? Lão Mạc hỏi Đỗ Kiệt Bân. Đỗ Kiệt Bân nói, phương hướng có thuận tiện với nơi chúng ta đi không? Rất gần, Lão Mạc nói. Vậy đi xem sao? Đỗ Kiệt Bân nói. Thật ra Dương Bách Xuyên cũng muốn đi xem, hiện tại tất cả mọi thứ xuất hiện ở tiên giới đều rất mới mẻ với hắn. Tiên bảo. Là tiên dược hay tiên đan, tiên khí hoặc thứ khác? Từ vầng sáng và tiên lực phát ra, có vẻ không phải vật phàm. Bốn người đi về phía phát ra âm thanh, lúc đến gần nghe thấy tiếng hò hét càng lúc càng lớn, ít nhất mấy trăm tiên nhân. Bốn người Dương Bách Xuyên nhìn thấy một gốc câu cao 3 mét, màu sắc rực rỡ, bên trên treo đầy quả. Nhìn qua giống như một đám hồ lô ngũ sắc. Nhưng Dương Bách Xuyên biết loại tiên quả này không phải hồ lô, bởi vì hắn ngửi thấy một mùi hương vô cùng mê người. Cái cây này có màu xám trắng, cùng màu với cục đá xung quanh, nhưng tiên quả trên cây lại phát ra ánh sáng ngũ sắc, lực tiên nguyên cường đại tận trời. Đây là cây ăn quả tiên thạch, kết ra quả tiên thạch, không ngờ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lão Mạc kinh ngạc nói. A Thiện cũng vô cùng kích động, đây là tiên phủ thượng cổ, xuất hiện thứ gì đó quý hiếm cũng không kỳ lạ, có vẻ cái cây này có trận pháp, hôm nay lại bị người phá vỡ trận pháp nên bại lộ, quả tiên thạch, ánh sáng ngũ sắc tận trời, đây là dấu hiệu đã chín. Xem ra chúng ta cũng có thể tranh thủ, đây chính là một trong 10 tiên quả hiếm có ở tiên giới, trong điển tịch có ghi chép tiên quả có chứa một lượng nguyên lực cực kỳ khổng lồ và thuần tịnh, có thể tăng cường tu vi lên một mảng lớn, lực phòng ngự cũng tăng gấp 10 lần. Đương nhiên cũng có hạn chế về thời gian, trong một khoảng thời gian nhất định có thể tăng cường thân thể lên gấp 10 lần, lực lượng tăng trưởng 10 lần, lại còn không có tác dụng phụ. Đây mới là chỗ chân quý của quả tiên thạch, chúng ta cũng có thể đi tranh thủ một lần. Sợ không dễ tranh, người của 10 tiên môn lớn, ngoại trừ Thái Thanh tiên môn và Đại Vũ tiên môn bị chúng ta đánh tàn phế lúc trước, người của 8 tiên môn khác đều ở đây. Ngoài ra còn có người của mấy chục thế lực khác, nhìn qua có vẻ đang đối đầu với người của 8 tiên môn lớn. Hơn nữa loại quả quý hiếm như quả tiên thạch đều sẽ có tiên thú hoặc hung thú bảo hộ,
nhìn đám người tiên môn kia cố ý vô tình giữ khoảng cách với quả tiên thạch là biết. Dựa theo quy củ, những người này sẽ phân thẳng bại, sau đó sẽ đi giải quyết tiên thú và thu hoạch tiên quả, nhưng hôm nay có vẻ rất loạn. A Thiên lên tiếng. Dương Bách Xuyên nói, tiểu tiên môn tranh đoạt ích lợi với đại tiên môn, chẳng lẽ không sợ bị người của đại tiên môn trả thù? Đỗ Kiệt Bân lắc đầu nói, tiên môn tiên giới truyền lưu một quy củ bất thành văn, chỉ cần là ở di tích cổ, mấy việc như tranh đoạt tài nguyên tu luyện thì không được phép trả thù lẫn nhau, nếu sau này có chuyện trả thù, tiểu tiên môn không có không gian phát triển, tiên giới cũng rối loạn. Vốn dĩ các tiên môn tranh giành với nhau đã cực kỳ tàn khốc, mặc dù bên ngoài các thế lực tiên môn không phân cao thấp, nhưng trên thực tế vẫn tồn tại cấp bậc. Chẳng qua phải xem căn cơ của tiên môn và số lượng cao thủ trong tiên môn cùng với tu vi của thực lực chính của trong môn. Trên thực tế ở thế giới đại thanh chúng ta, nghe nói có 10 thế lực lớn, trên thực tế bởi vì môn chủ của 10 thế lực lớn đó đều bước vào cảnh giới đại la thượng tiên, còn các tiên môn khác không có cấp bậc đại la. 9 đại cảnh giới tiên đạo, một cảnh một bậc thang, muốn tiến giai còn khó hơn tưởng tượng, ở trong thế giới đại thanh, cảnh giới đại la thượng tiên là cao thủ, nhưng đi ra ngoài thì sao? Đi ra ngoài còn có hỗn nguyên, tiên quân, tiên vương, tiên đế, thậm chí tiên tôn, cho nên mới nói quan hệ giữa các tiên môn rất sâu, nhưng lại ở một lúc nào đó sẽ có hạn chế. Nhưng trước khi chưa bước vào đại la, dù là tu vi thực lực cá nhân hay thế lực tiên môn, ở trong tiên đều không là gì cả, di chuyển trong tiên giới, từ đại la trở nên mới là bắt đầu. Tiên giới vô tận vô hạn, không có tu vi đại la, đi trong tiên giới cũng là cả một vấn đề. Thế giới đại thanh cũng chỉ là một góc thu nhỏ của tiên giới. Nghe Đỗ Kiệt Bân nói, lúc này Dương Bách Xuyên mới phát hiện chính mình còn phải đi một con đường rất dài. Dương Bách Xuyên nói, cho nên ý của ngươi là người của tiên môn nhỏ yếu ở trong tiên phủ cổ này không cần lo lắng sẽ có người tìm gây chuyện nếu chém giết đệ tử của tiên môn cường đại. Ha ha, lý luận là vậy, nhưng nếu muốn chém giết người của tiên môn lớn thì nói dễ hơn làm, tài nguyên tu luyện không giống nhau, chú định chênh lệch. Người của tiểu tiên môn muốn chém giết đại tiên môn là một chuyện cực khó khăn. Đương nhiên nếu có thực lực thật sự, trong tình huống bình thường, người chỉ cần giết người của đại tiên môn thì không cần lo ra ngoài bị trả thù, ta nói vậy chắc người đã hiểu. Hơn nữa quỷ củ này cũng giới hạn ở phạm vi nhỏ, nếu gặp phải con cháu của những tiên môn quái vật khổng lồ thì phải xem tình hình, nếu không sẽ rước lấy họa sát thân. Khác không nói, chỉ nói thế lực có tiên vương, tiên đế, đổi lại làm ta. Cho dù ta có thực lực giết người, trong tình huống không nắm chắc 10 phần cũng không dám dễ dàng ra tay. Đỗ Kiệt Bân nói. Dương Bách Xuyên nghe vậy thầm gật đầu, nhìn qua có vẻ dù là tu chân giới hay tiên giới, khi thế lực và thực lực trong tay ngươi mạnh đến một trình độ nhất định chính là bùa bảo hộ, ai cũng phải kiêng kỵ. Thiếu chủ, bây giờ chúng ta đi qua hay từ từ? Lão Mạc nôn nóng nói. Đối với Lão Mạc, sức hút của quả tiên thạch quá lớn. Thật ra trong lòng Dương Bách Xuyên cũng muốn động, nhưng hẳn cũng người khác không giống nhau. Ba người Đỗ Kiệt Bân nhìn chằm chằm quả tiên thạch, còn hắn nhìn chằm chằm cây. Ăn một quả thiếu một quả, nhưng có cây cối thì sẽ không tồn tại vấn đề này, có thể không ngừng cung cấp tiên quả. Mọi người đều biết tiên quả vô cùng khó trồng, nhưng đối với hẳn thì lại rất dễ, bởi vì trong hồ càn khôn của hẳn có nước sinh mệnh. Hơn nữa hồ càn khôn là chí bảo thần đạo, hoàn cảnh bên trong phù hợp với mọi loại linh thực. Hơn nữa có thêm nước sinh mệnh, kỳ sinh trưởng cũng sẽ giảm rất nhiều. Sau khi phi thăng tiên giới, thật ra hắn cũng chưa nhìn sự thay đổi của hồ càn khôn, cũng chưa có thời gian đi nghiên cứu, nhưng tin tưởng không gian hồ càn khôn thay đổi rất lớn, hắn có thể cảm nhận được điều này. Vốn dĩ chờ đến tiên giới sẽ tìm một chỗ để nghiên cứu hồ càn khôn, đồng thời hỏi linh hồn hồ càn khôn về thần đạo và chuyện hồ càn khôn. Nhưng từ sau khi phi thăng tiên giới hẳn vẫn luôn không có thời gian. Trực tiếp đến tiên phủ Đại La. Dương Bách Xuyên rất có lòng tin có thể di rời tiên thạch thụ, hắn cũng muốn xen vào một chân, có thể cướp được quả tiên thạch thì tốt nhất, đoạt không đến cũng không sao bởi vì mục tiêu của hắn là tiên thạch thu. Đỗ Kiệt Bân nói, đi, mọi người cẩn thận, có thể lấy được quả tiên thạch thì tốt, không lấy được cũng không cần cưỡng cầu, mục tiêu cuối cùng của chúng ta là mật thất luyện đan. Sau khi quyết định bốn người đi về phía giữa sân, chờ đến gần, cuối cùng bốn người cũng nhìn thấy hung thú bảo vệ xung quanh tiên thạch thụ. Là hung thú kim thạch chuột yêu, thứ này rất khó đối phó, thảo nào không có tiên nhân nào đến gần được tiên thạch thụ. Lão Mạc lo lắng nói. A Thiện nói, vòng tròn lớn đầu tiên rất khó đối phó, một khi thứ này xuất hiện chắc chắn sẽ đi theo đôi sống mái, không nhìn thấy được một con khác, chúng ta vẫn nên cẩn thận hơn.
Đỗ Kiệt Bân nói, kim thạch chuột yêu, tốc độ phòng ngự đứng đầu trong các hung thú nhất giai, rất khó xử lý, nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội ra tay, lúc trong sân hỗn loạn là cơ hội của chúng ta. Tám tiên môn lớn muốn độc chiếm quả tiên thạch có chút không biết xấu hổ, nhưng xem tình huống hiện tại, cho dù bọn họ chặn người của các tiên môn khác thì vẫn phải đối phó với kim thạch chuột yêu, muốn có được quả tiên thạch cũng không dễ. Hiện tại chỉ thấy một con kim thạch chuột yêu, hiển nhiên một con khác đang ẩn nấp, người của tám tiên môn muốn ra tay cũng phải trả giá đắt. Hơn nữa đến bây giờ bọn họ vẫn chưa ra tay, có vẻ vẫn có kiêng kỵ với kim thạch chuột yêu, có lẽ đang đợi một con khác xuất hiện. Gào, Đỗ Kiệt Bân vừa dứt lời, một tiếng gào chói tai vang lên. Ngay sau đó con kim thạch chuột yêu khác xuất hiện. Còn xuất hiện từ nơi xa, tương đương xuất hiện bên ngoài đám tiên nhân này. Gào gào kim thạch chuột yêu bên ngoài hóa thành một luồng sáng màu xám lao về phía tiên thạch thụ. Mạnh mẽ đột phá ra một con đường giữa mấy trăm tiên nhân. Nơi đi qua người ngã ngựa đổ, có vài tiên nhân bị kim thạch chuột yêu đâm chết. Rất nhanh đã phá vỡ vòng phòng ngự của tám đại tiên môn. Kết trận. Người của tám đại tiên môn gầm lên. Đỗ Kiệt Bân kích động nói, lên, cơ hội của chúng ta. Không chỉ có Đỗ Kiệt Bân nhìn thấy cơ hội. Giữa sân cũng có vài thiên tiên đại viên mãn nhìn thấy được cơ hội, cũng xuất hiện lao về phía tiên thạch thụ. Dương Bách Xuyên nheo mắt lại, vọt lên, nhưng mục tiêu của hắn là tiên thạch thụ, muốn nhổ tận gốc cây ăn quả. Gào! Hai con kim thạch chuột yêu này không hổ danh là hung thú. Rất nhiều đòn tấn công dừng trên người chúng nhưng có vẻ không hề cảm giác gì, tiếp tục gầm rú lao thẳng đến thạch tiên thụ. Dù sao trong vòng 10 giây ngắn ngủi đã phá vỡ phòng ngự của tiên môn lớn nhỏ. Vọt đến trước cây ăn quả, đứng bên cạnh kim thạch chuột yêu cái, sau đó gầm lên như đang cảnh cáo các ngươi đừng có đến đây, cây ăn quả là của bọn ta. Dương Bách Xuyên và bốn người Đỗ Kiệt Bân trà trộn vào trong đám người đi thẳng đến cây ăn quả. Bọn họ muốn đục nước béo cò. Hơn nữa nhìn tình hình trong sân, Dương Bách Xuyên không cảm thấy hai con kim thạch chuột yêu sẽ là đối thủ của đám tiên nhân này. Mặc dù kim thạch chuột yêu là hung thú cường hãn, nhưng chỉ có một đôi thế đơn lực mỏng, dù cường đại cũng chỉ là hung thú nhất giai, còn chưa đạt đến nhị giai. Cho nên kim thạch chuột yêu cảm thấy rất nhanh mấy trăm thiên tiên sẽ đạt được mục tiêu xử lý hai con kim thạch chuột yêu, đoạt được quả tiên thạch. Cuối cùng quả tiên thạch sẽ bị mấy trăm thiên tiên tranh đoạt. Mục tiêu của Dương Bách Xuyên rất rõ ràng, đối mặt với đội hình mấy trăm thiên tiên, khả năng cướp đoạt quả tiên thạch rất khó. Hắn không cướp đoạt quả tiên thạch, mà mục tiêu của hắn là cây ăn quả. Bởi vì dù quả tiên thạch có nhiều đến mấy cũng có hạn, tính đi tính lại cũng chỉ có 12 quả tiên thạch. So với quả tiên thạch, sẽ không có ai đoạt cây ăn quả đúng không? Mọi người cùng nhau xử lý hai con kim thạch chuột yêu, nếu không đừng ai mơ tưởng có được quả tiên thạch. Lúc này một thanh niên gầm lên. Dương Bách Xuyên đi theo sau Đỗ Kiệt Bân, nghe thấy Đỗ Hiển Nhiên Đỗ Kiệt Bân có ý kiến với thanh niên này. Kiệt Bân hừ lạnh. Dương Bách Xuyên không nhịn được hỏi. Lão Đỗ, người biết người kia. Đỗ Kiệt Bân khó chịu nói, tiểu tử kia là Yến Ngũ Thước của Thượng Huyền Tiên Môn, một trong 10 thế lực lớn đứng đầu Đại Thanh, là một kẻ rất dối trá, ta không thích hắn ta. Nghe xong Dương Bách Xuyên không nhịn được bật cười, nhìn bộ dáng của Đỗ Kiệt Bân, có vẻ có xích mích với Yến Ngũ Thước. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng có thể thông cảm được, 10 thế lực tiên môn lớn ở thế giới Đại Thanh, những tiên nhị đại giống Đỗ Kiệt Bân và Yến Ngũ Thước cạnh tranh lẫn nhau là bình thường. Đương nhiên đây là những gì Dương Bách Xuyên nghĩ, trên thực tế Đỗ Kiệt Bân không thích Yến Ngũ Thước không phải vì sự cạnh tranh giữa các tiên nhị đại, mà vì một nữ nhân. Dương Bách Xuyên phát hiện điểm này sau một lúc, bởi vì hắn thấy được Đỗ Kiệt Bân vẫn luôn nhìn về phía bên cạnh Yến Ngũ Thước. Bên cạnh Yến Ngũ Thước có một nữ thiên tiên, cũng là một thiên tiên đại viên mãn như Yến Ngũ Thước. Từ trong ánh mắt của Đỗ Kiệt Bân, Dương Bách Xuyên thấy được chút dịu dàng tình yêu. Nhưng Dương Bách Xuyên phát hiện nữ thiên tiên kia chưa từng nhìn Đỗ Kiệt Bân. Lúc này Dương Bách Xuyên mới bừng tỉnh, thì ra nguyên nhân Đỗ Kiệt Bân không thích Yến Ngũ Thước là vì nữ nhân này. Dương Bách Xuyên cố ý hỏi Đỗ Kiệt Bân, lão Đỗ, nữ tiên thiên bên cạnh Yến Ngũ Thước kia là ai? Đỗ Kiệt Bân buột miệng thốt ra, tiên nữ của tiên môn Hỏa Tình tiên môn đứng thứ hai thế giới Đại Thanh Diêu Thanh tiên tử. Dương Bách Xuyên thấy được lúc Đỗ Kiệt Bân nhắc đến Diêu Thanh tiên tử kia, trong mắt tràn đầy tình yêu. Kẻ ngốc cũng nhìn ra được Diêu Thanh tiên tử là nữ thần của Đỗ Kiệt Bân, đáng tiếc Đỗ Kiệt Bân yêu đơn phương. Trong lúc hai người đang nói chuyện, sau khi Yến Ngũ Thước lớn tiếng kêu gọi mọi người cùng nhau đối phó với kim thạch chuột yêu,
người của tiên môn lớn nhỏ bắt đầu tấn công hai con kim thạch chuột yêu. Dương Bách Xuyên nhìn ra được lực kêu gọi của Yến Ngũ Thước rất mạnh, hắn ta hô lên một câu, mọi người đã đồng lòng đối ngoại, tấn công kim thạch chuột yêu. Có vẻ lực kêu gọi rất mạnh, là nhân vật khó chơi. Dương Bách Xuyên nghĩ thầm. Nhưng đối với hắn tình hình trước mắt có lợi cho hắn. Giết, Yến Ngũ Thước hét lên, thiên tiên xung quanh cùng ra tay. Trong thiên địa tràn đầy các loại tiên lực, lao thẳng về phía hai con kim thạch chuột yêu. Gào gào. Hai con kim thạch chuột yêu tức giận gầm lên, giống như tuyên thệ bọn chúng cũng không dễ chọc. Sau đó toàn thân hai con kim thạch chuột yêu lóe sáng, âm thanh như sấm, vô số tia sáng bùng nổ giống như vạn mũi tên bạo phát, mang theo khí thế không. Gì sáng kịp, tấn công các thiên tiên. Lúc này Dương Bách Xuyên và bốn người Đỗ Kiệt Bân cách khá xa, còn tránh sau tảng đá to nên không sợ bị lan đến. Tốt nhất có thể giết chết Yến Ngũ Thước, Đỗ Kiệt Bân nhỏ giọng nói thầm. Dương Bách Xuyên không cho rằng lần này có thể làm đám người Yến Ngũ Thước bị thương tổn. Quả nhiên sau khi hai con kim thạch chuột yêu bùng nổ, Yến Ngũ Thước và Diêu Thanh Thiên Tử cùng 7-8 người xung quanh bộc phát sức mạnh, một đám. Phi lên trên không trung. Hiển nhiên mấy người bọn họ cũng biết rõ đòn tấn công này của kim thạch chuột yêu không dễ đối phó nên lựa chọn tránh né. Âm ầm ầm, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đám người Yến Ngũ Thước tránh thoát được đòn tấn công bùng nổ cường đại của kim thạch chuột yêu, nhưng không có nghĩa mấy tiên nhân khác có thể tránh thoát. Chỉ trong nháy mắt đã có hơn 100 tiên nhân ngã xuống. Dương Bách Xuyên dùng tiên thức đảo qua, phát hiện hơn nửa tiên nhân ngã xuống là thiên tiên sơ kỳ và trung kỳ. Cho dù là thiên tiên thượng phẩm không chết cũng kêu thảm thiết. Chiêu này làm các thế lực tiên môn lớn nhỏ tổn thất 1/3. Giữa sân chỉ còn lại 200 người, một đám nhìn có vẻ không thoải mái. Thậm chí đám người Yến Ngũ Thước phi lên giữa không trung, lúc này thân thể cũng lung lay sắp ngã. Có thể thấy được uy lực cường đại của đòn tấn công của hai kim thạch chuột yêu vừa rồi. Kim thạch chuột yêu đã thả ra đại chiêu, hiện tại là kỳ suy yếu, là lúc thích hợp để xử lý chúng nó. Mọi người xuất toàn lực, chúng ta cùng chia quả tiên. Thạch, âm thanh mang theo chút mê hoặc của Yến Ngũ Thước vang lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 151.